Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 46. Sau nửa canh giờ sau, đảo Bình Nham dần xuất hiện trong tầm mắt của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nheo mắt quan sát, nơi mà tầm mắt có thể nhìn thấy được chính là biên giới phía tây của thành Cự Giang. Phía trước là một con sông lớn rộng lớn khôn cùng, ngay tại mép sông có một mảnh toàn những hòn đảo nhỏ liên tiếp nhau. Mơ hồ có thể nhìn thấy được ở giữa có một hòn đảo rất lớn. Trên những hòn đảo nhỏ chung quanh bốn phía của nó lúc này đã có vô số thân ảnh tụ tập lại đen kịt một mảnh. Nhìn một biển người thế này, Lục Lâm Thiên cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, trên những hòn đảo nhỏ liên miên bốn phía kia chỉ toàn người là người, sợ là cũng phải hơn mấy trăm vạn, những tiếng bàn luận phía trên mấy hòn đảo nhỏ kia tạo thành tiếng ồn ào vang vọng khắp một chốn. Dương Quá đại nhân, chúng ta đi bên này, người dự thi có thể trực tiếp đi tới đảo Bình Nham. Bất quá chỉ có thể dẫn theo 10 người đi vào mà thôi, những người còn lại nếu muốn lên đảo Bình Nham xem ở khoảng cách gần thì mỗi người 100 vạn kim tệ, người bình thường có thể sẽ không được vào, nhưng nếu như là sơn môn do thiên địa các mời tới thì tất cả những người đi theo đều có thể đi vào. Hoàng Đan nói với Lục Lâm Thiên, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói, đã nhìn thấy một cây cầu thép treo trực tiếp đi tới đảo Bình Nham. Muốn lên đảo Bình Nham quan sát ở khoảng cách gần không ngờ lại cần tới 100 vạn kim tệ mỗi người, cái giá này đúng là ở trên trời, 100 vạn kim tệ, chẳng khác nào một viên đan dược ngũ phẩm, sợ là những người muốn lên đó xem, nếu như không phải nhà có chút tiền thì chính là không biết nên phá như thế nào. Lục Lâm Thiên đi về phía cây cầu sắt dẫn tới đảo Bình Nham, lúc này bên cạnh cây cầu sắt có mấy vị đại hán vũ trang đầy đủ đứng ở đấy, trên người cả đám đều tỏa ra khí tức không tệ. Mỗi người đều đeo một cái huy chương, phía trên huy chương có bí văn phức tạp, Lục Lâm Thiên vừa nhìn qua liền biết ngay là người của thiên địa các. Mắt thấy đám đệ tử thiên địa các đứng đóng ở đây đều có tu vi vũ tướng cũng khiến Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, người có tu vi vũ tướng, ở thiên địa các cũng chỉ có thể đứng giữ cầu mà thôi. Bên ngoài cây cầu sắt, lúc này có không ít người đang xếp hàng chờ đi vào, có người của thiên địa các đang kiểm tra thân phận. Vù vù. Nhưng đúng vào lúc này, trên không trung đột nhiên có không ít yêu thú phi hành khổng lồ vỗ cánh bay tới, trên lưng của yêu thú phi hành đều có không ít người đang đứng, cũng phải có vài chục con phi hành thú. Vô Song, Hồng Lăng, Tâm Đồng, Đông Lão. Lúc Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên nhìn, trên lưng của hai con yêu thú phi hành kia đột nhiên lại xuất hiện thân ảnh quen thuộc với mình, nhìn qua thân ảnh vừa lướt qua bầu trời, trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức dâng lên từng trận lo lắng. Vô Song và Hồng Lăng là hai người thân cận với mình nhất, đã mấy năm không gặp rồi, lúc này gặp được, nhưng mình lại không thể đi lên nhìn mặt họ được. Hiện tại Lục Lâm Thiên có một loại xúc động mãnh liệt là muốn lập tức đuổi theo bọn họ, nhưng cũng đành phải cưỡng chế ép suy nghĩ ấy xuống. Mình bây giờ là Dương Quá chứ không phải là Lục Lâm Thiên, nếu như không thể nhẫn nhịn được thì sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch của mình, dù sao đi nữa thì một thời gian nữa mình cũng sẽ hiện thân ra gặp các nàng thôi. Dương Quá tiên sinh, đây là những người đã nhận được lời mời của thiên địa các, bao gồm tam tông tứ môn, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang và tứ các tứ đảo, tất cả của bọn họ đã sớm được thiên địa các sắp xếp ổn thỏa cả rồi, đây là chỗ tốt của việc có thực lực, đãi ngộ mà mấy thế lực đó nhận được khác xa với những người khác. Thấy Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn đàn yêu thú phi hành trên không trung, Hoàng Đan liền nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười không nói gì hết, thực lực vốn chính là thứ đại diện cho tất cả mà. Một lát sau, tới phiên Lục Lâm Thiên, một tên đệ tử thiên địa các đi tới, nói. Xin các hạ đưa ra ngọc giản chứng minh tư cách dự thi. Lục Lâm Thiên móc ra một khối ngọc giản trong tay, những thứ này đều do Hoàng Đan đã chuẩn bị sẵn hết từ trước, cũng không cần mình tốn công đi làm. Hóa ra là Dương Quá trưởng lão. Tiếp nhận và kiểm tra ngọc giản, thái độ của tên đệ tử thiên địa các kia liền hòa hoãn một chút, thần sắc cũng cung kính hơn, nói. Xin Dương Quá trưởng lão hãy tháo mặt nạ xuống, dựa theo quy định thì người dự thi không được giấu mặt thật, xin Dương Quá trưởng lão thứ lỗi. Tháo mặt nạ xuống, nhất định phải tháo mặt nạ xuống hay sao? Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lập tức lóe lên, hỏi. Không sai, đây là quy định của cuộc tranh tài, nếu như Dương Quá trưởng lão không tháo mặt nạ xuống thì dù có là trưởng lão cũng không được dự thi. Tên đệ tử thiên địa các kia nói với thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khiến cho người ta không thể nào phản bác lại lời hắn nói. Dương Quá tiên sinh, đây là quy định, xin Dương Quá tiên sinh hãy tháo mặt nạ xuống đi. Hoàng Đan đứng bên cạnh Lục Lâm Thiên khẽ lên tiếng, giống như nàng ta là người mong Lục Lâm Thiên sẽ tháo mặt nạ xuống hơn bất kỳ ai ở đây,
ngay cả Hoàng Hân cũng đưa mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Được rồi. Lục Lâm Thiên giãn mày ra, dưới sự soi mói của không ít người, giơ tay lên tháo mặt nạ xuống, lập tức để lộ ra gương mặt bên dưới lớp mặt nạ. Đây là một gương mặt có nước da màu cổ đồng, ngũ quan thanh tú rõ ràng như được khắc nên, tản ra một loại khí chất phức tạp và lãnh khốc, bất quá trong đôi mắt kia lại ẩn chứa sự thâm thúy và kỳ ảo biến ảo không ngừng. Ánh mắt của Hoàng Đan, Hoàng Hân, Hoàng Chí Linh và những đệ tử hoàng gia khác cũng lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên, hóa ra gương mặt bên dưới lớp mặt nạ kia không ngờ lại thanh tú và lãnh khốc như vậy, nhìn qua thì tuổi chỉ chừng 27-28 gì đó mà thôi. Đắc tội rồi, Dương Quá trưởng lão. Nhìn thấy gương mặt của Lục Lâm Thiên xong, đám đệ tử thiên địa các kia lập tức thi lễ, sau đó nhường đường ý bảo Lục Lâm Thiên có thể đi vào. Lục Lâm Thiên mỉm cười, cũng may là mình đã có chuẩn bị, cả đêm đều luyện chế một loại thuốc dịch dung được ghi lại bên trên thiên linh lục, có thể bôi lên mặt, lợi dụng chân khí và linh lực, khiến cho huyệt đạo trên da và da mặt phát huy tác dụng, cuối cùng thay đổi thành bộ dạng mà mình muốn, người ngoài căn bản không cách nào nhìn ra được. Trừ phi là những người tinh thông thuật dịch dung, trước đó hắn đeo mặt nạ là bởi vì luyện chế loại thuốc dịch dung này có chút phiền phức, có một vài loại tài liệu không đủ. Bằng không thì lần trước Lục Lâm Thiên cứ bôi thuốc dịch dung quét cho rồi, đỡ phải mang mặt nạ làm gì cho khó chịu. Nhìn thấy bộ dáng này của Lục Lâm Thiên, hai tỷ muội hoàng gia đều có chút biến hóa, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Lục Lâm Thiên mỉm cười, cũng không để ý tới ánh mắt của hai người, thu hồi ngọc giản. Dắt theo 10 người của Hoàng gia đi vào bên trên đảo Bình Nham, mỗi thí sinh dự thi chỉ có thể đưa theo 10 người vào cùng, những người khác muốn đi vào thì phải tốn mỗi người 100 vạn kim tệ. Lần này Hoàng gia tới đây cũng có mấy chục người, không cần phải lên hết, mà chỉ đi tới mấy hòn đảo nhỏ xung quanh quan sát, không cần phải tốn mấy hàng vạn kim tệ làm gì. Trên đường đi theo không ít thanh niên xuyên qua cầu sắt, dường như ai cũng là người đi dự thi. Lục Lâm Thiên thăm dò ra thậm chí có cả người chỉ mới có tu vi vũ tướng thôi cũng đã tới dự thi, không thể không bội phục dũng khí của bọn họ. Bên ngoài cầu sắt, đứng ở trên cầu, Lục Lâm Thiên nhìn qua hòn đảo vì cách quá xa nên có vẻ nhỏ kia, nhịn không được mà lắc đầu tán thưởng. Hòn đảo này có hình vuông, chính giữa có một quảng trường hình tròn, hai bên quảng trường có đặt rất nhiều ghế ngồi và không ít đài cao, lúc này trên mấy cái ghế kia đã có lác đác bóng người đang ngồi, chắc đó là cho những người bỏ tiền ra vào xem. Còn về phần những đài cao kia, từ xa nhìn lại cũng đã thấy vô cùng xa hoa, hẳn là chuẩn bị dành riêng cho người của mấy đại môn đại phái kia. Lục Lâm Thiên đảo mắt nhìn qua, đảo Bình Nham này đúng là có chỗ kỳ lạ, giống như bị người ta dùng kiếm cắt ra vậy, quảng trường đúng là rất rộng lớn, lúc này trong quảng trường đã có không ít nam nữ trẻ tuổi dự thi đứng sẵn ở đó, tất cả đều yên lặng mà đứng, cùng đợi trận đấu diễn ra. Tất cả những người tham gia thi đấu vui lòng đi tới quảng trường. Những người đi theo xin đi tới thính phòng, không được gây ra tiếng động lớn, xin các vị vui lòng phối hợp cho. Ở cửa ra vào cầu sắt có vài đệ tử thiên địa các lên tiếng, Lục Lâm Thiên đưa mắt qua nhìn, không ngờ đều là những người có tu vi vũ xuất cả. Lục Lâm Thiên và đám người hoàng gia tách ra, sau đó đi xuống quảng trường, người của hoàng gia thì chỉ có thể đi tới chỗ ghế ngồi mà thôi. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lúc này vẫn luôn nhìn qua nhìn lại trong đám người của mấy thế lực như Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, Tam Tông Tứ Môn, ở phía kia, mặc dù cách một đám người cách trở, nhưng vẫn có thể ẩn ẩn thấy được vài đạo thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp, đều là người thân thiết nhất của mình, còn có mấy người của Phi Linh Môn nữa, sợ là trong lòng mọi người lúc này đều cho là mình đã chết rồi. Đi xuống quảng trường, đã có sẵn đệ tử của Thiên Địa Các dẫn đường. Lục Lâm Thiên đứng ở phía dưới cùng đánh giá đám người tới đây thi đấu, người chung quanh ai cũng hở hững nhìn lướt qua hắn, cảm giác được trên người Lục Lâm Thiên không hề có khí tức ba động nào, nhiều kẻ còn lộ ra vẻ khinh thường. Đối với ánh mắt của những người chung quanh, Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không để ý, lúc này đám người có mặt ở quảng trường này cũng phải gần 2.000 người, Lục Lâm Thiên dùng tâm thần dò xét, nhìn thấy có không ít linh xuất và vũ xuất, bất quá trong đó có vài người bộ dạng không giống dưới 30 tuổi chút nào. Bất kể là có thật hay không thì cũng đành chịu, người ta chỉ cần nói mình 30 tuổi thì sợ là cũng khó mà chứng minh được hắn nói có đúng không. Đứng giữa đám người, Lục Lâm Thiên lại đảo mắt nhìn qua chung quanh lần nữa, trên cái quảng trường lớn tới mức có chút khủng bố này, thời gian trôi qua, bắt đầu ngày càng có thêm nhiều nam nữ trẻ tuổi lần lượt đi vào đây, chỗ cho người ta ngồi xem ở đằng xa cũng đen khi toàn người là người, và ngày càng nhiều hơn nữa, sợ là cũng phải hơn mấy vạn rồi, có vài người là dùng tiền để vào. Có người hẳn là đi theo thí sinh vào,
một biển người dày đặc ngày càng nhiều hơn, cộng thêm số người ở mấy hòn đảo nhỏ xung quanh nữa. Nơi nào cũng lúc nhúc toàn người là người, số người có mặt đã tới tình trạng khủng bố, ở phía xa, tiếng nghị luận bàn tán, tiếng quát mắng ầm ĩ cũng vang vọng và phủ kín cả quảng trường. Bị không khí này lây nhiễm, khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên cũng thầm sinh ra chút cảm giác mong chờ, huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào, trận tranh tài này tới lúc chính thức bắt đầu thì nhất định là sẽ rất náo nhiệt đây, chắc chắn sẽ không tránh khỏi một hồi long tranh hổ đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này số người đổ bộ qua cây cầu sắt kia cũng ngày càng nhiều, trên mấy hòn đảo xung quanh đã sớm biến thành biển người đen kịt, tiếng hò hét tập trung lại một chỗ liền biến thành tiếng gầm, bay thẳng lên trời, còn ánh mắt của Lục Lâm Thiên thì một mực đặt trên người mấy bóng dáng xinh đẹp ở trên phía đài cao kia. Trên đài cao, lúc này có 20 mấy bệ đá thật dài, phía trên được phủ gấm vóc tinh xảo, bên trên được bày biện đầy hoa quả tươi ngon lẫn mỹ thực đẹp mắt. Đây là nơi chỉ có những thế lực lớn được thiên địa các đích thân mời tới thì mới có tư cách để ngồi. Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang của cổ vực, tam tông tứ môn của đại lục Linh Vũ, còn có tứ các tứ đảo của thành Ma Vân. Ở bên mé ngoài thì có phi linh môn và những sơn môn có thế lực hơi yếu hơn, nhưng có thể được thiên địa các mời tới thì đủ để chứng minh dù thế lực có nhỏ yếu hơn đi nữa thì cũng tuyệt đối là thế lực nhất lưu. Lúc này, trên khán đài, theo đội hình của mọi người thì có thể nhìn ra. Người của bốn sơn môn nhất giáo nhất trang vẫn ngồi quây lại với nhau, đám người của tam tông tứ môn cũng ngồi kế nhau, đội hình thứ ba thì nhân số còn nhiều hơn cả tam tông tứ môn, đội hình ước chừng có khoảng không dưới 800 người, mấy tu luyện giả có tu vi vũ vương linh vương vũ xuất linh xuất đều không ít, đây chính là người của tứ các tứ đảo của thành Ma Vân. Bên trong phi linh môn lúc này là có ít người nhất, thoạt nhìn thì thực lực cũng yếu nhất, trong toàn trường, nội tình của phi linh môn cũng là yếu nhất. Phỏng chừng những sơn môn được thiên địa các mời tới, mỗi cái đều có nội tình hơn ngàn năm. Còn nội tình của phi linh môn này thì chỉ có vài năm mà thôi, nếu xét thực lực xê thì trong tất cả các sơn môn này, đừng nói là mấy sơn môn như nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, cho dù là mấy cái sơn môn nhỏ xíu là hoác cũng đều có linh vương vũ vương cao giai ở đây. Còn phi linh môn lúc này thì cũng chỉ vó đông vô mệnh có tu vi linh vương tam trọng, quỷ tiên tử là vũ vương nhị trọng, xem như là yếu nhất. Còn bọn thiên độc yêu long, linh vũ song quái, tả thiên khung thì coi như tăng thêm chút thanh thế cho phi linh môn. Lục Lâm Thiên lặng lặng ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được có không ít ánh mắt đảo qua người mình nhưng cũng lười để ý. Gia Cát Trang chủ, chỉ chớp mắt mà đã 30 năm không gặp, nhìn Gia Cát Trang chủ mà xem, thực lực bây giờ nhất định là đã mạnh hơn ngày xưa rất nhiều rồi đúng không? Bên trong đội hình của tam tông tứ môn có một đạo thân ảnh màu lam nhìn Gia Cát Tây Phong trong đội hình của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang rồi nói, người này mang theo một thanh kiếm lớn màu vàng kim, chính là cổ kiếm phong của thiên kiếm môn. Ha, 30 năm không gặp, thực lực của cổ trưởng môn nhất định cũng đã tới trình độ khủng bố rồi, lần trước ở cổ vực, ta từng nhìn thấy một người, thân thủ rất giống của cổ trưởng môn, thiếu chút nữa thì ta đã tưởng đó là cổ trưởng môn rồi. Gia Cát Tây Phong mỉm cười nói. Thật vậy sao? Cổ kiếm phong mặt mũi như thường, mỉm cười, trong ánh mắt chẳng để lộ chút gì, lại vờ như có vẻ giật mình, nói. Nhãn lực của Gia Cát Trang chủ đúng là ngày càng tệ đi rồi. Ha ha! Gia Cát Tây Phong mỉm cười, có thể nói được gì nữa đây, sợ là tất cả mọi người ở đây đều nghe hiểu cả rồi, nhưng có một số lời cũng chỉ có thể bóng gió chứ không thể nói thẳng ra được. Lần tranh tài tuyển chọn thập đại cường giả trẻ tuổi này, không ngờ tam tông tứ môn lại để bụng như vậy, các vị trưởng môn đều tới hết cả. Công tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông nhìn thấy mấy vị trưởng môn của tam tông tứ môn thì ánh mắt lóe lên rồi nói. Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang chẳng phải cũng như vậy hay sao, đều đến hết cả mà. Xuân Ngạc của Vạn Thú Tông một thân trường bào màu màu vàng da thú, thân hình thô to, ngước mắt lên nhìn, liền liếc đám người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Trong lúc vô hình còn mang theo một cỗ khí thế cường hãn. Đường đường là Vạn Thú Vương, đứng thứ tư trong thập đại cường giả lần trước, lần này đệ tử trong môn của ngươi không biết liệu có thể tiến vào được tới vòng thứ mấy đây. Đồng Quy Tinh nói, vậy thì phải xem nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang có bao nhiêu đối thủ đủ sức cạnh tranh cái đã, lần trước tiếc thay cho đồng giáo chủ không thể tiến vào 10 thứ hạng đầu, không biết lần này đệ tử trong giáo của ngươi có thể tiến vào được 10 hạng đầu hay không nữa. Tên Duẫn Ngạc này tuy rằng nhìn qua có vẻ thô tục không thôi, nhưng khi nói chuyện lại lộ ra một cỗ khôn khéo cẩn thận, ẩn theo chút ngấm ngầm hại người,
mấy kiểu tranh giành của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang và tam tông tứ môn đã là chuyện diễn ra từ rất lâu. Lời của Duẫn Thâm cũng âm thầm ám chỉ thực lực của Đồng Quy Tinh không đủ, lần này nếu như đệ tử trong giáo của hắn vẫn không thể tiến vào được thập cường thì coi như mất hết cả thể diện. Xem ra lần này Vạn Thú Tông rất chắc chắn đây, ta muốn xem thử đệ tử của Vạn Thú Tông biểu diễn ra làm sao, cũng tiện cho bên ta học tập một phen. Lữ Chính Cường vừa đi tới vừa lên tiếng. Hừ, Lữ Chính Cường, đệ tử Linh Thiên Môn của ngươi thì mạnh lắm chắc, chỉ bằng Linh Thiên Tứ Xuất của ngươi, tuy là thực lực không tệ, nhưng ta từng nghe đồn là một tiểu nha đầu của Phi Linh Môn, chỉ cần một chiêu là đánh bại đại đệ tử của ngươi, vậy mà ngươi còn dám tới đây tham gia trận tranh tài thập đại cường giả này, cũng không sợ Linh Thiên Môn của ngươi mất hết mặt mùi à. Vân Tiếu Thiên phe phẩy trường bào, thản nhiên liếc nhìn Lữ Chính Cường một cái. Vân Tiếu Thiên, ngươi có ý gì đây hả, nếu như không phục thì bây giờ chúng ta đánh một trận, đừng tưởng là 30 năm trước ngươi thắng được ta một chiêu, hiện tại động thủ thử còn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Lữ Chính Cường phất tay, đứng trước mặt Vân Tiếu Thiên, lại cứ hồn nhiên như không, cứ như sẽ lập tức xoắn tay áo lên đánh nhau luôn tại chỗ. Lữ Chính Cường, bản vương sợ ngươi chắc, không phục thì bây giờ đánh một trận xem sao, 30 năm trước ngươi đánh không lại ta, hiện tại cũng vậy mà thôi. Đánh thì đánh, bản vương sợ ngươi chắc. Già rồi mà còn không biết xấu hổ, dám giành con rể với ta. Vân Tiếu Thiên trừng mắt lên nhìn, cũng lập tức xoắn tay áo lên y hệt. Cái gì mà giành con rể của ngươi, đứa con rể kia là của ta, ai mà biết Vân Tiếu Thiên của ngươi có phải là đã tiến hành uy bi lợi dụ con rể ta hay không? Đánh thì đánh, ta lại muốn xem thử xem thực lực của Vân Tiếu Thiên ngươi hôm nay tới mức nào. Lữ Chính Cường tức giận trừng mắt nói. Vèo vèo. Tiếng nói vừa dứt, cơ hồ là cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh liền nhảy vọt lên không trung, thân ảnh nhanh như cắt, những người có thể nhìn rõ thân ảnh của hai người bọn họ sợ là chẳng có mấy người. Rầm rầm. Trong nháy mắt tiếp theo, hai đạo thân ảnh liền trực tiếp giao thủ với nhau, hai người này mà đã muốn động thủ thì ai mà dám ngăn cản, thiên địa các lúc này mặc dù cũng có một ít đệ tử đứng canh, nhưng cũng chẳng có ai dám bước lên can ngăn hai người này lại cả. Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông đối đầu với nhau, người bình thường ai mà có tư cách để bước lên ngăn cản. Đám người khác của Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, Tam Tông Tứ Môn và Tứ Các Tứ Đảo đứng xung quanh lúc này chắc là cũng chỉ mong chờ được xem náo nhiệt mà thôi. Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang và Tam Tông Tứ Môn này, mặc dù hiện tại đều tự đoàn kết với nhau, nhưng chỉ là khi phải đối diện với những thế lực từ bên ngoài tới mà thôi, bình thường thì không hề. Hai người nháy mắt đã giao thủ với nhau. Một kích liền lùi lại, cường giả Vũ Vương Linh Vương động thủ, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn hung hãn như sấm rền, một mảnh không gian gợn sóng trực tiếp lan ra nhấp nhô, hai người giao thủ đều là ở trên không, cho nên không ảnh hưởng gì tới mặt đất cả, dường như trong lòng đều tự có chừng mực. Đối với việc phụ thân của mình ra tay vào lúc này, hai người Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn, mang theo vẻ khẩn trương nhìn về phía không trung. Vân Tiếu Thiên, ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Giữa không trung, trường bào của Lữ Chính Cường bay phấp phới, trên gương mặt tuấn lãng bất phàm lóe qua một nụ cười lạnh lùng, linh lực tuôn ra dữ dội, sau đó linh lực trực tiếp ngưng tụ lại trên lòng bàn tay thành một thanh trường đao màu trắng. Thanh trường đao do linh lực ngưng tụ ra này rung lên, đao phong vừa chuyển, mũi chân lập tức điểm một cái lên không trung, trường bào tung bay, thân thể nhìn qua giống như một con đại bàng, lao nhanh như chớp về phía Vân Tiếu Thiên. Trường đao do linh lực ngưng tụ thành liền rời khỏi tay. Tựa như lực phách sơn loan vậy, trực tiếp xé rách không gian, mang theo một cỗ đao mang khổng lồ. Linh đao vừa rời tay, không gian liền trực tiếp run lên, đao mang lướt tới một cách dữ dội, sau đó hung hăng cắm xuống. Hừ! Thấy Lữ Chính Cường ra tay, Vân Tiếu Thiên cười lạnh một tiếng, trên bàn chân có ngân quang lóe lên, thân hình rung lên một cái lập tức có một mảnh phong toàn được hình thành sau đó tản ra sau khi thi triển. Chỉ là cỗ khí chàng này, so với do Lục Lâm Thiên thi triển ra thì đúng là khác một trời một vực, trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Vân Tiếu Thiên đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Linh đao rạch phá không gian leo tới, sau đó hung hăng bổ một nhát thật mạnh lên không gian, khiến không gian gợn sóng trực tiếp lan ra, lúc này cả không gian liền chấn động lên, giữa không trung có một khe nứt khổng lồ đang lung lay lan ra. Nhìn thấy uy lực của một đao kia, đám người đứng bên dưới và ở xa xem náo nhiệt đều hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ tới còn chưa bắt đầu thì đã có thể nhìn thấy trận đối quyết cường hãn tới mức này, quyết đấu cỡ này mới thật sự là hiếm có.
Lữ Chính Cường bổ hụt một đao, mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc, tốc độ của Vân Tiếu Thiên hắn há lại có thể không biết, ánh mắt lóe lên, ánh mắt sắc bén quét qua hư không, dường như phát hiện ra cái gì đó, trong tay lại ngưng tụ linh đao lần nữa, nói. Tốc độ nhanh dùng được cái rắm. Lời vừa mới dứt thì linh đao lại rời tay lần nữa, hung hăng đâm mạnh vào một khoảng không ở phía bên trái. Hừ, phá cho ta. Linh đao xẹt qua không gian, lập tức có một đạo phong nhận thoáng hiện lên, đỡ lấy thế đao, mà thân ảnh của Vân Tiếu Thiên cũng vì điều này mà hiển lộ ra, trường bào bay bay, một cỗ khí tức vô cùng bá đạo cũng lập tức hiển lộ. Lữ Chính Cường lăng không mà đứng, khí tức phiêu giật bất phàm. Cuộc chiến của hai người lúc này đã hấp dẫn không biết bao nhiêu người ghé mắt đứng nhìn, người nào hiểu thì biết rõ, hai người này 30 năm trước chính là cường giả xếp thứ hai và thứ ba trong trận tranh tài thập đại cường giả. 30 năm trôi qua, thực lực của hai người bây giờ đều đã tới mức khủng bố vô cùng. Lần này phiền toái rồi. Trong đám người, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai người chẳng hiểu tại sao lại đi đánh nhau và giờ thì đang đứng trên không kia, hai người này đều là nhạc phụ của mình. Nghe đồn là hai vị nhạc phụ của mình vốn đã có mâu thuẫn với nhau từ trước rồi, lần trước ở bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh, Vân Thiếu Thiên vì không tiện lộ diện, nhưng Lục Lâm Thiên vẫn có thể cảm giác được Vân Thiếu Thiên cứ một mực nhìn chằm chằm vào Lữ Chính Cường, mà lần này hai vị nhạc phụ chính thức lộ diện, vừa gặp mặt liền động tay động chân. Lục Lâm Thiên thật sự không biết giữa hai vị nhạc phụ khi xưa từng có mâu thuẫn lớn tới cỡ nào nữa. Lữ Chính Cường, người cũng chỉ có vậy thôi. Vân Tiếu Thiên cười khẽ một tiếng, thân ảnh nháy mắt xuất ra một mảnh tàn ảnh, đạo phong nhận trong tay cũng tùy ý vung ra, mang theo kình phong phá không vô cùng cường hãn, trực tiếp bổ về phía đầu của Lữ Chính Cường. Phá! Lữ Chính Cường lạnh lùng quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay nhanh chóng kết xuất, trước người lập tức có một cỗ linh hỏa phun ra, trong nháy mắt tiếp theo liền trực tiếp bao phủ phía trên phong nhận của Vân Tiếu Thiên, trực tiếp đốt cháy sạch sẽ. Lại tới! Lữ Chính Cường hét lớn một tiếng, đốt cháy sạch phong nhận của đối phương xong, linh lực trong cơ thể lúc này lại tuôn ra dữ dội hơn nữa, tất cả đều hội tụ ở trên tay phải, quang mang lóa mắt lập tức lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo, bên trong đạo cường quang này, có một thanh trường thương hiện ra, hàn khí bén nhọn bắn ra bốn phía, khiến cho không gian cũng xuất hiện cảm giác sắp vặn vẹo, sau đó đột nhiên, lao về phía Vân Tiếu Thiên. Thật mạnh! Hai vị nhạc phụ kịch chiến với nhau. Lục Lâm Thiên đứng xem mà cũng trợn mắt há mồm, nhạc phụ Lữ Chính Cường mỗi lần ra tay đều tiện dùng linh lực ngưng thành vật, không phải trình độ mà mình bây giờ có thể so được. Bản vương sợ ngươi chắc. Nhìn thấy thế công của Lữ Chính Cường lại tới lần nữa, Vân Tiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, thủ ấn run lên, chân khí trong cơ thể lập tức bành trướng rồi tăng vọt, cũng khiến cho khí tức quanh người nháy mắt dâng lên, trong tay có một đạo chảo ấn trực tiếp bẻ gãy không gian rồi đánh về phía thanh trường thương đang lao tới kia. Chảo ấn và trường thương nháy mắt liền va vào nhau. Keng keng. Ngay lúc va chạm, ở giữa không trung bất ngờ vang lên một tiếng kim thiết kinh thiên động địa, hai cỗ lực đạo bàng bạc kia nháy mắt tiếp theo liền sinh ra một đạo kình phong hình tròn đáng sợ giữa không trung, lấy hai người làm tâm điểm, ào ào lan ra như lốc xoáy, khiến cả không gian đều trực tiếp rung chuyển. Đây là cường giả đứng thứ hai và thứ ba của thập đại cường giả 30 năm trước sao? Trong đám người, bên trong đoàn người của tứ các tứ đảo lúc này có một nữ tử vận y phục màu xanh nhìn tràng cảnh trên không rồi thì thầm, nàng này nhìn qua tuổi chừng 28, đôi mắt sáng tựa như minh châu, mặc một bộ váy dài màu xanh, dáng người cao đào, dáng điệu uyển chuyển, da thịt như ngọc, trong đôi mắt xinh đẹp kia toát ra phong vận khó nói nên lời, dường như khiến người ta cảm thấy đẹp chứ không mị, xinh đẹp nhưng không tục tằng. Mở màn trận tranh tài thập đại cường giả trẻ tuổi lần này lại là trận đấu của hai vị thập đại cường giả của 30 năm trước, đúng là khiến cho trận đấu lần này náo nhiệt hơn không ít, bất quá hai vị trưởng môn Bôn Giật Vương và Ngọc Linh Vương cũng không nên đoạt hết danh tiếng của các vị nhân tài trẻ tuổi này chứ. Đúng lúc này, trên không trung có hơn 10 đạo thân ảnh nháy mắt kéo nhau đi tới, một cỗ uy áp khổng lồ lập tức bao trùm cả không trung. Thanh âm vừa dứt thì một đạo thân ảnh dẫn đầu cũng đột nhiên xuất hiện ở giữa Lữ Chính Cường và Vân Tiếu Thiên nhanh như chớp. Người này vừa xuất hiện, hư không đột nhiên xuất hiện từng tiếng vang rất khẽ. Người này tuổi chừng lục tuần, tóc ngắn màu đen, làn da thì cực kỳ hồng nhuận, ánh mắt không linh, khiến cho người ta chỉ cần nhìn một cái thôi thì dường như toàn bộ linh hồn cũng run rẩy. Thân vận một bộ trường sam, ở giữa kình khí tán loạn trên không, ấy vậy mà cư nhiên không hề động đậy chút nào.
vô hình lại có một cỗ khí chàng cường đại khiến cho Vân Tiếu Thiên và Lữ Chính Cường không thể không ngừng tay. Không ngờ là cả vị Kình Linh Vương này cũng tới đây, thủ tịch trưởng lão huyền cấp của Thiên Các, hiếm khi xuất hiện lắm. Không ngờ lần này cả lão gia hỏa này cũng ra. Theo sự xuất hiện của vị lão giả này, bên dưới lập tức vang lên từng trận bàn tán ồn ào, đã biết rõ trận đại chiến trên không cũng không đánh nữa, có không ít người còn lộ ra vẻ vô cùng thất vọng, Lữ Chính Cường và Vân Thiếu Thiên động thủ, về cả công lẫn tư, đều có không ít người hy vọng trận chiến có thể tiếp tục. Hóa ra là Kình Linh Vương của Thiên Các, không ngờ một trận tranh tài của đám trẻ tuổi lại có thể thỉnh được vị Bồ Tát như ngươi ra, đúng là không dễ dàng gì. Mắt thấy người vừa tới, Vân Tiếu Thiên lập tức thu chân khí lại, trường bào vung lên, chắp tay bình lễ, mỉm cười nói. Nhất thời ngứa tay, lại quên mất đây là thiên hạ của mấy người trẻ tuổi rồi, thất lễ. Lúc này Lữ Chính Cường cũng chắp tay bình lễ, nhìn lão giả tóc đen này nói. Mời hai vị trưởng môn, có các ngươi mở màn, đây là khiến cho bọn họ được nở mày nở mặt rồi. Kình Linh, Vương nói, cũng đáp lại một lễ. Ba người đáp xuống đài cao, lúc này hơn 10 đạo thân ảnh của Thiên Các cũng đã đáp xuống đài, hơn 10 người này đáp xuống, ánh mắt của đám người tam tông tứ môn, tứ các tứ đảo, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang lập tức sáng lên, những người của Thiên Các tới đây hôm nay phần lớn đều là Vũ Vương và Linh Vương, còn lại cũng đều là Vũ Xuất cao trọng, thực lực cỡ này, nếu chỉ riêng mình thì không có bất kỳ sơn môn nào chống lại được. Bên trong Phi Linh Môn, lúc này đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, cũng đang đánh giá mấy người của Thiên Các vừa tới đây, ngay cả Thiên Độc Yêu Long luôn không chịu an tĩnh lúc này cũng đã an tình lại, Lục Tâm Đồng đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra, nhìn về phía đám người Thiên Các, cũng phát hiện có vài đạo nhãn thần từ chỗ mấy người Thiên Các đã rơi vào người mình. Hai người đứng trước, một thanh niên tuấn lãng vận lam bào, một người khác là một vị nữ tử tuyệt mỹ, xinh đẹp tới mức khiến cho Lục Tâm Đồng cũng phải nhìn thêm một chút. Thiên Các, đứng trong đám người. Một màn này đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng nhìn thấy hết, thực lực của vị Không Linh Vương ban nãy rõ ràng là cực kỳ mạnh, đây tuyệt đối là cường giả, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lập tức cũng rơi xuống chỗ thanh niên áo lam kia, Lam Thập Tam, Lục Lâm Thiên đoán chắc người này nhất định sẽ là một trong những đối thủ của mình. Các vị trưởng môn hữu lễ, các chủ bởi vì có việc không thể tự mình tới đây, nên đặc biệt dặn dò lão hủ và các thánh tử thánh nữ của thiên địa các chúng ta tới đây để nói tiếng xin lỗi cùng chư vị. Không Linh Vương đứng ở trên đài cao, nhìn mọi người ở đây một cái rồi mỉm cười thi lễ. Lam Thập Tam, Tử Yên Thiên Địa Các, tham kiến chư vị trưởng môn và tiền bối. Hai người Lam Thập Tam và Tử Yên mỉm cười thi lễ, lúc này đưa mắt nhìn về phía những người đứng đầu các thế lực lớn nhất trên toàn bộ đại lục, thái độ vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lễ nghi cũng khiến người ta không bắt bẻ được câu nào. Chư vị Thiên Các hữu lễ. Trong các đại thế lực lúc này ai cũng đứng dậy đáp lễ, không ai dám chậm trễ, có không ít người đưa mắt nhìn về phía Lam Thập Tam và Tử Yên, thánh tử và thánh nữ của thiên địa các, có địa vị đặc biệt ở thiên địa các, thực lực hiện tại tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng vẫn có địa vị cực cao, cho dù là người đứng đầu của các đại thế lực đi nữa thì cũng không dám xem thường. Thánh tử và thánh nữ của thiên địa các chính là Nhân Trung Long Phượng, lần này cũng muốn tham gia, sợ là sẽ gây áp lực không nhỏ đối với những người khác. Sau một phen hàn huyên, trong đám người tứ các tứ đảo có một nữ tử vận váy dài màu hồng đảo lẩm bẩm, người này có giọng nói trong trẻo, lại mang theo ba phần kiều mị, mắt phượng mang sầu, là một nữ tử có tướng mạo xinh đẹp, thoạt nhìn tuổi chừng 35, mặc một bộ cung trang có cổ áo rất thấp, lộ ra bầu ngực đầy đặn, nhất là ánh mắt so với hoa đào còn xinh đẹp hơn nhiều kia, nhãn thần cực kỳ câu dẫn lòng người, da thịt như tuyết, mái tóc đen mượt được bới lên thành một búi tóc cao đơn giản, đôi môi đỏ tươi hơi nhếch lên. Hay cho một nữ tử tuyệt mỹ, tuổi của nàng này thoạt nhìn không lớn, nhưng xung quanh người vô hình lẫn lộ ra một cỗ khí tức cực mạnh. Mị Linh Vương Mộ Dung đảo chủ đã nghĩ nhiều rồi, đệ tử trong môn của các ngươi hiện tại cũng rất mạnh, phỏng chừng trong thập đại cường giả lần này, nhất định sẽ giành được chỗ đấy. Không Linh Vương đưa mắt nhìn nàng ta rồi nói. Vậy thì nhờ cát ngôn của Không Linh Vương rồi. Nữ tử vận đồ đỏ cười khúc khích, tư thái uyển chuyển lập tức khiến cho không ít người ghé mắt nhìn. Bất quá lúc này đây, cũng không mấy ai dám nổi tà niệm với nàng ta cả, người này cũng không phải ai khác mà chính là một trong bốn vị đảo chủ của thành Ma Vân, đảo chủ Thiên Vân Đảo, Mị Linh Vương này họ Mộ Dung tên Lan Lan, đừng thấy người này mặt mày vui vẻ mà nhầm. Người ở thành Ma Vân đều biết, vị Mộ Dung Lan Lan này thường xuyên bị người ta nói là giết người trong vô hình,
một thân thực lực của nàng ta cũng vào hàng cường giả, bên trong cả thành Ma Vân, người có thể chống lại nàng ta đúng thật là chẳng được mấy người. Tuyết Phi, đợi lát nữa nhất định phải cẩn thận, không thể chủ quan. Lúc mọi người ở đây ra sức hàn huyên thì Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan này liền mỉm cười, ánh mắt rơi lên người một nữ tử mặc áo màu xanh. Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ chú ý. Nữ tử vận áo xanh này vừa rồi vẫn đang nhìn Lam Thập Tam và Tử Yên, nghe vậy liền lập tức xoáy người lại, nàng năm nay tuổi đã 28, chẳng khác nào tỉ muội của sư phụ mình là Mộ Dung Lan Lan cả, ánh mắt trong veo như minh châu, da thịt nõn nà như ngọc, trong lúc đảo mắt lại toát ra một loại phong vận khó nói thành lời, giống như khiến người ta thấy chỉ mỹ chứ không yêu, xinh đẹp nhưng không tục. Theo sự xuất hiện của mấy người thiên địa các, trên đài cao lập tức phát ra từng trận tiếng hàn huyên. Dường như mọi người vốn đều có quen biết nhau cả, chỉ là vừa rồi không nói nhiều mà thôi. Trên đài cao, lúc này có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Trưởng môn Nhậm Trường Thanh của Huyền Hồn Môn, trưởng môn Vi Bang Ngạn của Quy Nguyên Môn, Chu Hoàng Viễn của Huyền Sơn Môn, Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông, đảo chủ Mộ Dung Lan Lan của Thiên Vân Đảo, đảo chủ Địch Viêm của Địa Viêm Đảo, đảo chủ Kỳ Diệu Tông của Càn Hiên Đảo, Dương Tề Thuyên của Khôn Dương Đảo, các chủ Lạc Kiến Hồng của Nhật Sát Các, đảo chủ Bối Hải Linh của Ngọc Long Đảo, các chủ Tinh Ngọc Các Ô Trấn Vũ, thần Bộ Tiêu các chủ của Thần Kim Các, Gia Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang, Đồng Quy Tinh của Hắc Sát Giáo. Tất cả mọi người đang ngồi trên đài đều là nhân vật phong vân, lúc này hội tụ cùng một chỗ, khiến cho trong lúc vô hình tỏa ra một cỗ uy áp cực lớn. Sau khi hàn huyên một phen, mọi người ngồi ngay ngắn lại. Lúc này trong nội tâm tất cả mọi người đều hiểu rõ. Thi đấu chọn ra thập đại cường giả trẻ tuổi sắp bắt đầu, đối với những người trẻ tuổi tham dự mà nói, lúc này trong lòng bọn họ cũng vô cùng khẩn trương. Mà ngay cả nhất môn chi chủ của các môn phái lớn lúc này cũng không cách nào nhẹ nhõm được. Mặc dù nói là đệ tử trong môn đọ sức, thế nhưng lại liên quan tới mặt mũi, danh tiếng, địa vị của bản môn. Lần thi đấu này, nói nhỏ một chút thì là thi đấu giữa người trẻ tuổi với nhau. Nói lớn một chút thì chính là tất cả các thế lực lớn thi đấu với nhau. Chư vị đệ tử tham dự của các sơn môn, tiến lên đi. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, sau lưng Kình Linh Vương có một đại hán mặc hoàng bào khẽ nói, thanh âm không lớn thế nhưng đủ để cho tất cả người của các sơn môn nghe được. Mà đại hán mặc hoàng bào này cũng không ít người không cảm thấy xa lạ gì. Ban đầu ở Huyền Thiên Bí Cảnh, người mặc hoàng bào này vẫn ở sau lưng Lam Thập Tam, tu vi Vũ Vương Lục Trọng, để cho tất cả cường giả trong các thế lực lớn tuyệt đối không dám khinh thường. Huống chi người này lại là người của Thiên Các. Lúc này sau khi tất cả nhất môn chi chủ của các sơn môn lớn gật đầu một cái, lập tức bên trong các sơn môn có thân ảnh nhảy ra. Lục Lâm Thiên ngay từ đầu đứng trong đám người đứng từ xa nhìn vào đạo thân ảnh quen thuộc kia. Mặc dù là nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng bỗng nhiên dường như hắn đã cảm nhận được thứ gì đó, hai mắt lập tức mở ra, nhìn về phía trước. Lúc này, có chừng 6-70 đạo thân ảnh từ trên cao nhảy xuống. Đệ tử của tất cả các thế lực lớn dự thi đều đã xuất hiện, đội hình như vậy quả thực không nhỏ. Mà thời điểm khi 6-7 chục thân ảnh hạ xuống kia, trong đó có mấy đạo thân ảnh xinh đẹp khiến cho người ta vô cùng chú ý. Trong đó có mấy thân ảnh xinh đẹp, yểu điệu. Trong đám người này có 5 vị nữ tử tuyệt sắc, chính là Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông, ngoài ra còn có Lữ Tiểu Linh, Thánh Nữ Tử Yên của Thiên Các, còn có một vị nữ tử khác. 5 thân ảnh xinh đẹp này xuất hiện khiến cho không ít thanh niên ở trên quảng trường lúc này sao động, khí chất của mấy nữ tử này không giống nhau, thế nhưng đồng dạng đều xinh đẹp, yểu điệu. 5 nữ tử thả người nhảy xuống đương nhiên sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà trong đó còn có vài thân ảnh xinh đẹp khác cũng cực kỳ đáng chú ý, trong đó có Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Mà lúc này điều khiến cho mọi người ngạc nhiên đó chính là, trên thính phòng phía xa còn có không ít thiếu nữ đang gọi tên Lam Thập Tam. Mau nhìn, những người kia đều là đệ tử nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, tam tông tứ môn, tứ các tứ đảo. Bọn hắn mới là long phượng trong đám đệ tử đồng lứa A. Mau nhìn mấy người kia, thực đẹp A. Nếu như có thể lấy được một nàng trong đó thì quả thực là phát tài rồi. Ngươi thôi nằm mơ đi có được không? Bốn phía, lúc này tiếng nghị luận lập tức xuất hiện, ánh mắt tất cả mọi người lập tức nhìn về phía những đệ tử của các đại môn đại phái này. Trong đám người, Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua mấy thân ảnh xinh đẹp mà quen thuộc kia. Sau khi đảo qua tất cả, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, trong này cũng không thiếu người quen của hắn. Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn,
Khấu Tử Hào, Linh Thiên Tứ Xuất của Linh Thiên Môn, Giản Tâm Nhi của Địa Linh Tông, Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang, còn có Hàn Phong của Vân Dương Tông, những người này đều có mặt trong đó. Đối với sự xuất hiện của những người này, trong nội tâm Lục Lâm Thiên càng thêm chờ mong, một hồi long tranh hổ đấu sắp bắt đầu. Trong đám người, lúc này cũng có một thân ảnh xinh đẹp đang đứng, quanh thân không có bất kỳ một chút khí tức chấn động nào, cái đầu hơi cúi xuống, không ngẩng mặt lên một chút nào. Thế nên khiến cho mấy người bên cạnh có ảo giác, bên cạnh họ căn bản không có sự tồn tại của người này. Thế nhưng sau khi tất cả đệ tử của các đại môn đại phái nhảy xuống, lúc này thân ảnh kia mới ngẩng đầu lên, một dung nhan tuyệt mỹ hiện ra, đôi mắt xinh đẹp như sao kia cũng mang theo một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Tỷ nói xem Dương Quá tiên sinh có thể tiến vào top 10 không? Không biết có bị nguy hiểm hay không? Trong thính phòng trên quảng trường lúc này có một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn vào đám người dự thi. Thực lực Dương Quá tiên sinh rất mạnh, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Hoàng Đan khẽ nói, bên trong những người dự thi này phần đông đều là cường giả A. Nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, tam tông tứ môn, tứ các tứ đảo, tất cả đều là long phượng trong loài người. Bất quá Dương Quá tiên sinh đã là linh vương, muốn đi vào top 10 mà nói chắc hẳn không thành vấn đề. Hoàng Chí Lương nói, lúc này nhìn đám cường giả của các thế lực lớn trong lòng hắn cũng cực kỳ kích động. Hoàng gia của hắn nếu như so sánh với những thế lực này mà nói, không là một cái gì. Siêu siêu. Tất cả những người dự thi của các thế lực lớn lúc này đều đứng trên quảng trường. Ước chừng có gần 5.000 nam nữ trẻ tuổi dự thi. Nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh này xuất hiện, ánh mắt 5.000 người kia không khỏi biến đổi. Ai cũng biết, trong mấy chục đạo thân ảnh này toàn bộ đều là long phượng trong loài người, cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của bọn họ. Lục Lâm Thiên nhìn xuyên qua đám người về phía trước, từng đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc này cách hắn khá xa. Đoán chừng các nàng lúc này nhìn thấy hắn cũng không nhận ra a. Cầu treo đi thông quảng trường lúc này đã bị thu hồi. Mấy chục đạo thân ảnh này hạ xuống, thi đấu giữa những người trẻ tuổi lần này trong mong chờ của ngàn vạn người rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Trên đài cao, khi một tiếng chuông du dương vang lên thì thanh âm ầm ĩ trong quảng trường chung quanh lúc này bắt đầu yên tĩnh. Tiếng chuông vang lên, lúc này trong thiên địa các, đại hán mặc hoàng bào tiến lên mấy bước, nhìn hơn 5.000 nam nữ dưới quảng trường rồi nói. Chư vị, thi đấu chọn ra thập đại cường giả lần thứ 2 do thiên địa các tổ chức, hiện tại chính thức bắt đầu. Rốt cuộc cũng bắt đầu. Nhanh tiến hành đi a. Không biết lần này trong đám người trẻ tuổi kia 10 người nào sẽ vấn đỉnh thập đại cường giả a. Lập tức, đám người vây xem bên ngoài hoan hô, tiếng nghị luận hội tụ lại khuếch tán ra chung quanh. Ngàn vạn ánh mắt lúc này nhìn lên trên đài cao. Đại hán kia quét mắt nhìn toàn trường một lát rồi nói. Chư vị yên lặng một chút, hiện giờ ta sẽ tuyên bố quy tắc của lần thi đấu này. Trong thi đấu không được dùng khôi lỗi, yêu thú, linh thú phụ trợ. Chỉ có vạn thú tông cùng thần kim các là có thể được ngoại lệ. Về phần còn lại không có bất kỳ quy tắc nào khác. Người muốn tham gia sinh tử không biết trước, cho nên hiện tại rời khỏi vẫn còn kịp. Bất quá trong lúc thi đấu, sau khi đối thủ đầu hàng thì không được đánh chết. Nếu như cố ý đánh chết đối thủ mà nói, hội đồng trọng tài do thiên địa các cùng nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, tứ các tứ đảo, tam tông tứ môn lập ra sẽ phán quyết án tử cho kẻ đó, tất cả hiểu chưa? Trên quảng trường, tiếng quát vang vọng ra chung quanh, tất cả mọi người bắt đầu xoa xoa tay. Về phần vạn thú tông cùng thần kim các có thể sử dụng yêu thú cùng khôi lỗi mọi người đều hiểu rõ. Thực lực của vạn thú tông là dựa vào yêu thú, mà thần kim các kia có thể chen chân vào trong tứ các tứ đảo cũng dựa vào khôi lỗi. Trong tiếng ồn ào kia, thanh âm của đại hán hoàng bào không chút bị cách trở nào, hoàn toàn rót vào trong tai mỗi người. Hắn tiếp tục nói. Lần thi đấu này, 10 người cuối cùng sẽ nhận được một kiện linh khí huyền cấp. Mà người đứng đầu sẽ đạt được một kiện linh khí địa cấp. Linh khí huyền cấp, linh khí địa cấp. Nếu ta có thể nhận được nó thì tốt. Lời này vừa ra lập tức mấy ngàn người trên quảng trường sao động. Linh khí huyền cấp đối với đệ tử thân truyền trong đại môn đại phái mà nói, cũng chỉ có giải rác mấy đệ tử mới có được. Về phần linh khí địa cấp, quả thực rất ít người có. Lần này thi đấu chọn ra thập đại cường giả sẽ giống như 30 năm trước. Tổng cộng chia làm 7 ngày. Trong 7 ngày này trừ người bị thua, không ai được rời khỏi khu vực đấu trường. Những người rời khỏi liền bị hủy bỏ tư cách dự thi. Trong 7 ngày này,
trong tay mỗi người đều có một khối ngọc giản chứng minh tư cách dự thi. Đánh bại đối thủ là có thể lấy được ngọc giản trong tay đối phương, tương đương với đạt được một điểm tích lũy. Nếu như đánh bại một đám người thì cũng nhận được ngọc giản của đám người đó, đạt được điểm tích lũy của mình. 7 ngày sau chọn ra 10 người có điểm tích lũy cao nhất vào thi đấu thập đại cường giả. Về phần thi đấu xếp hạng thập đại cường giả thì dùng hình thức khiêu chiến mà sắp xếp. Hiện tại ta nhắc lại một lần cuối cùng, trong lúc thi đấu việc tử thương là điều khó tránh khỏi. Nếu như không địch lại thì nên nhanh chóng giao ra ngọc giản rồi đầu hàng. Nếu không có chết thì phải tự chấp nhận, không thể than trời oán đất, tất cả các ngươi hiểu chưa? Thanh âm của đại hán mặc hoàng bào quanh quẩn trong không gian, đủ để tất cả đám người dự thi nghe rõ. Hiểu rõ. Tất cả mọi người đáp, quy tắc trong lúc thi đấu dường như mọi người đã sớm biết rõ. Một khi mất mạng thì tự chịu, thế nhưng cũng khiến cho không ít người can tâm mạo hiểm một phen. Trên đài cao, một tiếng chuông trầm thấp vang lên trong quảng trường. Nghe thấy tiếng chuông này, ánh mắt của tất cả những người dự thi nhanh chóng biến đổi, chân khí, linh lực trên người nhanh chóng tuôn ra. Nếu như tất cả đã hiểu rõ, vậy thì lần thi đấu lần này chính thức bắt đầu. Thanh âm của đại hán mặc hoàng bào vừa dứt, cánh tay hắn chậm rãi giơ lên, bàn tay lập tức đánh xuống. Đông! Tiếng chuông trầm thấp kia lại một lần nữa vang lên, thanh âm quanh quẩn trong không gian. Lúc này trên quảng trường cực lớn kia từng cỗ linh lực, chân khí nhanh chóng tràn ra. Từng cỗ khí thế xuất hiện, trong đó có không ít linh suất cùng vũ suất, cỗ khí thế này cũng không phải quá mạnh mẽ. Bất quá lúc này có mấy ngàn cỗ khí thế nhanh chóng hội tụ, tràng diện đồ sộ như vậy khiến cho nhiệt huyết đám người vây xem chung quanh sôi trào. Cỗ khí thức này cũng khiến cho đám cường giả trong các thế lực lớn cũng không khỏi động dung. Có thể hội tụ nhiều cường giả trẻ tuổi như vậy cũng chỉ có hội thi đấu do thiên địa các tổ chức mà thôi. Đại hán mặc hoàng bào tuyên bố thi đấu bắt đầu, từng cỗ khí thế tràn ra, bốn phía lúc này bắt đầu hoàn toàn yên tĩnh. Đám người trong quảng trường bắt đầu kéo giãn khoảng cách với những người ở gần, ánh mắt mang theo sự cảnh giác, đề phòng tất cả những người bên cạnh. Bởi vì quy tắc thi đấu là ai cũng có thể ra tay với mình. Lúc này chưa có ai động thủ trước, tất cả đều đang đề phòng đối phương. Tất cả mọi người cũng chưa quen thuộc đối phương, có thể tới đây dự thi đều không phải là kẻ yếu. Ít nhất cũng có thực lực vũ tướng. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực vũ tướng, loại thiên phú này cũng coi như không tệ. Cho nên lúc này tất cả mọi người đều không dám tùy tiện ra tay, đều đang đợi cơ hội. Bất quá có thể kết luận, một khi có người ra tay thì những người chung quanh cũng sẽ lập tức ra tay. Đến lúc đó mới chính là long tranh hổ đấu bắt đầu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên không có chút thay đổi, tâm thần nhanh chóng tỏa ra xem xét chung quanh. Quy tắc của thi đấu này Lục Lâm Thiên cũng vừa vặn mới biết, từ tin tức trong ngọc giản mà Hoàng gia nhận được cũng không có quy tắc của thi đấu. Cái quy tắc thi đấu này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ lại mất mạng tự chịu, bên trong mấy ngày người này, có lẽ tới ngày cuối cùng sẽ có không ít người chết. Chỉ có 10 người cuối cùng mới nhận được linh khí huyền cấp. Không ngờ lại khiến cho nhiều cường giả trẻ tuổi nguyện mạo hiểm như vậy. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Hắn không phải cũng như vậy sao? Nhớ ngày đó hắn vừa mới tu luyện trong Sơn Mạch Vũ Đô, trình độ mạo hiểm khi đó so với lần thi đấu này còn nhiều hơn. Không mạo hiểm thì làm sao có thể trở nên nổi bật? Đặc biệt là những tán tu cùng người trong các tiểu thế lực. Chỉ có con đường duy nhất chính là mạo hiểm. Vạn nhất có thể tiến vào top 10, vậy thì tiền đồ sau này hoàn toàn không giống khi trước. Sau lưng bọn họ không có chỗ dựa vững chắc như đại môn đại phái, cho nên tiền đồ của bọn hắn vốn đã không bằng những đệ tử đại môn đại phái, không được bồi dưỡng từ nhỏ. Lục Lâm Thiên cảm thán, lúc này hắn cũng không khỏi suy xét. Nếu như muốn tiến vào top 10, nhất định phải ra tay, cuối cùng dùng ngọc giản phân định thắng bại. Không thể không nói quy tắc thi đấu này cực kỳ công bằng. Đương nhiên dù thế nào cũng cần dựa vào một ít vận khí. Trong này, ngoại trừ một ít người không tồi ra, vốn có thực lực tiến vào top 50 thế nhưng vận khí kém, trực tiếp đụng phải người có thực lực top 10, nói không chừng ngay ngày đầu tiên đã bị đào thải. Vận khí A, không ai biết được chính xác, đương nhiên. Người thực lực mạnh mẽ cũng biết, không nên tìm đối thủ mạnh mẽ ngay từ đầu. Thời gian thi đấu là 7 ngày, ai cũng không muốn tiêu hao quá nhiều, coi như là người thực lực mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi tiêu hao, thời điểm tiêu hao hầu như không còn chính là lúc hắn xong đời. Không vội. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thời gian 7 ngày a, hắn cũng không phải gấp,
Dù sao khi đó đánh bại đối thủ là có thể nhận được không ít ngọc giản trên người đối thủ. Cũng coi như là ngọc giản của mình, chuyện này đơn giản hơn nhiều, tiêu hao cũng ít hơn. Bất quá Lục Lâm Thiên nghĩ như vậy thế nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Những người tự biết thực lực mình không phải quá mạnh mẽ, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm. Đánh bại một đối thủ nhận được ngọc giản, cuối cùng tiến vào top 10. Người không có thực lực tuyệt đối, sao dám đợi đến phút cuối cùng mới đi đoạt ngọc giản. Lục Lâm Thiên cũng thật không ngờ, nơi động thủ đầu tiên trong quảng trường chính là bên cạnh hắn, mà mục tiêu người nọ chọn chính là Lục Lâm Thiên. Đây là một thanh niên vũ tướng bát trọng, tuổi chừng 20, không ngờ không có một chút do dự nào, trực tiếp dùng một thanh kiếm trong tay hung hăng đánh về phía Lục Thiếu Du. Vì điểm tích lũy cho nên thủ đoạn người này không thể không độc ác. Lục Thiếu Du không có khí tức quá mạnh mẽ, cho nên hắn mới lựa chọn ra tay với Lục Thiếu Du. Người này động thủ, một cỗ chân khí chấn động, lập tức giống như một ngòi nổ khiến cho cả quảng trường đột nhiên run rẩy. Đây giống như là một tín hiệu cho đám người xung quanh, nếu không động thủ với người khác thì người ta cũng sẽ động tới ngươi. Cho nên đã có không ít người lựa chọn ra tay. Thanh kiếm của thanh niên công kích Lục Lâm Thiên nhanh như thiểm điện mang theo một cỗ kiếm quy nát không thể khinh thường, nhanh chóng bổ ra gợn sóng trong không gian, cỗ khí thế này quả thực cũng được coi là mạnh mẽ. Siêu siêu! Trong nháy mắt kiếm quang của thanh niên kia đánh xuống, ngay khi ánh mắt của hắn đang vô cùng khẩn trương thì đạo thân ảnh hắn công kích đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm của hắn bổ vào mặt đất lập tức rạn nứt. Đánh lén cũng phải mở to mắt ra mà chọn cho kỹ, người muốn chết sao? Ngay khi đạo kiếm quang đánh xuống đất, một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai người thanh niên này. Lập tức có một đạo thân ảnh hiện lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới biến mất trực tiếp xuất hiện trước người hắn, nhanh chóng vỗ một chưởng vào ngực người này. Phốc! Một ngụm máu tươi được phun ra, người thanh niên căn bản chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, còn chưa khôi phục tinh thần thì đan điền đã bị chấn nát. Cả người lập tức mất đi sinh cơ, đến thời điểm chết đi người thanh niên này cũng không biết người hắn vừa mới đánh lén là một linh vương nhất trọng không thể trêu vào. Siêu! Cơ hồ cùng một lúc, sau lưng Lục Lâm Thiên có một đạo đao mang bổ tới. Một thanh niên có tu vi vũ tướng thất trọng muốn thừa cơ đánh lén Lục Lâm Thiên. Thế nhưng nhìn thấy Lục Lâm Thiên một chưởng trực tiếp đánh chết đối thủ, hắn đâu còn dám đánh lén nữa. Trong lúc sắc mặt đại biến, muốn thu hồi công kích thế nhưng rốt cuộc đã không kịp. Cùng lúc đó, một đạo chảo ấn đỏ rực xuyên qua gợn sóng trong không gian trực tiếp theo một đao kia bắt lấy. Thanh niên này muốn rút đại đao lại, thế nhưng đại đao dường như lại không nghe sự điều khiển của hắn, trong nội tâm hắn vô cùng kinh hãi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, tâm thần khẽ động. Một cỗ ám kình cực lớn nhanh chóng tuôn ra, mà thanh niên vũ tướng thất trọng kia đâu có sức phản kháng. Nhanh chóng nhận kết cục giống như người thanh niên trước. Đan điền bị nghiền nát, cả người mất đi sinh cơ. Hai người chết đi đều không quá 3 giây, căn bản không có cơ hội hội đầu hàng đã bị Lục Thiếu Du đánh chết. Đánh chết hai người thế nhưng ngay cả mí mắt Lục Thiếu Du cũng không đổi. Đối phương không hô đầu hàng, hắn cũng không tính là phạm quy. Lục Thiếu Du vô cùng nhẹ nhõm thu hai khối ngọc giản vào trong tay. Đạt được 2 điểm tích lũy. Tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy Lục Thiếu Du nhẹ nhõm đánh chết 2 vũ tướng, tuy rằng Lục Thiếu Du thu liếm khí tức, không bộc lộ ra tu vi linh vương, thế nhưng người chung quanh cũng biết Lục Thiếu Du khó dây vào, căn bản không tiếp tục công kích hắn mà chỉ rời ra xa. Đại chiến trên quảng trường đã nổ ra triệt để, từng thanh âm bạo liệt, xé gió giống như tiếng sấm vang lên trong không trung. Vì điểm tích lũy trên ngọc giản, lúc này mọi người đã bắt đầu giao thủ. Bất quá ở trong đó cũng có không ít người không động thủ. Cũng không có ai dám đi tìm bọn họ động thủ. Chính là đám đệ tử đại môn đại phái dự thi, đối với những người này, những người khác ngược lại có chút cố kỵ, cho nên tuyệt đối không dám đơn giản dây vào. Trong đám người, Lục Lâm Thiên vừa dùng thủ đoạn sấm sét đánh chết 2 người, trước người trực tiếp có 2 cỗ thi thể khiến cho chung quanh Lục Thiếu Du căn bản không có mấy người dám tới gần. Nhìn chung quanh, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía những đệ tử của Tam Tông Tứ Môn và Đại Môn Đại Phái khác. Những đệ tử kia đương nhiên cũng có suy nghĩ giống hắn, cho nên cũng không động thủ. Lần nữa nhìn vào mấy thân ảnh xinh đẹp phía xa, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể khẽ thở dài. Đứng trên quảng trường, Lục Lâm Thiên cũng không có ý định tiếp tục động thủ. Thế nhưng nhìn đám người đang động thủ chung quanh đối với Lục Thiếu Du mà nói cũng có chút tác dụng. Trong đám người trên quảng trường,
Lúc này trước người của một thân ảnh tuyệt mỹ cũng có 5 cỗ thi thể, trên thân mỗi người đều có một lỗ máu, ánh mắt mang theo sự kinh hãi mà mất mạng. Dường như có tới lúc chết bọn họ mới nhận ra thực lực của đối thủ, thế nhưng đối thủ động thủ quá độc ác cho nên bọn hắn ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không có. Độc ác đánh chết 5 người, bên người nữ tử tuyệt sắc này cũng không có bất kỳ ai dám tới gần. Thủ đoạn huyết tinh luôn có lực trấn áp mạnh nhất. Lăng Thanh. Lúc này trong mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Nhìn khuôn mặt kia Lục Lâm Thiên không có cách nào quên được. Trên khuôn mặt kia lúc này không trang điểm, có chút trẻ trung. Bất quá so với 2 năm về trước đã thành thục hơn không ít. Trên người có chút phũ mị, loại cảm giác này không thể diễn tả bằng lời. Giống như là phong tư trác tuyệt của tiên nữ vậy. Mái tóc đen trên đầu lúc này rũ xuống vai, khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, nhìn qua vô cùng nhu nhược cùng yêu nhã. Bất quá trong đôi mắt lại mang theo hàn ý khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Đối với nữ tử này, Lục Lâm Thiên không mất bao lâu có thể nhận ra. Tuy rằng nàng ta đã mặc nữ trang, thế nhưng Lục Thiếu Du liếc mắt cũng có thể nhận ra nàng. Vốn khi trước hắn cũng suy đoán lần này có thể gặp lại nàng không, không ngờ nàng ta cũng có mặt ở nơi này. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp thân ảnh, Lăng Thanh dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Đôi mắt xinh đẹp lập tức khẽ quay về phía thân ảnh có chút lạ lẫm kia. Trong ánh mắt nàng lúc này có chút nghi hoặc, người này nàng cũng không nhận ra. Bất quá đôi mắt kia khiến cho nàng có cảm giác dường như có chút quen biết. Trong đám người, lúc này cũng có một thanh niên áo xám. Trên y phục mang theo vết bùn đất, giống như là vừa từ mồ chui lên vậy. Mái tóc có chút rối loạn, dường như từ lâu chưa từng vệ sinh qua. Nhìn xuyên qua mấy sợi tóc trên mặt người này mới có thể nhìn rõ bộ dáng của người này. Bộ dáng có chút chất phác, thế nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng ngời, dáng người cao lớn khiến cho người khác có cảm giác tráng kiện, mà từ bộ dáng người này xem ra cũng chừng 25-26 tuổi. Tỷ tỷ, đệ nhất định sẽ tìm được tỷ. Nếu như trở thành một trong thập đại cường giả thì có lẽ tỷ sẽ tìm được đệ. Tỷ tỷ, tỷ đang ở nơi nào? Thanh niên này lẩm bẩm nói, trong ánh mắt cực kỳ mơ hồ. Thế nên trong khi có một đạo công kích trực tiếp đánh về phía hắn mà hắn cũng không phát hiện ra. Trước người thanh niên áo xám có một thanh niên vũ tướng cửu trọng, một đạo quyền ấn mang theo thanh thế kinh người nhanh chóng đánh về phía thanh niên áo xám. Siêu! Trong lúc nguy cấp, rốt cuộc thanh niên áo xám cũng phục hồi tinh thần lại. Nhìn đạo quyền ấn đang đánh về phía mình, quang mang dưới chân lập tức xuất hiện, thân hình nhanh chóng di chuyển kéo theo từng đạo tàn ảnh sau lưng, không ngờ không lùi mà lại tiến tới. Nhanh chóng lao về phía thanh niên vũ tướng cửu trọng kia. Nắm tay đột nhiên nắm chặt, đánh ra một đạo quyền ấn, trực tiếp nghênh đón quyền ấn của thanh niên vũ tướng cửu trọng kia. Trên quyền ấn của thanh niên áo xám này có thể thấy được gợn sóng trong không gian chấn động. Một quyền của thanh niên áo xám đánh ra, ngay khi chuẩn bị va chạm với quyền ấn của thanh niên vũ tướng cửu trọng đánh lén kia, đột nhiên từ trong quyền ấn bộc phát ra một cỗ kình khí mạnh mẽ. Dưới cỗ kình khí này, trong gian vang lên thanh âm xé gió vang vọng bên tai. Phanh! Đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy khiến cho thanh niên đánh lén kia không tránh né kịp, mà căn bản hắn cũng không có cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng với một quyền của đối phương mà thôi. Kinh khí đáng sợ từ nơi hai đạo quyền ấn va chạm nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt này, nắm tay của thanh niên đánh lén kia bị lõm vào, thanh âm ken két vang lên. Ken két! Đây là thanh âm giống như vỡ nứt. Chính là thanh âm xương cốt vỡ nứt. Cả cánh tay của thanh niên đánh lén kia trực tiếp vỡ nát. Mà chân hắn cũng lùi về phía sau vài bước, mặt đất dưới chân rạn nứt, sau khi thân hình chật vật ổn định lại thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, sắc mặt của thanh niên vũ tướng cửu trọng kia lúc này xám như cho tàn. Dưới một quyền kia xương cốt trong cánh tay hắn toàn bộ vỡ nát. Ngay cả khí huyết trong cơ thể hiện tại cũng cuồn cuộn. Máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra. Ngại quá, ta không nghĩ tới một thành thực lực của ta ngươi cũng không tiếp được. Đem ngọc giản giao cho ta, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe tiếng kêu thảm thiết của người thanh niên đánh lén kia, thanh niên áo xám lúc này trên mặt hiện lên vẻ mặt xấu hổ. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Giấc mộng của vũ tướng cửu trọng này nhanh chóng tan vỡ, nhanh chóng móc ra ngọc giản của mình. Phanh phanh. Thanh âm bạo liệt cả không gian phía trên quảng trường hội tụ, xen lẫn không ít thanh âm đầu hàng. Lúc này cũng có không ít tiếng kêu rên, không ít người bị thương. Cả quảng trường thành một mảnh hỗn loạn, trong đó người chết cũng không phải là ít.
Trên thính phòng ở Bình Nham đảo, lúc này cũng có gần 10 vạn người đứng xem, trong đó có một nửa là người đi cùng người dự thi tới đây, một nửa khác là tự mình bỏ ra kim tệ để tới quan sát. Không ngừng có người chết đi, trên thính phòng, những người đi cùng lúc này đều lo lắng không thôi. Trong quảng trường hỗn loạn này, bọn họ thậm chí còn không có cách nào nhìn rõ mọi việc bên trong. Trước quảng trường, đám đệ tử đại môn đại phái kia dường như vẫn chưa có ý định động thủ, cả đám đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Dường như trong lòng bọn họ đều nghĩ, lúc này tuyệt đối không phải lúc bọn họ ra tay. Trên đài cao, trong đội hình những đại môn đại phái kia, ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú nhìn xuống phía dưới. Đối với những sơn môn được mời lên đây, bọn họ đã sớm biết rõ quy tắc trong tràng thi đấu. Đối với đám người Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên, Gia Cát Tây Phong, Cổ Kiếm Phong, Doãn Ngạc mà nói, loại quy tắc này bọn họ đã biết từ 30 năm trước. Tam tông tứ môn, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang, tứ các tứ đảo, lúc này tất cả mọi người đều đang thấp giọng nghị luận. Trong Phi Linh môn, lúc này Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, Thanh Hỏa Lão Quỷ cũng ngồi ở phía trước. Mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía dưới trong lòng không khỏi cảm thấy sôi trào. Nếu như bọn họ còn trẻ, sợ rằng cũng không nhịn được mà tham gia. Trong nhân loại, người trẻ tuổi có thiên phú không kém quả thực không ít. Thiên Độc Yêu Long nhìn quảng trường phía dưới rồi vuốt râu nói. Nếu như ta còn trẻ, không chừng cũng sẽ lên đài thử sức một phen. Tả Thiên Khung hẽ nói, màn thi đấu rung động này khiến cho bọn hắn nhìn vào cảm thấy trẻ ra không ít. Máu trong cơ thể bất chi bất giác chảy nhanh hơn. Thế nhưng mà ngươi đã già rồi. Cho dù là ngươi đi lên, có thể tiến vào 10 người cuối cùng hay không cũng khó nói lắm. Nếu như gặp phải người có thực lực như đại tiểu thư mà nói, sợ rằng cũng chỉ có thể chạy trối chết. Bên cạnh Tả Thiên Khung, Vũ Quái gầy gò mở miệng châm chọc. Dùng thực lực của đại tiểu thư, ta tự nhận không địch lại. Dựa vào thực lực của đại tiểu thư hiện tại, muốn đi vào top 10 hẳn là không thành vấn đề. Tả Thiên Khung nói. Sợ rằng cũng khó. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Thực lực Tâm Đồng tuy rằng không tệ, bất quá quy tắc thi đấu này muốn tiến vào top 10 cũng cần một chút vận khí. Tâm Đồng tuy rằng có át chủ bài của mình, nhưng chỉ cần thi triển một lần thì tiêu hao không ít linh lực. Trong đám thanh niên đồng lứa của đại môn đại phái, cường giả như mây a. Còn có thánh tử thánh nữ trong thiên các, thực lực cả đám tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so bì. Yên tâm đi, Độc Công Tâm Đồng tu luyện còn mạnh hơn ngươi. Người bình thường cũng không dám trêu chọc Tâm Đồng. Từ đám người trên quảng trường mà nói, Tâm Đồng muốn đi vào top 10 hẳn không phải là quá khó, bất quá cũng cần dựa vào vận khí. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Nếu như trưởng môn ở đây, không biết có thể tiến vào top 10 hay không? Thanh Hỏa Lão Quỷ khẽ nói. Thanh âm vừa dứt, sắc mặt tất cả mọi người có chút biến hóa, trong Phi Linh môn lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Chư vị trưởng môn, đám thanh niên trẻ tuổi này chư vị thấy thế nào ha? Các vị không ngại nói ra một câu chứ? Trên đài, Kình Linh Vương dùng ánh mắt như cười như không nhìn đám cường giả của đại môn đại phái rồi nói. Ha ha, vẫn còn quá sớm, há có thể kết luận. Bất quá thực lực đám người trẻ tuổi hiện tại, so với 30 năm về trước quả thực mạnh hơn không ít. Cổ Kiếm Phong nói, ánh mắt nhìn xuống phía dưới có chút vui vẻ. Cổ trưởng môn, ta nghe nói đệ tử Nguyên Nhược Lan của các ngươi lần này vừa vặn từ kiếm chủng đi ra. Sau khi bế quan mấy năm dường như đã được trưởng lão trong kiếm chủng truyền thụ không ít a. Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông nói. Nói tới kiếm chủng của Thiên Kiếm Môn, ánh mắt mọi người khẽ đổi. Kiếm chủng của Thiên Kiếm Môn này mọi người đều hiểu một ít. Đây chính là địa phương quan trọng nhất của Thiên Kiếm Môn. Cũng là nơi cường giả Thiên Kiếm Môn bế quan, có thể bế quan trong kiếm chủng, tu vi tăng trưởng cực nhanh. Tin tức của Địa Linh Tông quả thực rất linh thông a. Cổ Kiếm Phong mỉm cười, cũng không phủ nhận rồi nói. Tiểu đồ đúng là từ trong kiếm chủng đi ra, bất quá đệ tử trong môn chư vị sợ rằng cũng không kém. Theo ta được biết, trong môn của Doãn Tông Chủ đã có người tu luyện thành công thú hồn quyết, uy lực cũng không nhỏ. Cổ Kiếm Phong nói. Tin tức của cổ trưởng môn quả thực cũng vô cùng linh thông. Doãn Ngạc mỉm cười, cũng không phủ nhận. Lần này tất cả đệ tử mà các thế lực lớn mang tới tham dự, một khi không nắm chắc, không biết trước đối phương như thế nào thì mới là chuyện lạ. Đừng quên, 30 năm trước, người đứng đầu thập đại cường giả chính là Sát Phá Quân.
Một mình địch lại 9 người, khí phách như thế, mà người ta chỉ là tán tu mà thôi. Nhìn thấy người của Tam Tông Tứ Môn đang thổi phồng lẫn nhau, Công Tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông lập tức nói. Nghe thấy Công Tôn Hóa Nhai nói vậy, sắc mặt mọi người có chút biến hóa. Không ít cường giả hiện tại ở đây khi trước từng gặp qua Sát Phá Quân. 30 năm trước, Sát Phá Quân trên Bình Nham đảo này một mình chống lại 9 cường giả khác. Do đó mới có thể đạt được vị trí đứng đầu. Cảnh tượng khi đó khiến cho mọi người khó chịu. Thế nhưng sau này tìm Sát Quá Quân phục thù thì Sát Phá Quân này dường như bốc hơi trên thế gian. Mà gần đây Sát Phá Quân xuất hiện thì lại ở trong Phi Linh Môn, còn đã đột phá tới cảnh giới Vũ Tôn. Ha ha, mọi người thử đoán xem, lần này liệu có một đầu hắc mã nào không? Kình Linh Vương đánh vỡ bầu không khí có chút xấu hổ này, nhanh chóng nói với mọi người. Chuyện này, đám cường giả nhìn phía dưới, lúc này bọn hắn đã sớm dò xét qua toàn trường, dùng thực lực của bọn hắn đương nhiên cũng nhìn ra được không ít người. Đệ tử tham gia lần này thực lực không kém, thế nhưng cuối cùng có một đầu hắc mã nào xuất hiện hay không thì cũng vô cùng khó nói. Cho nên chuyện này mọi người cũng không biết trả lời ra sao. Chư vị, mọi người có thấy nữ tử kia không? Nếu như ta đoán không lầm thì trên đại hội Tam Tông Tứ Môn ở Đại Lục Linh Vũ xuất hiện một người nữ giả trang nam là vũ giả ngũ hệ gọi là Lăng Thanh, chính là nữ tử này. Còn lần này, từ trong ngọc giản báo danh ở thiên địa các chúng ta thì có tên là Lăng Thanh Tuyền, người của Linh Vũ giới. Thanh âm vừa dứt, Kình Linh Vương nhanh chóng nhìn về phía mọi người rồi cười nhạt một tiếng. Vũ giả ngũ hệ, ta nghe nói con rể Lục Lâm Thiên của Vân Tông Chủ và Lữ Trưởng Môn cũng là vũ giả ngũ hệ. Lần trước lại dùng tu vi vũ tướng nhất trọng đánh bại Lăng Thanh Tuyền vũ xuất nhất trọng. Thiên phú bực này quả thực hiếm thấy. Đó là con rể của ta, không có quan hệ với hắn. Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường cơ hồ đồng thời nói ra một tiếng. Nhanh chóng trừng mắt nhìn đối phương phía xa. Mà lúc này những người khác nghe thấy Linh Vũ giới. Sắc mặt cả đám lập tức có chút biến hóa. Những năm này Linh Vũ giới kia đã âm thầm tràn ra toàn bộ đại lục. Đối với thế lực thần bí này, tất cả mọi người đều mang theo tâm lý đề phòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên Bình Nham đảo lúc này liên tục vang lên thanh âm bạo liệt. Những người vốn thăm dò lúc trước nay đã bắt đầu điên cuồng giao thủ. Thế nhưng cũng khó tránh khỏi có người chết đi. Mùi máu tươi càng khiến cho máu trong người những người trẻ tuổi này như sôi trào. Kịch chiến bắt đầu lan rộng ra, vô cùng điên cuồng. Trong mắt tất cả cường giả của các đại môn đại phái, những người đang kịch chiến này đang loại bỏ dần nhau, những người còn lại cuối cùng mới có thể chống lại những đệ tử đại môn đại phái. Trong đám điên cuồng chiến đấu kia có không ít cường giả vũ xuất cùng linh xuất giao thủ, cả không gian rung động không ngớt. Cảnh này khiến cho đám người vây xem bốn phía cực kỳ kích động. Không ngừng có người chết đi khiến cho đám người chung quanh tiếc hận. Đồng thời còn thêm hưng phấn, đã bắt đầu có tiếng hô vang lên. Trước quảng trường, đám đệ tử đại môn đại phái kia không có một chút dị động nào, cũng không có ai đi ra tay với bọn họ. Ba thời thần sau, kịch chiến vẫn còn tiếp tục, trên quảng trường cũng có một màn đặc biệt, bên người Lục Thiếu Du có 13 cỗ thi thể tạo thành một bức tường. Sau khi 13 cỗ thi thể này xuất hiện thì chính thức không có ai dám xuất thủ với Lục Thiếu Du nữa. Phía xa cũng có một nữ tử tuyệt sắc. Bên cạnh người nàng cũng có 15 cỗ thi thể. Trong phương viên 10 trượng xung quanh nàng, những ai dám tới gần đều bị nàng trực tiếp đánh chết. Rốt cuộc sau khi đánh chết thêm 5 người thì cũng không có ai dám tới gần nữ tử này nữa. Trên quảng trường, lúc này người gây sự chú ý nhất chính là một thanh niên áo xám. Đầu tóc, quần áo rối bời, thế nhưng thực lực lại cực kỳ cường hãn, công kích đối thủ khắp nơi. Bất quá lại không muốn lấy mạng của đối phương. Chỉ cần đối phương chủ động giao ra ngọc giản dự thi thì hắn sẽ buông tha. Thế nhưng người bị hắn nhắm tới thì tuyệt không có cách nào thoát khỏi tay hắn. Khi mặt trời ngả về phía tây thì trên đài cao lập tức có một tiếng chuông trầm thấp du dương vang lên. Cả quảng trường lập tức ngưng chiến nửa canh giờ. Có không ít đệ tử thiên địa các nhanh chóng đi lên quảng trường, đem thi thể những người mất mạng khiêng xuống bên dưới. Những người sống sót rốt cuộc cũng có được cơ hội nghỉ ngơi ngắn ngủi. Bắt đầu có người nhanh chóng nuốt đan dược, và ngồi xuống điều tức. Trong ngày hôm nay, hơn 5.000 người dự thi lúc này chỉ còn lại không tới 2.000 người. Mà người bị đánh chết thì chừng hơn 60 người. Chỉ tính riêng Lục Lâm Thiên cùng với Lăng Thanh kia cũng đã đánh chết 30 người. Về phần người trọng thương đạt tới con số khủng bố. Sau khi quét sạch chiến trường,
những người còn lại không khỏi thở dài một hơi. Ý thức rốt cuộc thanh tỉnh một chút, nhìn không ít thi thể bị khiêng xuống dưới, không ít người cũng nghĩ tới một việc, cách thi đấu này cũng cần có người chết. Nửa canh giờ sau, thi đấu lại tiếp tục bắt đầu. Thi đấu 7 ngày liên tục không chút ngừng nghỉ. Đối với đám người vây xem chung quanh mà nói, trên cơ bản mọi người đều là tu luyện giả, cho nên cũng không cần nghỉ ngơi. Đối với những người thực lực mạnh một chút mà nói, thời gian 7 ngày căn bản không tính là gì, chỉ cần điều tức một chút là được. Màn đêm đã phủ xuống, trên đài cao thiên địa các đã nhanh chóng chuẩn bị dạ minh châu. Dưới ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu này, khiến cho cả quảng trường lúc này giống như được bao phủ bởi một màn sương trắng, khiến cho người xem chung quanh mơ hồ. Trong màn đêm, người của tất cả thế lực lớn vẫn tiếp tục ngồi lại. Thời gian 7 ngày đối với bọn hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Người tu luyện, chút nhẫn nại ấy đương nhiên phải có. Bọn họ thường xuyên bế quan, mỗi lần ít thì mấy tháng, thậm chí còn vài năm. Trong tất cả các thế lực lớn, không ít người nhanh chóng cúi đầu nghị luận. Trên quảng trường, người của các thế lực lớn đều khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng trong lúc nhắm mắt dưỡng thần này, chỉ cần có người tới gần đám người này sẽ nhanh chóng bị công kích. Lục Lâm Thiên cũng khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Tâm thần của hắn hiện giờ bao phủ chung quanh quảng trường. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Từ tình huống hiện tại xem ra, Lục Thiếu Du phỏng chừng, sợ rằng phải tới ngày thứ tư hoặc thứ năm mới chính thức được coi là điên cuồng đọ sức. Khi đó mới là thời điểm cường giả động thủ, hiện tại chỉ là vòng đấu loại mà thôi. Ngày đầu tiên đào thải hơn phân nửa người, Lục Lâm Thiên cũng không suy nghĩ nhiều. Đây đều là những người có thực lực yếu. Tất cả mọi người khi tìm đối thủ đều cố gắng chọn đối thủ có thực lực kém cỏi nhất. Tuyệt đối không lựa chọn đối thủ mạnh mẽ. Một khi chọn phải đối thủ mạnh mẽ, cho dù có chiến thắng thì cũng phải chịu tổn thương. Cũng đại biểu cho khả năng bị thua sau đó của người đó. Phanh! Trên quảng trường, dù đang đêm vẫn vang lên thanh âm bạo liệt. Dưới màn đêm này, không thể nghi ngờ chính là thời điểm đánh lén tốt nhất. Cơ hội chiến thắng của đánh lén so với chính diện giao thủ dù sao cũng lớn hơn. Phanh phanh. Từng tiếng bạo liệt vang lên. Tất cả mọi người lúc này đều vô cùng lo lắng, đề phòng, bởi vì nói không chừng bản thân mình sẽ là người bị đánh lén. Đối với loại âm thầm đánh lén này, Lục Lâm Thiên cũng không sợ hãi. Trừ phi là trên quảng trường này có Vũ Vương cùng Linh Vương đánh lén hắn. Bằng không hắn không cần quá mức để ý. Một đêm trôi qua. Người đầu hàng lại có thêm 100 người. Mà người vẫn lạc đêm vừa rồi cũng có chừng 30 người. Rốt cuộc một đêm mọi người sống trong lo lắng, đề phòng cũng trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, khi quảng trường xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người thì đại chiến nhanh chóng xảy ra. Bất quá so với ngày đầu tiên mà nói, nhân số hỗn chiến thì ít hơn nhiều. Bất quá trình độ kịch liệt lại mạnh hơn. Ngày hôm qua Lục Thiếu Du dùng thủ đoạn huyết tinh khiến cho mỗi một đối thủ đều mất mạng, khiến cho không ít người nhìn thấy, cho nên lúc này căn bản không có ai dám trêu chọc. Lúc này Lục Lâm Thiên vô cùng nhàm chán, không ngờ lại không có chuyện gì đi làm, cho nên hắn quyết định tu luyện linh kỹ. Tuy rằng gần đây hắn đã tu luyện 3 loại linh kỹ thành công. Bất quá lại không thường xuyên sử dụng, đặc biệt là hóa thú linh ấn, chỉ đạt tới tiểu thành mà thôi. Đám người vây xem chung quanh. Theo thời gian trôi qua sự nhiệt tình không những không giảm mà còn ngày càng lớn. Ai cũng biết, muốn chọn ra 10 người cuối cùng thì số lượng người bị đào thải sẽ ngày càng tăng. Tới hoàng hôn ngày hôm sau, thời gian nửa canh giờ ngưng chiến tới. Lúc này không ít người nhanh chóng ăn vào đan dược rồi điều tức. Trên quảng trường lại có đệ tử khiêng xuống chừng hơn 20 cỗ thi thể. Người tiếp tục dự thi còn lại lúc này chỉ có 1.300 người. Trên quảng trường to lớn lúc này nhân số càng ngày càng ít. Trong vòng một ngày, Lục Lâm Thiên không ra tay một lần nào, đều tu luyện linh kỹ. Cảnh tượng này khiến cho đám người trên đài cao vô cùng kỳ quái. Ngày hôm nay đệ tử đại môn đại phái cũng không có động tĩnh gì, tất cả đều đang đợi thời điểm ra tay thích hợp. Ngày thứ ba lại trôi qua, khi thời gian ngừng chiến của ngày thứ ba tới, thì lại có hơn chục cỗ thi thể được khiêng xuống. Mà lúc này số người còn lại trên quảng trường chỉ còn 900 người. Ngày thứ tư lặng lẽ tới. Sáng sớm, mọi âm thanh dường như biến mất. Sắc trời tờ mờ sáng, màn đêm chậm rãi biến mất. Ánh sáng ban mai xuất hiện dường như đang chậm rãi đánh thức những sinh linh ngủ say. Đầu mùa đông, không khí lúc này bắt đầu se lạnh. Bầu trời trong xanh,
Trên quảng trường bên ngoài thành Cự Giang lúc này xuất hiện một mảnh sương mù nhu hòa. Trên những hòn đảo bốn phía lúc này như đều được một màu trắng bao phủ, sương mù trắng phao bao phủ chung quanh, vô cùng mông lung. 900 người đêm qua còn lại trên quảng trường lúc này tới sáng sớm ngày thứ tư chỉ còn lại 800 người. Trong vòng một đêm lại giảm 100 người. Trong vòng 3 ngày nhân số nhanh chóng giảm sút, vốn có 5.000 người dự thi hiện tại chỉ còn 800 người. Cho nên trình độ chiến đấu hiện tại vô cùng kịch liệt. Đám người vây xem chung quanh lúc này vô cùng phấn khởi. Bất quá trong mắt đám cường giả chính thức mà nói, đương nhiên bọn họ biết rõ, chính thức so tài cũng chưa hẳn bắt đầu. Bất quá sợ rằng cũng không còn xa nữa. Sáng sớm, cả quảng trường được bao phủ bởi một tầng sương mù nhàn nhạt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng sương mù chiếu xuống quảng trường khiến cho tâm thần mọi người không khỏi cảm thấy sảng khoái. Mà ngay cả mùi máu tươi trên quảng trường lúc này dường như cũng biến mất, giống như là được thiên nhiên tẩy rửa vậy. Bỗng nhiên, khi mặt trời xuất hiện trên quảng trường, nhanh chóng đuổi những đám sương mù kia đi. Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống, giống như một thanh lợi kiếm nhanh chóng bao phủ quảng trường. Siêu siêu! Đám người đại môn đại phái vốn 3 ngày trước không có động tác rốt cuộc cũng có người ra tay. Một cỗ khí tức tràn ra, nhanh chóng có một cỗ khí tức thứ hai xuất hiện. Trong một đoạn thời gian ngắn có hơn 10 đạo khí tức cường hãn phóng lên trời. Từng đạo khí tức cường hãn này đều đạt tới cấp độ linh xuất cùng vũ xuất. Không ít ánh mắt trên đài cao cũng chăm chú nhìn xuống phía dưới. Đám tiểu bối này, dù sao cũng là người trẻ tuổi a. Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Ra tay lúc này cũng được, coi như là tôi luyện một phen, bất quá dường như có một số người cũng không dễ chọc. Đám tiểu bối này đừng động vào mấy người này a. Tiếng thấp giọng nghị luận vang lên trong tất cả các đại môn đại phái. Trên thính phòng, ánh mắt của những người xem cũng run lên, bọn họ chờ đợi 3 ngày, rốt cuộc cảnh tượng náo nhiệt lúc này mới chính thức bắt đầu. Sắp bắt đầu sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi rồi nhìn chung quanh. Đám đệ tử đại môn đại phái kia rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Thời gian hiện tại có lẽ cũng nên ra tay rồi. Trong đại môn đại phái, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức nhìn xuống đám người dự thi trên quảng trường, giống như là sói nhìn xuống bầy cừu. Có người bắt đầu đi ra. Tất cả đệ tử đại môn đại phái lúc này dường như đã đạt được một sự ăn ý nào đó, không có ra tay với đệ tử đại môn đại phái khác, mà bắt đầu tìm kiếm mục tiêu trong 800 người còn lại trên quảng trường. Bất kể như thế nào những đệ tử đại môn đại phái này cũng chỉ đối phó với 800 người còn lại này mà thôi. Thứ nhất, đây là thi đấu dựa vào kết quả tích lũy, thứ hai trong 800 người này có hơn mấy ngàn điểm tích lũy. Hiện tại chỉ cần đánh chết một người là có thể đạt được không ít điểm tích lũy. Còn đối với những đệ tử đại môn đại phái khác chỉ có một điểm mà thôi. Đồng thời những đệ tử đại môn đại phái đều có thực lực cường hãn. Đối phó với bọn họ cho dù là người có thực lực cũng không dám nắm chắc chiến thắng. Một khi tiêu hao quá lớn thì đến lúc đó bản thân người đó sẽ vô cùng phiền toái. Cho nên tất cả đệ tử đại môn đại phái đều nhìn vào 800 người dự thi còn lại. 800 người còn lại nhìn thấy ánh mắt cũng những đệ tử đại môn đại phái đều có chút kinh hãi. Vừa rồi đám người này còn đánh lén lẫn nhau, lúc này trong lúc vô hình lại xích tới gần bên nhau, dường như có chung một ý nghĩ vậy. Bọn họ đều là đệ tử trong các thế lực nhỏ hoặc là tán tu, cho nên ánh mắt nhìn về phía đệ tử đại môn đại phái lúc này dường như trong lúc vô hình đều có tâm lý kháng cự. Mình cũng nên ra tay rồi. Lục Lâm Thiên khẽ nói, hiện giờ ra tay hắn cũng có thể giảm tiêu hao tới mức thấp nhất. Đối với hắn cũng là sự lựa chọn an toàn nhất, trên người 800 người còn lại này có mấy ngàn điểm tích lũy. Hiện tại ra tay mới chính là lúc tốt nhất, một lát nữa mới ra tay mà nói. Sợ rằng phải mất khá nhiều sức lực. Linh lực trong cơ thể bùng lên, linh lực trong cơ thể Lục Lâm Thiên nhanh chóng vận chuyển. Hắn đã chuẩn bị động thủ, Lục Lâm Thiên phỏng đoán tổng cộng có hơn 5.000 người dự thi, cuối cùng chỉ có 10 người chiến thắng. Chỉ sợ phải lấy hơn 400 điểm tích lũy thì mới có thể chiến thắng. Lúc đó mới có cơ hội tiến vào thập cường. Ngay khi Lục Lâm Thiên không ngừng suy nghĩ, đám người đại môn đại phái bắt đầu nhảy ra. Chân khí. Linh lực trên người tuôn ra, cả đám đều có tu vi linh xuất cùng vũ xuất. 800 người còn lại trên quảng trường dùng ánh mắt đề phòng nhìn đám người đại môn đại phái. Khi nhìn thấy đám người kia có hành động như vậy, cả đám lập tức lùi lại. Hừ, giao ra ngọc giản dự thi mau. Hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời nhảy tới. Cũng không biết là ai nói ra một câu.
không có một ai chần chờ nữa, bàn chân đạp lên mặt đất, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng phóng về phía 800 người còn lại kia. Quảng trường mặc dù lớn, bất quá cũng có hạn, tất cả mọi người một khi rời khỏi khu vực vòng tròn sẽ tính là thua. Cho nên hiện tại không còn lui được bao nhiêu nữa. Siêu siêu. Trong lúc 800 người này lui lại, trong quảng trường lập tức vang lên từng tiếng xé gió, không ít công kích mang theo lực lượng hung hãn, phô thiên cái địa bắn về phía trước. Dưới công kích này đã có người nhanh chóng phải chống đỡ. Chư vị, chúng ta tạm thời liên thủ được không? Trước tiên đối phó với đám người đại môn đại phái này. Tốt, cùng bọn họ liều một lần, liên thủ lại. Trong đám người lúc này cũng có không ít người tâm trí không kém lập tức hét lớn. Mà những người của các thế lực nhỏ cùng tán tu lúc này lập tức đạt được nhận định chung, một quần thể yếu kém vào thời khắc nhất định mới có thể đoàn kết. Dần dần đã bắt đầu có người liên thủ lại với nhau. Có một ít đệ tử trong thế lực nhỏ cùng tán tu có thực lực không kém. Trong 800 người này, người có thực lực vũ xuất cùng linh xuất cũng không ít. Không giao ra ngọc giản sao? Đây chính là lựa chọn của các ngươi đó nha. Châu chấu đá xa, bằng các ngươi mà cũng muốn tới dự thi. Nực cười. Trong đám đệ tử đại môn đại phái vang lên tiếng quát chói tai. Từng đạo công kích nhanh chóng được đánh ra. Chân khí, linh lực hùng hồn trong cơ thể nhanh chóng tuôn ra. Khí tức mạnh mẽ trực tiếp đánh bay đám đá vụn chung quanh quảng trường. Từ loại khí thế như vậy có thể thấy được, đám người ra tay hiện tại trong đại môn đại phái đều là vũ xuất cùng linh xuất. Đối với đệ tử đại môn đại phái mà nói, đối phó những đệ tử tiểu thế lực và tán tu, căn bản không có một chút bận tâm nào, trực tiếp hạ sát thủ, nếu như không hô đầu hàng vậy thì cho dù mất mạng cũng chỉ coi như là không thức thời mà thôi. Liều. Trong 800 người dự thi lúc này cũng có không ít người thực lực không kém, cả đám nhanh chóng rút ra vũ khí, chân khí, linh lực tuôn ra. Từng đạo chân khí màu sắc không giống nhau nhanh chóng xuất hiện trong không gian. Cuối cùng bộc phát ra công kích kinh khủng nghênh tiếp đám đệ tử đại môn đại phái. Thi đấu chính thức rốt cuộc cũng bắt đầu, kình khí trên quảng trường hung hăng va chạm, nơi kình khí giao phong với nhau, gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Phanh phanh, đệ tử đại môn đại phái không nương tay, những người dự thi từ tiểu thế lực cùng tán tu kia vẻ mặt ngưng trọng, chân khí, linh lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn. Minh khí được chân khí rót vào, đao mang. Kiếm quang tạo thành tiếng xé gió hung hăng vây công đám đệ tử đại môn đại phái kia. Phanh phanh. Cả quảng trường triệt để náo nhiệt. Trên đài cao, ánh mắt của tất cả cường giả cũng mang theo sự ngưng trọng nhìn về phía dưới. Sắc mặt không ít trưởng lão trong các sơn môn cũng ngưng trọng. Bất kể là tán tu hay đệ tử trong các tiểu thế lực hay là đệ tử các đại môn đại phái, người dự thi song phương đều không phải là kẻ yếu. Chỉ là đệ tử đại môn đại phái thực lực rõ ràng mạnh hơn không ít. Có thể tham gia chàng thi đấu bực này, đệ tử trong đại môn đại phái đều là đệ tử thân truyền, mà còn là người nổi bật trong hàng đệ tử thân truyền. Thực lực thấp nhất cũng là linh xuất vũ xuất cấp cao. Châu chấu đá xa, ngươi muốn chết. Đột nhiên có một thanh niên mặc hoa phục nhanh chóng rút trường kiếm trên lưng rồi hét lớn một tiếng. Người này chính là Khấu Tử Hào của Thiên Kiếm Môn. Trường kiếm trong tay Khấu Tử Hào cực kỳ đặc biệt, so với kiếm bình thường còn dài hơn nhiều, một kiếm đánh ra. Kiếm quang quỷ dị xoay tròn rồi trực tiếp đem năm vũ tướng đánh chết. Mà trên cổ mỗi người đều có một vết máu tươi chảy ra, quả thật là ra tay không chút lưu tình. Giản Tâm Nhi của Địa Linh Tông khẽ kết thủ ấn, thân là linh giả, phối hợp với linh hồn lực, y phục trên người tung bay, trong đám người lúc này nàng cũng giết người như cỏ rác, rất ít người có thể ngăn cản được nàng. Hàn Phong của Vân Dương Tông mặc một bộ áo lam vô cùng chú ý, linh lực trên người cũng bạo tuôn, cực kỳ cường hãn. Thân là cường giả trẻ tuổi số 1 số 2 trong Vân Dương Tông, thực lực này tuyệt đối cực kỳ cường hãn, mỗi một lần ra tay nếu như đối thủ không đầu hàng thì trực tiếp bị đánh chết, ra tay gọn gàng, tuyệt đối không dài dòng. Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang, Hồng Phong của Linh Thiên Môn, Lam Linh Vạn Thú Tông đều có động tác. Kết quả là dựa vào điểm tích lũy cho nên tất cả mọi người đều đang điên cuồng thu thập điểm tích lũy, ai cũng biết nếu qua một đoạn thời gian nữa nếu muốn thu thập điểm tích lũy thì khó hơn nhiều. Cả quảng trường bắt đầu sôi trào, thế nhưng cũng có cực ít thân ảnh rải rác trên quảng trường không có động tác. Nhân số ngày càng ít, lúc này Lục Lâm Thiên đang nhìn đám người trong quảng trước. Phía trước chỉ có Lam Thập Tam cùng một nữ tử áo tím tuyệt mỹ, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan cùng với một nữ tử mỹ mạo khác, tăng thêm Lăng Thanh không có động tác.
Còn lại tất cả mọi người đều đang điên cuồng thu thập điểm tích lũy. Đối với nữ tử mỹ mạo kia, Lục Lâm Thiên cũng có chú ý, nàng hẳn là người của tứ các tứ đảo, nhìn định lực của nàng cũng biết nàng không phải là kẻ yếu. Về phần nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh Lam Thập Tam, Lục Thiếu Du chỉ cần suy nghĩ một lát là cũng có thể phán đoán ra, có lẽ chính là nữ tử gọi là thánh nữ trong thiên địa các mà ngày đó ở cạnh Lam Thập Tam trong huyền thiên bí cảnh. Hắn còn có chút tiếp xúc thân mật với nàng, thực lực của nàng sợ rằng cũng tuyệt đối bất phàm. Định lực cũng không kém a. Ánh mắt nhìn vào Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song còn có Lữ Tiểu Linh. Lúc này Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn chính là Lữ Tiểu Linh cùng Lục Tâm Đồng không ngờ lại mạnh hơn trước không ít. Phanh phanh. A. Thanh âm bạo liệt cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Thi thể bắt đầu gia tăng. Đệ tử trong đại môn đại phái lúc này không có một chút lưu tình nào. Những người trong các tiểu thế lực cùng tán tu, đương nhiên bọn hắn sẽ không đặt vào trong lòng. Chỉ sau nửa canh giờ, 800 người này đã có trên 200 người mất mạng, mà những người đầu hàng nhặt về được một cái mạng cũng chỉ chừng 200 người mà thôi. Vốn ban đầu chỉ có 800 người, lúc này chỉ còn lại 400 người. Giao ra Ngọc Giản, ta không muốn động thủ với ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trong đám người hỗn chiến lúc này có một thanh niên áo xám nhanh chóng xuyên qua đám người. Thế nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp ngăn cản trước mặt một thanh niên dường như là người của Hóa Vũ Tông. Vừa rồi đệ tử của Hóa Vũ Tông này trực tiếp đánh chết vài vũ xuất cùng một vũ xuất đoạt được không ít ngọc giản, tất cả đều bị thanh niên áo xám nhìn thấy. Mà đệ tử Hóa Vũ Tông này thực lực cũng không yếu, đã là vũ xuất thất trọng. Muốn chết! Tên đệ tử của Hóa Vũ Tông này trong sơn môn của mình cũng là tồn tại số một số hai, bỗng dưng lại bị một người không có danh tiếng gì coi thường khiến cho trong nội tâm hắn vô cùng tức giận. Chân khí trong người tuôn ra, một cỗ chân khí nóng bỏng thuộc tính hảo lập tức tuôn ra. Mũi chân khẽ điểm mặt đất, thân thể đột nhiên lướt về phía trước. Một đạo trưởng ấn nóng bỏng trực tiếp đánh về phía thanh niên áo xám kia. Tỷ tỷ, đệ từng đáp ứng tỷ không được chủ động đả thương người khác. Thế nhưng hiện tại khó mà làm được như vậy. Thực lực những người này đều không kém, nếu như không đả thương bọn hắn sợ rằng bọn hắn sẽ không giao ra ngọc giản. Thanh niên áo xám lẩm bẩm nói, dường như căn bản không nhìn thấy đạo trưởng ấn nóng bỏng đang lao về phía mình. Ngay khi đạo trưởng ấn nóng bỏng của đệ tử Hóa Vũ Tông sắp đánh tới người thì ánh mắt thanh niên áo xám này khẽ đổi, một đạo kình khí bàng bạc nặng nề lập tức từ trên nắm tay hắn xuất ra. Trong không gian quanh người hắn lúc này đột nhiên vang lên tiếng gió rít gào. Phía trước nắm tay hắn không gian liên tục vặn vẹo. Phanh phanh. Một trường một quyền va chạm một chỗ. Cảm nhận kinh khí bàng bạc trong quyền ấn của thanh niên áo xám này, sắc mặt thanh niên Hóa Vũ Tông kia rốt cuộc cũng có biến hóa, lập tức gia tăng lực đạo trên trường ấn, cũng nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí, đem thân thể bao phủ ở bên trong. Phanh. Tiếp theo trong nháy mắt hai đạo công kích mạnh mẽ va chạm một chỗ. Kinh khí bàng bạc khuếch tán khiến cho cả không gian run lên. Lúc này bằng mắt thường cũng có thể thấy được, một quyền của người thanh niên áo xám kia lúc này đang hung hăng nện vào trên trường ấn của đệ tử Hóa Vũ Tông kia. Ken két. Thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên, lúc này thanh niên Hóa Vũ Tông kia không ngờ lại không chịu nổi công kích của thanh niên áo xám, bàn tay trực tiếp bị gãy, hộ thân cương khí rạn nứt, thân hình bị đánh bay về phía sau mấy chục thước. Một vũ xuất thất trọng không ngờ lại hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Phốc phốc, thân thể đệ tử Hóa Vũ Tông nặng nề đập vào trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Trên đài cao, sắc mặt của mấy cường giả Hóa Vũ Tông lập tức đại biến. Một ít cường giả chung quanh lúc này cũng không khỏi nhìn về phía thanh niên áo xám kia. Cho dù thanh niên áo xám kia mới đầu cũng khiến cho không ít cường giả chú ý, thế nhưng không ngờ thực lực của thanh niên áo xám này lại mạnh như vậy. Thực lực của thanh niên áo xám này không ngờ tất cả cường giả trên đài lại không thể nhìn thấu. Lúc này người sắc mặt đại biến không chỉ có một mình cường giả của Hóa Vũ Tông. Bây giờ ngươi có thể giao ra ngọc giản dự thi chưa? Thanh niên áo xám đến trước mặt đệ tử Hóa Vũ Tông nhanh chóng dùng giọng chất phác hỏi. Ta thua. Sắc mặt đệ tử Hóa Vũ Tông đại biến, cắn răng nói. Không ngờ bản thân mình lúc này ngay cả một quyền của đối phương cũng không thể chống lại. Tuy rằng con bài của mình chưa kịp thi triển, bất quá hắn cũng biết bản thân mình không phải là đối thủ của thanh niên này. Cho nên lúc này đành phải đem tất cả ngọc giản dự thi móc ra. Tay phải lúc này đã hoàn toàn bị đứt, cho nên không có một chút sức lực nào. Phanh phanh.
Đại chiến vẫn còn đang tiếp tục, lúc này thanh âm bạo liệt quanh quẩn không dứt chung quanh quảng trường. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào toàn trường, cũng bắt đầu có động tác. Không phải là định lực của Lục Thiếu Du không đủ, mà tới lúc cuối cùng thì muốn thu được Ngọc Giản sẽ càng thêm khó khăn. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào trên người một linh suất nhất trọng, người này là một cường giả tán tu, trên người hắn mấy ngày nay đã thu thập được không ít Ngọc Giản. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, kéo theo một đám tàn ảnh nhanh chóng hiện lên trước mặt linh suất nhất trọng, nói. Giao ra Ngọc Giản, nếu không sẽ chết. Hừ! Linh suất nhất trọng sao lại có thể không chiến mà lùi. Cho nên lúc này sau khi hừ lạnh một tiếng, thủ ấn trong tay hắn nhanh chóng được ngưng tụ, một cỗ linh hỏa trực tiếp tuôn ra, nhanh chóng bao phủ Lục Thiếu Du, trong không trung nhiệt độ lúc này nhanh chóng tăng lên. Muốn chết! Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, không gian quanh người lập tức uốn éo, gợn sóng trong không gian quanh Lục Lâm Thiên khuếch tán. Đạo linh hỏa kia lúc này căn bản không có cách nào tiếp cận Lục Thiếu Du. Trong ánh mắt kinh ngạc của linh suất nhất trọng kia, thân ảnh Lục Thiếu Du trực tiếp xuyên qua không gian nơi linh hỏa bao phủ, một đạo trưởng ấn nhanh chóng đánh vào đỉnh đầu linh suất nhất trọng kia. Phanh! Lúc này linh suất nhất trọng kia căn bản không kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác được phía trên trưởng ấn của đối phương có một cỗ kình khí tuôn ra, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó cả người bắt đầu mất đi chi giác. Lục Lâm Thiên không có một chút lưu thủ nào, nhanh chóng đem linh suất nhất trọng này đánh chết. Hắn cũng không chút cố kỵ nào, hiện tại đang dùng cái thân phận dương quá này cho nên hoàn toàn không chút trói buộc. Sau khi đem nhẫn chữ vật cùng với ngọc giản dự thi trên người linh suất nhất trọng này thu nào, tổng cộng có 20 mấy khối ngọc giản dự thi, quả thực là không ít. Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, càng ra tay đối phó với mấy người thực lực mạnh mẽ một chút thì thu hoạch sẽ lớn hơn một chút. Các hạ, giao ngọc giản trong tay ngươi ra. Lúc này một tiếng quát lạnh vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, người vừa mới nói không phải là ai khác mà chính là Khấu Tử Hào của Thiên Kiếm Môn. Hiện giờ thực lực của Khấu Tử Hào cũng đã là vũ xuất lục trọng. Thực lực cũng không phải là yếu. Lục Thiếu Du suy đoán, sợ rằng Khấu Tử Hào những năm này đã được Thiên Kiếm Môn bồi dưỡng tuyệt đối cho nên mới đột phá nhanh như vậy. Trong ánh mắt của Khấu Tử Hào, Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đem Ngọc Giản thu lại, một vũ xuất lục trọng mà thôi. Tuy rằng tử của Thiên Kiếm Môn thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không quá quan tâm. Nhìn thấy thanh niên áo xanh này cũng không để ý tới mình, ánh mắt Khấu Tử Hào trầm xuống, chân khí tuôn ra. Sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, trực tiếp bổ một kiếm trong tay về phía Lục Thiếu Du, kiếm quang bắn về phía trước, trong nháy mắt bao phủ Lục Thiếu Du. Quả thực không thể không nói, tạo nghệ về kiếm của đệ tử Thiên Kiếm Môn quả thực không kém. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh nhạt quét qua, ngay khi kiếm quang bao phủ tới, thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh biến mất trong quảng trường. Lúc này một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Bằng vào thực lực của ngươi còn chưa đủ, đổi lại là nguyên nhược lan của Thiên Kiếm Môn các ngươi tới đây thì may ra mới đủ. Siêu siêu. Kiếm quang bao phủ chung quanh, lúc này đất đá trên quảng trường bắn tứ tung. Nhìn thân ảnh trước mặt đột nhiên biến mất, đối với tốc độ của đối phương lúc này sắc mặt Khấu Tử Hào cũng có chút biến hóa, mí mắt nhảy lên, kiếm quang lập tức bổ về không trung. Phá! Trên không trung có một thanh âm lạnh lẽo vang lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng kéo theo một đám tàn ảnh, nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấn xuống phía dưới. Trực tiếp đánh nát kiếm quang, cả không gian run lên, kình khí khuếch tán ra chung quanh. Nhìn lên trên không trung, sắc mặt Khấu Tử Hào trầm xuống, lúc này hắn đã biết đối phương không dễ chọc. Hắn dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Môn, không ngờ lại không làm gì được một tán tu. Trong nội tâm hắn lúc này lập tức có chút không vui, ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt chân khí trên người tuôn ra, trên khuôn mặt có từng tầng tầng lớp lớp gợn sóng trong không gian, cả không gian rung động kịch liệt. Trong lúc không gian rung động, kiếm quyết trong tay không ngừng đánh ra, từng đạo kiếm quang lập tức xuyên qua gợn sóng trong không gian đánh về phía trước. Kiếm quang bắn về phía trước, một cỗ lực lượng kinh khủng nhanh chóng tràn ra, cả không gian run rẩy. Vũ khí huyền cấp sơ giai. Lúc này Lục Lâm Thiên ở trên không trung khẽ cười nhạt một tiếng. Từ khí thế mà Khấu Tử Hào thi triển kiếm quyết hiện ra, Lục Thiếu Du có thể nhận ra đây là vũ khí huyền cấp sơ giai. Không phải vũ xuất nào cũng đều có thể tu luyện thành công vũ khí huyền cấp trung giai. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhảy lên, thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết, linh lực tuôn ra. Một cỗ khí tức kinh khủng nhanh chóng lan tràn,
Cỗ khí tức kinh khủng này khiến cho cả không gian bắt đầu vặn vẹo, tản ra khí tức khiến cho lòng người run động, một cỗ năng lượng quỷ dị từ trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du nhanh chóng hội tụ. Trong nháy mắt trước người Khấu Tử Hào lúc này đã tràn ngập kiếm quang, trường kiếm trong tay hắn không ngừng múa trong hư không, từng đạo kiếm quang xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng gợn sóng trong không gian mang theo kình khí phô thiên cái địa cùng với hơi nước bắn về phía trước. Không gian chung quanh giống như sắp xuất hiện một cơn mưa to, sắc trời bắt đầu lờ mờ. Vũ khí huyền cấp sơ giai này rõ ràng cũng là vũ khí đẳng cấp cực cao trong hàng sơ giai. Sau khi thúc dục không ngờ lại mang theo năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc như vậy. Kiếm quang xé rách không gian, kinh khí cuồng bạo khiến cho cả hư không vặn vẹo. Lúc này khí tức quanh người Khấu Tử Hào kia đã hoàn toàn biến đổi. Siêu siêu. Trong hơi nước, vô số kiếm quang hiện ra. Mỗi một đạo kiếm quang dường như đều có lực lượng xuyên thấu không gian. Kiếm quang hội tụ lại một chỗ uy thế không ngờ lại khủng bố tới cực điểm, năng lượng thuộc tính thủy tràn ngập không gian. Gợn sóng trong không gian trực tiếp lan tràn ra bốn phía, không gian chung quanh lúc này mang theo hơi nước ngập tràn. Vũ kiếm quyết. Khấu Tử Hào đánh ra một đạo kiếm quyết cuối cùng, kiếm ảnh ngập trời giống như mưa kiếm từ trong gợn sóng trong không gian bắn về phía trước. Từng cỗ kình khí cuồng bạo không ngừng cắt vỡ hư không, hung hăng bao phủ về phía Lục Thiếu Du. Siêu siêu siêu. Kiếm quang giống như mưa xuyên thủng không gian mang theo lực lượng cuồng bạo nhanh chóng đánh tới trước người Lục Lâm Thiên. Không gian chung quanh đã bị kiếm quang làm cho vặn vẹo liên tục. Thanh thế kinh người như vậy nhanh chóng khiến cho đám người dự thi chung quanh chú ý. Vũ khí huyền cấp sơ giai đối với những đệ tử tiểu thế lực và tán tu mà nói, không có cách nào tu luyện. Nhìn kiếm quang như mưa khiến cho không gian vặn vẹo kia, Lục Thiếu Du cũng không quá để ý. Ngay tại lúc đó, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến đổi, miệng quát lên một tiếng. Không linh diệt. Thanh âm vừa dứt, trong đôi mắt Lục Lâm Thiên dường như có tinh quang bắn ra. Bàn tay nhanh như thiểm điện, hóa trưởng thành chảo, linh lực trên người tuôn ra. Lúc này một cỗ khí tức cuồng bạo nhanh chóng phóng lên trời. Khi đám kiếm quang đánh tới vị trí cách Lục Lâm Thiên hai thước. Một đạo chảo ấn trực tiếp phóng lên trời rồi đem không gian nghìn thước chung quanh bao phủ. Đạo chảo ấn kia xuyên qua sự bao phủ của không gian lúc này không ngừng vặn vẹo, giống như đột nhiên có một cơn lốc hiện lên vậy. Ngay sau đó một tiếng nổ vang lên trong quảng trường. Phanh phanh, linh lực cuồng bạo bắn ra, kinh khí khủng bố phóng lên trời, linh lực không ngừng tuôn ra. Lúc này kiếm quang như mưa trực tiếp tán loạn, Khấu Tử Hào lúc này dường như cũng nhận ra được cái gì đó, sắc mặt đại biến. Thế nhưng trong lúc hắn còn chưa kịp lui về phía sau thì trong không gian hỗn loạn có một thân ảnh màu xanh mơ hồ xuất hiện trước mặt hắn, một đạo chảo ấn trực tiếp đánh vào trên trường kiếm của hắn. Một tiếng vỡ vụn vang lên trong không gian. Phanh! Trường kiếm nứt thành từng khúc, ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, một đạo kình khí bàng bạc lập tức chút vào ngực Khấu Tử Hào. Phốc phốc! Khấu Tử Hào phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thân hình bị đánh bay về phía sau. Cuối cùng nặng nề đập vào mặt đất cách đó mấy chục thước. Mặt đất nơi thân thể hắn đáp xuống rạn nứt, miệng lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cỗ khí tức trên người hắn lúc này cũng nhanh chóng giảm sút. Trên đài cao, sắc mặt mấy trưởng lão thiên kiếm môn lập tức khó coi, đệ tử trong môn một chiêu đã bị trọng thương. Đối với thiên kiếm môn bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là một đả kích, một màn này vừa rồi cũng có không ít người nhìn thấy, ánh mắt mọi người không khỏi biết đổi. Giao ra ngọc giản ngươi vừa mới thu được. Lục Lâm Thiên nhanh chóng đi tới bên người Khấu Tử Hào, đệ tử thiên kiếm môn coi trọng như vậy đương nhiên Lục Thiếu Du không muốn đánh chết. Không phải là không dám đánh chết mà hắn không muốn tạo thành phiền toái sau này, thiên kiếm môn tuyệt đối không dễ chọc. Hiện tại dùng thân phận này hắn cũng không phải sợ. Thế nhưng sau này thân phận bại lộ, sớm muộn gì thiên kiếm môn cũng sẽ biết rõ, cho nên không cần vô duyên vô cớ đắc tội với quái vật này. Nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt Khấu Tử Hào vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng chỉ có thể giao ra ngọc giản trong người. Ồ! Lúc này Lục Lâm Thiên nhướng mày, thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Lá gan của các hạ quả thực không nhỏ, đệ tử thiên kiếm môn há là người mà các hạ có thể tùy ý động tới. Ngay khi thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh chóng lùi lại, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên sau lưng Lục Lâm Thiên. Thanh âm vừa dứt, một thân ảnh màu tím nhanh như thiểm điện từ phía xa lướt tới. Thân hình vô cùng quỷ dị trôi trong không gian, đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên. Lúc này có một thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng lao tới, cánh tay mềm mại nhanh chóng hiện ra.
năm ngón tay bắn ra, năm đạo chân khí màu trắng hóa thành năm đạo cương phong cắt vỡ không gian đánh về phía Lục Lâm Thiên. Năm đạo cương phong xẹt qua không gian, giống như đem không gian xé rách, mang theo năm đạo kình khí cường hãn hung hăng đánh về phía lưng Lục Lâm Thiên. Siêu! Lục Lâm Thiên đã sớm xoay người lại, quay đầu nhìn năm đạo cương phong này. Lúc này Lục Lâm Thiên nhíu mày, thủ ấn được kết, không gian lập tức vặn vẹo. Siêu siêu! Năm tiếng vang truyền ra, không gian run lên, cương phong mang theo kình khí hung hãn trực tiếp khiến cho không gian chung quanh Lục Thiếu Du xuất hiện gợn sóng lúc này giống như sắp bị nghiền nát. Giữa không trung, thân hình Lục Thiếu Du run lên. Siêu! Lúc này thân ảnh xinh đẹp kia đã rơi xuống trước người Khấu Tử Hào, ống tay áo run lên, trên ngũ quan tinh xảo kia, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú về phía Lục Lâm Thiên trên không trung, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc, thế nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Hay cho một thiên kiếm môn, cũng chỉ biết đánh lén như vậy thôi sao? Lục Lâm Thiên ở trên không trung, lúc này gợn sóng xung quanh hắn đã biến mất. Ánh mắt Lục Thiếu Du mang theo hàn ý nhìn về nữ tử vừa mới xuất hiện, mà nữ tử này chính là Nguyên Nhược Lan mấy năm không gặp. Mấy năm không gặp nữ tử này càng ngày càng nhìn thấy có chút ý vị, năm đó trẻ trung, hiện tại là vũ mị cùng thành thục. Dù là hiện tại, đối với Nguyên Nhược Lan này Lục Thiếu Du cũng không có cách nào nhìn ra thực lực. Công pháp mà Nguyên Nhược Lan tu luyện có chút quỷ dị. Thiên kiếm môn ta không cần phải đánh lén người khác. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan trầm xuống. Vừa rồi vì cứu sư huynh cho nên nàng mới ra tay, cũng không phải là đánh lén. Sư muội, đây là ngọc giản. Khấu Tử Hào nhìn thấy Nguyên Nhược Lan, lập tức đem hơn chục khối ngọc giản trong người đưa cho Nguyên Nhược Lan. Hắn đã bị trọng thương, không cách nào tái chiến. Đương nhiên ngọc giản không thể tiện nghi cho kẻ khác. Nhìn thấy sư muội Nguyên Nhược Lan xuất hiện, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Nguyên Nhược Lan có chút do dự rồi đem ngọc giản thu lại. Nàng cũng nhìn thấy sư huynh của mình không còn lực tái chiến. Ha ha, thiên kiếm môn không chỉ biết đánh lén mà còn vô sỉ như vậy. Rõ ràng là ta đánh bại ngươi, thế nhưng không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy. Lục Lâm Thiên nhìn Khấu Tử Hào, nhìn đối thủ mình đánh bại lúc này vô cùng khinh thường. Chỉ là quy tắc của thi đấu này cũng không nói tới việc có thể nhường ngọc giản. Dù sao ngọc giản này cũng chưa rơi vào tay hắn. Hừ, miệng lưỡi của các hạ quả thực vô cùng sắc bén. Dùng mạnh lần yếu, cũng không được coi là có bổn sự. Chúng ta chiến một trận, người thắng thì tất cả ngọc giản là của ngươi. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, khuôn mặt Nguyên Nhược Lan khẽ run lên, ánh mắt trầm xuống lạnh lẽo nhìn Lục Lâm Thiên. Vũ giả tứ hệ của thiên kiếm môn, người muốn thắng ta sợ rằng cũng không phải dễ. Hơn nữa hiện tại người đánh cùng ta một trận sợ rằng sẽ phải tiêu hao quá nhiều. Ta thấy ngươi quả thực chính là tìm phiền toái. Lại nói ta cũng không sợ ngươi. Thế nhưng thiên kiếm môn đối với các ngươi sợ rằng đặt rất nhiều kỳ vọng. Nếu như chưa tới top 10 mà các ngươi bị thua, không biết mặt mũi thiên kiếm môn các ngươi đặt ở đâu. Ngươi còn muốn chiến với ta một trận hay không? Ha ha! Lục Lâm Thiên nhìn qua Nguyên Nhược Lan rồi cười lớn một tiếng. Hơn chục khối ngọc giản đã mất, hắn cũng không thể làm gì khác hơn. Mà lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không muốn động thủ, tiêu hao quá nhiều cũng chỉ mang tới nguy cơ cho bản thân mà thôi. Tuy rằng hắn không nhất định phải sợ Nguyên Nhược Lan này, thế nhưng mấy năm trước hắn đã giao thủ qua với Nguyên Nhược Lan. Thực lực của tiểu nữ này không dễ trêu, lại nói bằng vào thực lực Nguyên Nhược Lan vừa mới thi triển ra có lẽ bây giờ cũng đã đạt tới tình trạng khủng bố. Lùi một bước mà nói, coi như là hắn chiến thắng. Dùng thực lực cùng át chủ bài của Nguyên Nhược Lan này, hắn thắng thì cũng phải xuất ra một số thứ, vô cùng bất lợi đối với bản thân sau đó. Cho nên lúc này Lục Lâm Thiên cũng không muốn động thủ, lúc này chọn cường giả mà khiêu chiến chỉ sợ đối với bản thân mình vô cùng bất lợi. Lời của Lục Lâm Thiên lại khiến cho Nguyên Nhược Lan khẽ giật mình, quan hệ trong đó nàng đương nhiên hiểu rõ. Thực lực của người thanh niên áo xanh này vừa rồi nàng cũng được chứng kiến, thực lực nàng không có cách nào nhìn thấu, thế nhưng nàng có thể cảm giác được đối phương tuyệt không phải là kẻ yếu. Đồng thời đối phương lại còn biết nàng là vũ giả tứ hệ, sợ rằng người này đã điều tra qua nàng. Nhìn vào đôi mắt của đối phương, trong nội tâm Nguyên Nhược Lan dường như cảm thấy đôi mắt kia có chút quen thuộc. Bất quá người này hẳn là nàng chưa gặp qua. Mấy năm gần đây nàng chưa từng rời khỏi kiếm chủng. Vì đề cao thực lực, cho nên nàng biết bản thân mình vì đạt được thực lực hiện tại đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, loại đau khổ khắc cốt ghi tâm này nàng không bao giờ quên.
Hy vọng các hạ có thể chống đỡ được tới ngày thứ bảy, đến lúc đó ta nhất định sẽ chiếu cố các hạ. Một lúc lâu sau Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ha ha, ta sẽ chờ. Lục Lâm Thiên cười ha hả, tiếng cường mang theo sự cuồng ngạo. Thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Các ngươi giao ngọc giản ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trong đám người hỗn loạn, lúc này có tầm chục người đứng chung một chỗ, trong tay nắm lấy binh khí, ánh mắt chăm chú nhìn vào thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ này chỉ chừng 17-18 tuổi, dung nhan vô cùng tuyệt mỹ, có lẽ bởi vì bộ dáng đáng yêu mang theo khuôn mặt giống như hài tử cho nên khiến cho nàng giống như 15-16 tuổi. Bất quá nhìn vào tư thái kia, lúc này đã bắt đầu xuất hiện vòng cung mê người. Nhà đầu miệng còn hôi sữa mà không ngờ lại hung hăng càn quấy như vậy. Lúc này đám người kia tổng cộng có 11 người, trừ một phủ xuất nhất trọng ra thì còn có một linh xuất nhất trọng, còn lại đều là vũ tướng. Một tiểu đoàn đội vừa mới thành lập, đủ để chống lại công kích của một đệ tử đại môn đại phái nào đó. Muốn chết, ánh mắt của thiếu nữ xinh đẹp vốn vừa rồi đang còn ôn hòa lúc này lập tức chuyển thành lạnh lẽo. Chung quanh người nàng lúc này giống như rơi vào hầm băng, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, trong tay thiếu nữ xinh đẹp này xuất hiện một đạo thủ ấn vô cùng quỷ dị, đột cỗ khói độc ngập trời nhanh chóng xuất hiện rồi che khuất bầu trời, trong nháy mắt bao phủ không gian. Trong lúc hơn chục người kia hoảng hốt, trong tay thiếu nữ xinh đẹp kia xuất hiện hơn trăm sợi tơ độc màu đen, hơn trăm sợi tơ độc này dùng một tốc độ nhanh như thiểm điện nhanh chóng bắn tới trước người 11 người kia. Tơ độc từ bốn phương tám hướng bao phủ hơn 10 người này. Kinh khủng nhất là cả không gian vặn vẹo lúc này đã bị phong tỏa. 11 người này không ai có thể trốn thoát, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ chung quanh, lúc này chân khí cùng linh lực của đám người kia không có cách nào lưu động. A! À, trong nháy mắt đã có người không có một chút phản kháng nào bị đánh chết. Toàn thân hư thối, linh xuất nhất trọng cùng vũ xuất nhất trọng kia vừa muốn mở miệng thế nhưng trong không gian lúc này lại có vô số khói độc màu đen tiến vào trong miệng bọn họ. Con mắt, lỗ tai, lỗ mũi trong chớp mắt có máu đen chảy ra. 11 người, chỉ trong một đoạn thời gian ngắn toàn bộ bị đánh chết. Ánh mắt đám người dự thi chung quanh đầy hoảng hốt, trong sương mù ngập trời kia bọn hắn cũng không dám tới gần, sắc mặt cả đám đại biến. Có ý tứ, có ý tứ. Phía xa, một thân ảnh màu xanh nhìn Lục Tâm Đồng, trong mắt hiện lên chiến ý nóng bỏng. Nhà đầu kia quả đúng là linh vương nhất trọng A, tốc độ tu luyện quả thực giống như bay. Phía xa, nhìn thân ảnh đáng yêu. Bộ dáng quen thuộc kia khiến cho Lục Lâm Thiên rất muốn đi qua. Thế nhưng lúc này hắn chỉ có thể nhịn mà thôi. Không bao lâu nữa tới lúc đó hắn có thể trở về gặp mặt cùng mọi người trong Phi Linh Môn rồi. Độc công của tiểu nha đầu này tuyệt đối kinh khủng. Trên đài cao, lúc này số người khiếp sợ tuyệt đối không ít. Tiểu cô nương Tâm Đồng này thứ kinh khủng nhất không phải là độc công mà là thiên phú. Không tới 18 tuổi đã là linh vương. Nếu như bồi dưỡng tốt muốn tiến tới linh tôn mà nói, chỉ sợ cũng không phải là không có khả năng. Lữ Chính Cường nhìn không được mà mở miệng nói. Đông lão đệ, ta nghe nói Lục Tâm Đồng chính là đệ tử của ngươi, không biết có phải thật không? Trên đài cao, Kính Linh Vương nhìn đám người Phi Linh Môn cách đó trăm thước, thanh âm vang lên trong tai đám người Phi Linh Môn. Nhìn Lục Tâm Đồng, sắc mặt Kính Linh Vương tuy rằng không biến hóa quá nhiều, thế nhưng trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Thiên phú như vậy, thánh tử cùng thánh nữ trong thiên các cũng không thể so bì được. Đúng vậy, Tâm Đồng chính là đệ tử của tại hạ. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh mỉm cười. Khi trước hắn cũng biết bản thân mình không có cách nào được Kình Linh Vương này tôn trọng, mà lúc này bởi vì đệ tử bảo bối kia cho nên khiến cho hắn và Phi Linh Môn được thơm lây không ít. Tuổi còn nhỏ mà đã là linh vương nhất trọng, Đông lão đệ thu một đệ tử thật giỏi a. Nếu như Đông lão đệ có rảnh thì sau khi thi đấu đến thiên địa các chúng ta một hồi. Trong thiên địa các chúng ta gần đây có một chút rượu ngon, nếu như Đông lão đệ có hứng thú mà nói, mời tới chơi một phen. Kình Linh Vương nhìn thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói. Kình Linh Vương nói xong, trong lòng mọi người có mặt không khỏi xôn xao. Có thể được Kình Linh Vương coi trọng mời mọc một phen như vậy quả thực hiếm thấy. Bất quá người ở đây sợ rằng đều hiểu rõ. Kình Linh Vương kia dường như đối với đệ tử Lục Tâm Đồng của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh có chút hứng thú. Đa tạ Kình Linh Vương, đến lúc đó nếu như có thời gian nhất định ta phải quấy rầy một phen. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lập tức trả lời. Dùng tính tình của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh như thế nào lại không biết.
Kình Linh Vương kia sợ rằng là có ý với đệ tử bảo bối của hắn mà thôi. Sợ rằng khi tới thiên địa các hắn cự tuyệt cũng không tốt. Cho nên lúc này thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh cũng chỉ có thể nói nước đôi như vậy. Phanh phanh. Phía dưới, lúc này lại có một thanh âm như sấm rền vang lên trong không gian. Cả không gian run rẩy, động tĩnh lần này quả thực vô cùng lớn. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn xuống phía dưới. Lúc này phía dưới quảng trường, trên không trung có kình phong ngập trời đang nhanh chóng khuếch tán. Hai đạo thân ảnh hiện lên, chính là Lam Thập Tam của thiên địa các, còn có một thanh niên tóc tai bù xù. Hai người vừa mới giao thủ một kích, dường như là bất phân thắng bại. Lúc này hai người đều nhìn về đối phương, trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Không cùng ngươi đánh nữa. Thực lực ngươi không tệ, không cùng ngươi lãng phí thời gian nữa. Ta phải tìm Ngọc Giản để tiến vào top 10. Thanh niên áo xám kia nói, cũng không quay đầu lại, trực tiếp mặc kệ Lam Thập Tam, nhanh chóng đánh về phía đám người phía dưới. Thật mạnh. Trên không trung, ánh mắt Lam Thập Tam khẽ đổi, trong mắt hiện lên chiến ý, thầm nói. Lần thi đấu này quả thực có chút ý tứ, ta sẽ chiến với ngươi một trận. Trên đài cao, ánh mắt mọi người khẽ đổi. Vân Khiếu Thiên nhìn thanh niên áo xám, thấp giọng nói. Lần này sẽ không phải là lại xuất hiện một sát phá quân đó chứ. Trong đám người, có một thân ảnh xinh đẹp xuyên qua đám người mang theo từng đạo tàn ảnh. Thân thể giống như hồ điệp bay lượn, bàn tay trắng như ngọc tung bay, nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấn. Mà lúc này, một vũ xuất nhị trọng trực tiếp bị một đạo trưởng ấn của nữ tử này đánh bay. Thu hồi hơn chục ngọc giản trên người đối phương. Nữ tử này chính là Lục Vô Song, trên dung nhan tuyệt mỹ kia lúc này không có bất kỳ một chấn động nào. Dường như tâm tình của nàng không chút rung động, hoặc giả là trong lúc thi đấu này dường như nhớ tới người nào đó cho nên mới có chút thất thần. Lúc này Vân Hồng Lăng mặc một bộ y phục màu xanh khiến cho máu người ta sôi trào nhanh chóng xuyên qua đám người. Trường tiên trong tay không ngừng bay lượn, nàng dường như cũng đạt được nhận thức chung với mọi người, mặc kệ những người mạnh, trực tiếp tiến về phía đám người có thực lực thấp. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đứng một góc trên quảng trường, cũng không có ai dám tới gần. Vừa rồi cách đó không lâu Lục Lâm Thiên một chiêu đánh chết một linh xuất, làm trọng thương một vũ xuất lục trọng, đã trấn nhiếp không ít người. Cũng không có ai dám trêu chọc vào hắn. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn từng đạo thân ảnh quen thuộc. Tuy rằng không thể tiến tới chỗ các nàng, thế nhưng hắn vẫn luôn chú ý tới các nàng, miễn cho các nàng gặp phải tình cảnh nguy hiểm. Trong ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Lúc này Lữ Tiểu Linh cũng nhanh chóng kết thủ ấn, linh lực cuồng bạo tràn ngập không gian. Không khí chung quanh người nàng lúc này rít gào, không gian như vặn vẹo. Linh lực cuồng bạo hóa thành ngàn vạn sợ tơ nhỏ xuyên thấu không gian đánh về phía linh xuất nhị trọng, khiến cho đối phương liên tục thối lui. Nhà đầu này, Linh Thiên Môn sợ rằng vì nàng cũng hạ không ít tâm tư. Nhìn thực lực của Lữ Tiểu Linh lúc này, trong nội tâm Lục Lâm Thiên không khỏi thầm than một tiếng. Khí tức của Lữ Tiểu Linh hiện giờ đã tới linh xuất thất trọng, trong quảng trường lúc này cũng coi như là người có thực lực không kém. Ánh mắt đảo qua từng người, hắn phải chú ý tới chúng nữ không có nguy hiểm cũng khiến cho Lục Lâm Thiên yên tâm một chút. Mà trong chúng nữ, người khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc nhất chính là thực lực của Lục Vô Song. Thực lực của nàng lúc này tăng trưởng giống như là bay vậy. Khống chế linh hồn, thực lực của nàng ta cũng vô cùng bất phàm. Trong đám người lúc này còn có một nữ tử mặc y phục màu cam, thân ảnh vô cùng xinh đẹp. Mỗi một lần ra tay linh lực tràn ra, dường như khiến cho đối thủ không có lực phản kháng, tùy ý đánh ra một trường, quả thực vô cùng quỷ mị. Nhìn thấy cảnh tượng này Lục Lâm Thiên cũng không khỏi chú ý vài lần. Đệ tử tứ các tứ đảo lần này sợ rằng thực lực tuyệt đối cường hãn, còn cực kỳ quỷ dị. Thánh nữ kia quả thực cực kỳ xinh đẹp. Cuối cùng ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào thánh nữ của thiên địa các trong đám người. Khuôn mặt luôn lạnh như băng, trên bàn tay của nàng gợn sóng trong không gian không ngừng lắc lư. Nhìn qua giống như tiên tử, từng bước đi đều vô cùng kinh diễm. Mỗi một lần ra tay không ai có thể chống lại, thế nhưng nàng ta cũng không muốn lấy mạng đối phương. Chỉ tới điểm là ngừng, mục đích chỉ là thu lấy ngọc giản dự thi. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử này. Nữ tử này tuyệt đối đủ để khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải động tâm. Trong mắt Lục Thiếu Du lúc này, những nữ tử đẹp nhất gần đây hắn nhìn thấy chính là Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh chỉ hơi thua một chút mà thôi. Mà dung mạo của nữ tử này đủ để so sánh với Độc Cô Cảnh Văn cùng với Lục Vô Song,
cho dù là khí chất thì cũng không thua Lục Vô Song bao nhiêu. Thế nhưng so về sự yêu mị thì không có cách nào so sánh với Bạch Linh. Sự yêu mị của Bạch Linh chính là tới từ huyết mạch, cho nên căn bản không có cách nào so sánh được với nàng. Lần này đối thủ quả thực không ít. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, Lục Lâm Thiên cũng nhìn ra mấy đối thủ tuyệt đối mạnh mẽ. Nguyên Nhược Lan, Lam Thập Tam, còn có thanh niên áo xám, thánh nữ thiên địa các, Lăng Thanh, còn có nữ tử mặc y phục màu cam của tứ các tứ đảo. Siêu siêu. Suy nghĩ linh tinh một chút, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức biến mất tại chỗ. Đối thủ càng nhiều, vậy thì bây giờ hắn cũng chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất tích lũy ngọc giản mà thôi. Lúc này trên người hắn chỉ có hơn 60 điểm, còn xa mới đủ. A, à, trong những nơi thân ảnh Lục Lâm Thiên đi qua, từng vũ suất cùng linh suất đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một cánh tay trực tiếp bị đứt đoạn, ngực bị đánh một chưởng, lập tức chết oan uổng. Thậm chí ngay cả trước khi chết bọn họ cũng không biết mình bị ai đánh chết. Hơn chục khối ngọc giản trong ngực mỗi người đều bị thanh niên áo xanh này thu vào trong tay. Sau đó trong nháy mắt thanh niên áo xanh này lại nhanh chóng chuyển sang một mục tiêu khác. Lúc này, không có một chút bất ngờ nào, tất cả mục tiêu bị Lục Lâm Thiên chọn đều trong một chiêu mất mạng. Cũng chẳng chào hỏi một câu, những người này đều chấp nhận mạo hiểm tới đây, mất mạng cũng chỉ trách thực lực không đủ mà thôi. Mạnh được yếu thua vốn là quy luật trên thế giới này. Cho dù hắn chào hỏi chỉ sợ những người này cũng không ngoan ngoãn giao ra ngọc giản. Chỉ cần không phạm quy thì hắn có thể tùy tiện đánh chết đối thủ. Nếu chào hỏi thì thời gian chào hỏi cũng đủ để hắn đánh chết một người, cũng đủ để người khác đánh lén. Cho nên hắn chỉ có thể nhanh chóng đem đối thủ đánh chết. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Lập tức từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lục Thiếu Du trực tiếp đánh chết một đối thủ. Chỉ cần là mục tiêu Lục Thiếu Du chọn, tuyệt đối không có cách nào chạy thoát. Ngày thứ tư quả thực chính là ngày đổ sát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong quảng trường, thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang lên không dứt bên tai. Đám khán giả chung quanh lúc này cũng trợn mắt líu lưỡi. Hóa ra chàng thi đấu này không ngờ lại huyết tinh như vậy. Thế nhưng trong huyết tinh này lại khiến cho người ta vô cùng kích động. Hoàng hôn, khi tiếng chuông tuyên bố nửa canh giờ nghỉ ngơi vang lên, tất cả mọi người đều bắt đầu nghỉ ngơi. Cơ hồ lát tất cả mọi người đều nhét đan dược vào trong miệng. Trên quảng trường, vốn 800 người trừ đám đệ tử thân truyền ra, trải qua một ngày đã trực tiếp giảm bớt đi 500. Số lượng thi thể hiện tại có hơn 200, trong đó có hơn 50 cỗ thi thể toàn thân hư thối. Khi các đệ tử thiên địa các tiến lên thu thập những cỗ thi thể này, Lục Tâm Đồng phải đưa cho đám người đó mấy khỏa đan dược, để cho bọn hắn ăn vào, bằng không một khi tới gần thi thể sẽ bị độc khí nhập thể. Loại giết chóc huyết tinh này khiến cho 300 người còn lại đã mất đi sự đoàn kết, ngược lại trên người lại có sát khí nổi lên. Những người còn lại hầu như đều là những người có thực lực mạnh nhất. Đến giờ phút này bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một là đầu hàng, hai là tiếp tục chiến một trận, nếu như có thể một trận thành danh thì hết thảy đều đáng giá. Tất cả mọi người dường như đều lựa chọn cái thứ hai, vì cơ hội kia tất cả mọi người đều lựa chọn liều mạng. Nhìn những đệ tử tiểu thế lực cùng tán tu, trong nội tâm Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể thở dài. Khi trước nếu là hắn chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn cái thứ hai a. Trong cuộc đời cũng nên lựa chọn một lần. Những lựa chọn này chính là cơ hội duy nhất, cho dù biết bản thân mình không nhất định thành công, có lẽ những người thực lực mạnh hơn sẽ cười bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng trong lòng bọn họ lúc này đang nghĩ, chỉ có cơ hội như thế này mới khiến cho bọn hắn bỗng nhiên rạng danh, mới được người ta chú ý. Cha, số người không nhiều. Những người còn lại thực lực càng ngày càng mạnh. Dương Quá Tiên Sinh liệu có bị nguy hiểm hay không? Mấy ngày nay số người chết không ít a. Trên thính phòng, Hoàng Đan nhìn Hoàng Chi Lương rồi nói. Yên tâm đi, ta đang quan sát, thực lực Dương Quá Tiên Sinh đã tới Linh Vương, cho dù là những đệ tử đại môn đại phái kia cũng không có bao nhiêu người có thể chống lại. Hoàng Chi Lương nói. Nửa canh giờ sau, thi đấu lại một lần nữa bắt đầu. Trên quảng trường đã bị đệ tử thiên địa các thu dọn sạch sẽ, thế nhưng những vết nứt trên mặt đất lại không có cách nào khắc phục ngay được. Lúc này sắc trời đã vào đêm, đêm nay ánh trăng sáng ngời, bầu trời bị màn đêm bao phủ, trong không trung có từng cơn gió lạnh thổi qua. Đêm tối này mới là lúc thích hợp để giết người. Lục Lâm Thiên đem tâm thần thỏa ra bốn phía. Trong thời gian một ngày vừa rồi hắn chỉ đạt được 150 khối ngọc giản mà thôi. Ngày mai là ngày thứ sáu. Sợ rằng đêm nay sẽ là một đêm không yên tĩnh.
Tuy rằng màn đêm đối với vũ giả mà nói cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng chung quy cũng vẫn có một chút ảnh hưởng, mà trong màn đêm này linh giả quả thực có thêm không ít ưu thế. Mà Lục Lâm Thiên cũng thật không ngờ, dưới màn đêm này, đối với khói độc màu đen của Lục Tâm Đồng càng có chút ưu thế. A! À, sau khi màn đêm buông xuống không lâu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, xen lẫn từng thanh âm bạo liệt. Năng lượng các loại thuộc tính không ngừng bộc phát ra quang mang chói mắt, giống như tia chớp chiếu rọi trên không. Mỗi khi năng lượng thuộc tính bộc phát thì lại khiến cho đám khán giả chung quanh nhìn thấy sự tình trên quảng trường một lát ngắn ngủi. Lúc này trên quảng trường tràn ngập thi thể, vô cùng thê thảm. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Ban đêm, trình độ kịch liệt không thua kém gì ban ngày. Sáng sớm, khi cơn gió thổi qua, trên mặt sông xuất hiện mảnh sương mù mỏng, xen lẫn khí tức lạnh lẽo. Khi ánh mặt trời chiếu xuống thì trên quảng trường lúc này xuất hiện hơn 100 cỗ thi thể. Mà trên 100 cỗ thi thể này có hơn 30 cỗ thi thể vì độc công của Lục Tâm Đồng mà mất mạng. Mà người đầu hàng lúc này cũng không kém 100 người, đều bị thương nặng, đang lui sang một bên, sắc mặt trắng bệch, có người cả người vết máu loang lổ. Bất quá trong một ngày một đêm vừa rồi, bên trong đám đệ tử đại môn đại phái, vốn tới gần 70 người, lúc này đã có gần 20 người bị loại. Trong đó có 2 người trực tiếp bị cường giả tán tu vây công tới chết. Thời gian một đêm, số lượng ngọc giản trong tay Lục Lâm Thiên tăng lên tới 210 khối. Khi ánh bình minh xuất hiện, Lục Lâm Thiên điều tức một lát. Hiện giờ rốt cuộc ngày thứ 5 đã tới, mà trong lòng mọi người đều đang tính toán. Rốt cuộc là phải cần bao nhiêu ngọc giản mới có thể tiến vào top 50 cuối cùng. Tổng cộng hơn 5.000 người, chỉ có 10 người cuối cùng tiến vào top 10. Sợ rằng mỗi người ít nhất cũng phải có hơn 400 ngọc giản mới có phần thắng. Đấy là chỉ có 10 người tiến vào top 10 thì mới như vậy, nếu như ít hơn sợ rằng mỗi người phải cần hơn 500 ngọc giản mới có cơ hội. Tiếp tục, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, vốn có hơn 5.000 người tới đây lúc này chỉ còn có hơn 100 người. Thực lực hơn 100 người này quả thực cao hơn rất nhiều. Trong đó có một nửa là vũ xuất cùng linh xuất, trong đó còn có không ít linh xuất cùng vũ xuất cao giai. Loại thiên phú này đủ để so sánh với đệ tử thân truyền trong đại môn đại phái. Lục Lâm Thiên nhìn hơn 100 người còn lại, những người này đều khó đối phó một chút, bất quá trên người những người này, số lượng ngọc giản thu được cũng lớn hơn không ít. Ngày thứ 5 tiếp tục là một ngày điên cuồng, kịch chiến trong quảng trường lúc này đã tới một trình độ nhất định. Những người còn lại đều là người có thực lực nhất định, muốn đánh bại không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như một người tiêu hao quá nhiều mà nói, coi như là đệ tử đại môn đại phái cũng sẽ bị những đệ tử đại môn đại phái khác công kích. Trong thanh âm bạo liệt cực lớn lúc này vang lên tiếng hét lớn bốn phía. Có người chết đi, có người bị thua, có người chiến thắng, mà trong đó cũng có người lưu lại ấn tượng sâu trong lòng khán giả chung quanh. Mau nhìn, nữ tử kia là ai? Một thân độc công quả thực vô địch a. Người chết trong tay nàng sợ rằng có số lượng nhiều nhất. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực này, quả thực quá kinh khủng. Ta nghe nói chính là đại tiểu thư của phi linh môn sát biên giới cổ vực, dường như gọi là Lục Tâm Đồng. 2 tháng trước nàng mới xuất lĩnh cường giả phi linh môn huyết tẩy ma tâm cốc a. Còn có một người đầu tóc rối bời, quần áo lộn xộn kia cũng rất mạnh. Căn bản không có ai đối phó được với hắn. Còn có mấy nữ tử kia đều là hạng người tuyệt mỹ, thực lực cường hãn vô cùng, nếu như đời này của ta. Người này còn chưa dứt lời, lập tức đã bị cắt đứt. Ngươi đừng nằm mơ nữa. Theo ta được biết, bọn họ đều là thiên chi ngọc diệp, chỉ bằng ngươi ngay cả con cóc cũng không bằng. Phanh phanh. Không ngừng có thanh âm bạo liệt quang quẩn trong quảng trường. Cường giả giao thủ càng ngày càng nhiều, kinh khí khuếch tán ra bốn phía. Lúc này mặt đất không ngừng rạn nứt, mà muốn đánh bại một đối thủ cũng càng ngày càng khó. Bất quá cũng chỉ nói tương đối mà thôi. Đối với cường giả chính thức mà nói, không tới ngày thứ 7. Ai lại chính thức bộc lộ ra thực lực của mình? Trên đài cao, lúc này đám cường giả các sơn môn không ngừng thấp giọng nghị luận, dường như đang đoán xem lúc này ai sẽ tiến vào top 10. Tông chủ, người thử đoán xem lần này người nào sẽ có hy vọng. Trong Vân Dương Tông, một phụ nhân lên tiếng, mà người này chính là Tạ trưởng lão, ban đầu ở Vân Dương Tông cũng là người có ý thu Lục Lâm Thiên làm đồ đệ, cũng chính là sư phụ của Độc Cô Băng Lan. Hiện tại nói còn quá sớm, bất quá lúc này xuất hiện 3 đầu hắc mã lớn nhất. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên khẽ đổi, nói.
ý tông chủ chính là ba người kia. Tống trưởng lão lúc này cũng lên tiếng, lúc này hắn đối với ba đầu hắc mã trong miệng tông chủ cũng vô cùng hiếu kỳ. Thanh niên áo xám trên quảng trường kia có thực lực không tầm thường. Ngay cả ta cũng khó có thể nhìn ra thực lực cụ thể của hắn. Thứ hai chính là thanh niên mặc áo xanh kia, thực lực ta cũng không nhìn thấy. Người này căn bản chưa dùng toàn lực, thực lực mạnh yếu ra sao cũng không có cách nào suy đoán. Mà thất hắc mã lớn nhất chính là lục tâm đồng của Phi Linh Môn. Nhà đầu này đã là linh vương nhất trọng, độc công cực kỳ khó dây vào. Nghe đồn trên người nàng còn có một đầu thú hồn bát giai, một khi thi triển thì thực lực sẽ tới tình trạng vô cùng khủng bố. Thanh âm vừa dứt, Vân Khiếu Thiên không khỏi thở dài một hơi. Nhãn lực của Vân Tông chủ quả nhiên độc đáo a. Cách đó không xa, Kình Linh Vương nghe thấy lời của Vân Khiếu Thiên cũng lập tức nói. Bất quá, theo như lời Vân Tông chủ nói, hai người trước quả thực ta cũng có ý này. Ồ, Kình trưởng lão không ngại nói ra một chút được không? Quả thực ta có chút tò mò. Vân Khiếu Thiên khẽ nói, trên mặt không có chút cảm xúc gì. Thế nhưng trong lòng hắn lúc này đối với lai lịch hai người kia cực kỳ hứng thú. Người biết được lai lịch những người dự thi chỉ có thiên địa các mà thôi. Thanh niên áo xám kia là Dương Quá, bất quá người thanh niên áo xanh kia cũng gọi là Dương Quá. Chính là ngoại môn trưởng lão của thiên địa các chúng ta. 2 năm trước còn lưu lại danh hiệu quỷ sát trong thành Cự Giang. Kình Linh Vương nói, hắn chính là quỷ sát Dương Quá sao? Nghe nói trên người hắn còn có thị huyết linh phong thất giai. Nghe Kình Linh Vương nói xong, Lữ Chính Cường kinh ngạc nói. Tuy rằng mọi người đều ngồi ở đội hình của tông môn mình, thế nhưng khoảng cách cũng không xa, chỉ cần không cố gắng hạ thấp tiếng thì mọi người đều có thể nghe thấy. Hai Dương Quá, quả thực có chút ý tứ, thực lực hai người đều không thể dự đoán được. Trong Quy Nguyên Môn, Kinh Lôi Vương Vi Bang Ngạn lúc này cũng lên tiếng, ánh mắt có chút biến hóa. Quỷ sát Dương Quá, người nọ không phải là quỷ sát Dương Quá, nhất định là giả mạo. Trong Phi Linh Môn, Thiên Độc Yêu Long lập tức lẩm bẩm nói. Chỉ có hắn mới biết rõ, quỷ sát Dương Quá chính là Lục Lâm Thiên, sao lại là người thanh niên phía dưới. Điều đó nhất định là không có khả năng, nhất định là có người giả mạo. Độc Long Huynh, ngươi sao vậy? Nghe Thiên Độc Yêu Long thầm nói, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhanh chóng hỏi. Không có gì, không có gì. Thiên Độc Yêu Long nói. Ai, hắc mã gì chứ? Nếu như Lâm Thiên ở đây mấy đầu hắc mã này là cái rắm gì? Trong Vân Dương Tông, lúc này một lão giả áo lam nhìn xuống phía dưới rồi nói. Người này chừng 50 tuổi, mày rậm mắt sáng, thân hình có chút gầy gò. Lúc này trong đôi mắt có chút ngẩn ngơ, cả người tiều tụy. Sư huynh, Lâm Thiên phúc lớn mạng lớn, không có việc gì đâu. Mấy ngày trước đệ đã nhận được tin tức, trong Huyền Thiên Bí Cảnh có một chút biến cố. Có lẽ thiếu dù đã tránh thoát một kiếp cũng không nhất định. Nhìn lão giả áo lam bên người, ngay cả Vân Khiếu Thiên cũng không khỏi tôn kính vài phần. Người này chính là vũ trưởng lão của Vân Dương Tông, thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, thế nhưng địa vị cực cao. Thật sao? Nghe Vân Khiếu Thiên nói vậy, trong mắt Vũ Ngọc Tiền lập tức có chút vui vẻ, thế nhưng sự lo lắng trong mắt vẫn không biết mất. Lần này vũ trưởng lão tới đây chính là bởi vì chuyện của đệ tử bảo bối. Trong mắt hắn, đệ tử như Lục Lâm Thiên chính là bảo bối của hắn. Nghe nói Lục Lâm Thiên bị nhốt trong Huyền Thiên Bí Cảnh, hắn vẫn luôn lo lắng, ngay cả tóc cũng trắng thêm rất nhiều, cho nên cả người thoáng cái trông già nua không ít. Kịch chiến trên quảng trường lúc này sau khi tiếng chuông ngày thứ 5 vang lên lập tức chấm dứt. Lúc này nhân số trên quảng trường chỉ còn chừng 100 người. Trong 100 người kia chỉ có 2 người có tu vi vũ tướng, còn lại toàn bộ đều là vũ xuất cùng linh xuất. Những người nhận thua cũng không ít, trên quảng trường hiện tại chỉ có chừng 10 cỗ thi thể. Trong đó có 4 cỗ thi thể trúng độc mà mất mạng. Trên quảng trường lúc này trên cơ bản đều là cường giả, tu vi vũ xuất cùng linh xuất không chỉ nói ở bên trong đám người trẻ tuổi, mà coi như là trên toàn bộ đại lục cũng là cường giả. Trong đám người chừng 100 người còn lại này, lúc này trong đám đại môn đại phái cũng chỉ còn hơn 50 người. Mà đám đệ tử tiểu thế lực cùng tán tu cũng chiếm hơn 40 người. Hơn 40 người, ngoài 2 vũ tướng ra còn lại đều là vũ xuất cùng linh xuất. Không thể không nói, trong những tiểu thế lực cùng tán tu cũng không thiếu người có thiên phú mạnh mẽ. Đại môn đại phái cũng không có khả năng đem tất cả những người có thiên phú mạnh mẽ thu vào trong túi. Trên quảng trường,
đệ tử thiên địa các nhanh chóng thu dọn chiến trường. Những người dự thi hơn phân nửa đều đang phục dụng đan dược. Nếu như nhìn kỹ cũng không khó nhìn ra, có người đã tiêu hao rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, người dự thi bị thương cũng không ít. Trên đài cao, cũng có một ít môn phái ủ rũ. Bởi vì đệ tử trong môn bọn họ toàn bộ đã bại trận. Ví dụ như thiên kiếm môn hiện tại có 2 đệ tử dự thi thì 1 người đã bị loại, mà Khấu Tử Hào kia còn bị loại vô cùng khó coi. Ngươi chính là Tâm Đồng sao? Trên quảng trường, lúc này có 2 thân ảnh xinh đẹp một đỏ một xanh đáp xuống bên cạnh Lục Tâm Đồng. Thân ảnh xinh đẹp, đường cong là lướt, một ưu nhã cao quý, một cơ linh, khí chất 2 người này coi như là vừa trải qua chàng giết chóc mấy ngày qua cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Lục Tâm Đồng lập tức quay đầu lại, đối với 2 nữ tử này Lục Tâm Đồng chưa từng gặp qua, thế nhưng nàng cũng không xa lạ gì. Bởi vì nàng đã từng nghe nói qua, trên Vân Dương Tông ca ca có 2 vị hôn thê. Đối với người của mấy thế lực lớn Lục Tâm Đồng cũng đã sớm chú ý, lúc này nhìn thấy 2 người xuất hiện trước mặt là người của Vân Dương Tông cho nên nàng nhanh chóng biết là ai. Nhìn 2 nữ tử trước mặt, Lục Tâm Đồng khẽ mỉm cười, khom người nói. Tâm Đồng bái kiến 2 vị tẩu tử. Tiểu muội đã sớm nghe nói tới 2 vị tẩu tử, thế nhưng không cách nào gặp mặt, mấy ngày nay cũng không tới chào hỏi 2 vị tẩu tử, mong 2 vị tẩu tử thứ lỗi. Tâm Đồng, không cần đa lễ. Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng được Lục Tâm Đồng gọi là tẩu tử, sắc mặt 2 người lập tức ửng đỏ. Nhị nữ từ trong miệng Lục Lâm Thiên cũng đã sớm biết Lục Thiếu Du đã nhận một muội muội trong Phi Linh Môn. Lại thêm lúc này người Vân Dương Tông cũng đã sớm giới thiệu qua mọi người đối với nhị nữ. Cho nên lúc này sau khi ngưng chiến 2 nàng mới tới tìm Lục Tâm Đồng. Không nghĩ tới thực lực của Tâm Đồng lại mạnh mẽ tới tình trạng này. Nếu như Lâm Thiên có mặt ở đây nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Lục Vô Song nói. Nếu như ca ca ở đây thực lực của huynh ấy nhất định sẽ mạnh hơn muội nhiều. Nói tới ca ca, trong mắt Lục Tâm Đồng lập tức hiện lên sự mê man. Vị này chính là tiểu linh muội muội sao? Quả thực đúng như lời đồn a, mỹ mạo như hoa. Xem ra ánh mắt của Lâm Thiên không kém chút nào. Ánh mắt Lục Vô Song khẽ đổi, nhanh chóng mỉm cười nhìn Lữ Tiểu Linh bên người Lục Tâm Đồng. Lữ Tiểu Linh luôn ở cùng Lục Tâm Đồng một chỗ, 2 người này cũng quen thuộc nhau nhất cho nên từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại 2 người đều ở bên cạnh nhau. Từ lúc bắt đầu tới giờ, Lữ Tiểu Linh cũng không chú ý tới Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng, thế nhưng từ trong miệng người trong môn phái nàng cũng biết được thân phận của 2 người này. Lúc này nàng muốn chào hỏi thế nhưng lại có chút xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Nên thừa dịp Lục Vô Song đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, Lữ Tiểu Linh lập tức khom người nói. Tiểu Linh đã sớm nghe nói về 2 vị tỷ tỷ, bái kiến 2 vị tỷ tỷ. Trên đài cao, lúc này nhìn thấy 4 nữ tử ở cùng một chỗ, ánh mắt không ít người biến đổi. Trong Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi còn có Vân Khiếu Thiên, cùng chúng trưởng lão trong Vân Dương Tông. Mặt khác trong Phi Linh Môn, đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đều vô cùng kinh ngạc cùng khẩn trương. Mọi người lúc này đang sợ Lữ Tiểu Linh và Vân Hồng Lăng đánh nhau. Tỷ lệ quả thực cũng không nhỏ, bất quá lúc này tứ nữ đang đứng trò chuyện, cũng không giống như sắp khai chiến. Điều này khiến cho Vân Khiếu Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Tính tình của Lục Vô Song hắn biết rõ, bất quá nữ nhi của mình ra sao hắn lại biết rõ. Lúc này không ngờ nó lại không cùng Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên Môn đánh nhau, quả thực khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi lúc này cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Nữ nhi của bọn họ cũng không có tính tình tốt chút nào. Lúc này không ngờ lại nói chuyện cùng Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng cực kỳ hợp ý. Khiến cho 2 người cảm thấy bất ngờ không thôi. Tiểu Linh muội muội, ta đã tính qua, ta so với muội lớn hơn một chút, cho nên về sau gọi ngươi là muội muội. Người không ngại chứ? Tứ nữ đứng ở giữa quảng trường, trò chuyện vô cùng vui vẻ, khiến cho sắc mặt mấy người dự thi khác vô cùng kinh ngạc. Thực lực cùng lai lịch của tứ nữ này không hề đơn giản. Thế nhưng không ngờ lại đứng cùng một chỗ. Nếu như lát nữa thi đấu lại bắt đầu, tứ nữ liên thủ mà nói, sợ rằng đối với những người khác tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mà trên thính phòng, nhìn thấy 4 nữ tử tuyệt mỹ ở cùng một chỗ quả thực là một cảnh tượng không tệ khiến cho đám khán giả mở rộng tầm mắt. Lần thi đấu này nữ tử tuyệt sắc quả thực không ít. Khiến cho những nam nhân có mặt đều mãn nhãn. Cảnh tượng này quả thực trong đời liệu có mấy lần. Hồng Lăng tỷ khách khí rồi. Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói. Thực không dám giấu,
kỳ thực muội cũng đã sớm nghĩ tới. Nếu như có một ngày nào đó gặp hai vị tỷ tỷ, chúng ta liệu có thể vừa gặp mặt đã đánh một trận hay không? Không nghĩ tới lại không giống như trong tưởng tượng của muội. Nếu Tiểu Linh muội muội đã nói như vậy thì ta cũng nói thật a. Lúc ta nghe được tin tức đó, hận không thể lập tức chạy tới cổ vực a. May mà có Vô Song tỷ khuyên bảo, đương nhiên không phải là lỗi của muội muội, mà là do tên tiểu tặc Lâm Thiên kia vẫn thích hái hoa ngắt cỏ, đáng bị thu thập. Về phần muội muội, ban đầu ta có chút tức giận, thế nhưng ta cũng biết chuyện này không thể trách muội muội được. Nhớ này đó ta cùng Thiếu Du ở một chỗ thì đã có Vô Song tỷ, còn có Cảnh Văn tỷ tỷ. Cho nên cũng không thể trách Tiểu Linh muội muội được. Vân Hồng Lăng nói. Huống chi hiện tại tin tức của Lâm Thiên vẫn không rõ. Chuyện quan trọng nhất của chúng ta bây giờ chính là tìm được Lâm Thiên. Về phần mọi chuyện thì tính vào trên người tiểu tặc kia. Hồng Lăng tỷ tỷ, tỷ nói là Lâm Thiên còn có một Cảnh Văn tỷ tỷ sao? Lữ Tiểu Linh nhìn Vân Hồng Lăng rồi hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ tiểu tặc kia còn chưa nói với muội sao? Vân Hồng Lăng nói. Tiểu lừa gạt đáng chết, quả nhiên không bao giờ thành thật. Lữ Tiểu Linh chu miệng, nàng quả thực không biết tiểu lừa gạt kia còn có một nữ nhân khác. Lần trước nàng hỏi nhiều lần hắn cũng không trả lời. Hai vị tẩu tử, cha mẹ nuôi của muội ở Vân Dương Tông có khỏe không? Chờ sau khi thi đấu lần này kết thúc thì muội muốn tới Vân Dương Tông thăm hai người. Lục Tâm Đồng thấy vậy lập tức nói xem vào. Ba vị tẩu tử gặp mặt, mặc dù nàng tuổi còn nhỏ thế nhưng tâm trí cũng không kém. Vẫn nhìn mặt nói chuyện, lúc này nhìn thấy ca ca có chút phiền phức lập tức thay đổi chủ đề, nói chen vào. Nếu Tâm Đồng muội muội nói vậy thì sau này cùng chúng ta trở về một chuyến đi. Mẫu thân vẫn luôn nhắc tới muội, nếu như người có thể nhìn thấy Tâm Đồng muội xinh đẹp lại có thực lực mạnh mẽ như vậy thì nhất định sẽ cao hứng. Lục Vô Song nói. Lục Lâm Thiên phía xa lúc này nhìn thấy Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh ba người ở một chỗ, trong lòng lập tức khẩn trương, lo lắng không thôi. Lục Vô Song thì Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng, bất quá Lục Thiếu Du vô cùng lo lắng Vân Hồng Lăng, bởi vì tính tình của nàng hắn biết rõ. Lại thêm Lữ Tiểu Linh cũng không phải là người có tình tình tốt. Xác suất đánh nhau tuyệt đối vượt qua chính thành, Lục Thiếu Du thậm chí đã nghĩ đến, vạn nhất nhị nữ giánh nhau thì hắn nên làm gì bây giờ, có nên chạy ra khuyên hay không. Mà lúc này nhìn thấy nhị nữ không có tranh chấp khiến cho Lục Thiếu Du líu lưỡi, dường như không tin vào mắt mình. Lục Lâm Thiên cũng không biết, nếu không phải vì hắn mất tích thì Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh sao lại không gây ra một chút động tĩnh cơ chứ. Bởi vì hắn hiện tại mất tích cho nên lúc này mới vô tình hóa giải đại chiến giữa hai nàng. Hiện tại hai nữ nhân này, đặc biệt là Vân Hồng Lăng, nào còn có tâm tư náo loạn nữa. Không có Lục Thiếu Du ở đây náo loạn cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đây cũng là bệnh chung của nữ nhân. Nếu như Lục Thiếu Du có mặt ở đây mà nói, sợ rằng hai nàng đã náo loạn rồi. Đông. Một tiếng chuông du dương một lần nữa quanh quân trong không trung. Thi đấu lại lần nữa bắt đầu. Mà lúc này đã vào đêm, Dạ Minh Châu trên đài cao tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Trên quảng trường, thanh âm bạo liệt đã vang vọng. Tối thứ năm, cách thời điểm đọ sức chỉ còn hai ngày. Áp lực trên quảng trường lúc này đã tăng lên một mảnh lớn. Trong vô số ánh mắt của mọi người, tất cả mọi người đều cho rằng hiện tại chính là một đêm điên cuồng thì ngoài dự đoán của mọi người. Cả đêm này lại không có bất kỳ một động tĩnh nào. Tất cả mọi người đều đang điều tức. Thi đấu mấy ngày nay khiến cho mọi người đều phải điều tức khôi phục. Ai cũng biết, người còn tồn tại tới ngày thứ năm đều không phải là kẻ yếu. Những người còn lại đều là vũ suất cùng linh suất, mà thời gian hai ngày cuối cùng này mới thực sự là thời điểm quyết định thắng bại. Lục Lâm Thiên cũng không có động tác, tâm thần của hắn lúc này tỏa ra chung quanh, bảo trì cảnh giác rồi chậm rãi điều tức. Hai ngày cuối cùng này hắn phải bảo đảm trạng thái đỉnh phong. Đối thủ của hắn dường như cũng không nhiều. Thế nhưng không một ai là người dễ chọc cả. Dùng thực lực vũ giả có lẽ hắn còn có chút dựa vào, thế nhưng dựa vào tu vi linh giả, quả thực hắn vẫn thiếu một chút. Tuy rằng có một ít át chủ bài, thế nhưng hắn cũng chưa từng thi triển qua. Cho nên cũng không biết được rốt cuộc uy lực của nó như thế nào. Có âm dương linh vũ quyết, tiêu hao của Lục Lâm Thiên nhanh chóng được bù đắp lại, cho nên điều tức cũng cực nhanh. Âm dương linh vũ quyết tuy rằng bình thường tu luyện chậm chạp, bất quá lúc điều tức khôi phục cực kỳ biến thái. Một đêm trong bầu không khí khẩn trương của đám khán giả rốt cuộc cũng trôi qua. Gió mai đảo qua,
Khi tia sáng đầu tiên xuất hiện, trên quảng trường lúc này trên trăm đạo khí tức cường hãn đột nhiên phóng lên cao. Ngày thứ sáu, chính là một ngày điên cuồng. Hơn trăm người cơ hồ cùng một lúc mở mắt ra. Lục Lâm Thiên cũng đang nhìn chung quanh. Ngày thứ sáu, trên người hắn hiện tại cũng chỉ có hơn 300 khối ngọc giản. Còn xa không đủ, hôm nay chính là ngày quan trọng, có thể tiến vào thập cường hay không là dựa vào ngày hôm nay. Nếu để tới ngày mai sẽ càng thêm khó khăn. Hơn trăm người đều nhìn vào người bên cạnh, ánh mắt mọi người đều nhìn vào những người có thực lực thấp. Người thực lực mạnh đương nhiên không có ai dám trêu chọc. Lúc này, hai vũ tướng trong hơn trăm người là những người bị chọn là mục tiêu nhiều nhất. Thực lực hai người rất dễ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Siêu! Không có một chút dấu hiệu báo trước nào, hai vũ tướng nhanh chóng công kích vũ xuất bên cạnh mình. Chân khí cường hãn tuôn ra, cả không trung như rung lên. Hai vũ tướng này có thể trụ lại tới ngày thứ sáu rõ ràng cũng không phải là kẻ yếu. Không ngờ lại là người đầu tiên công kích vũ xuất bên cạnh mình. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng nhìn về phía hai người đó. Hai vũ tướng sau khi công kích vũ xuất đều đánh ra một đạo công kích mạnh nhất của bản thân mình. Đánh cho đối phương lùi lại hơn 10 thước, thế nhưng hai vũ tướng kia cũng phải phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mất đi sức chiến đấu. Lục Lâm Thiên không khỏi thở dài. Hai vũ tướng kia thực lực coi như không tệ, đáng tiếc dù sao cũng chỉ là vũ tướng, chống lại vũ xuất mà nói quả thực không đủ. Thi đấu ngày thứ 6 chính thức bắn đầu, thanh âm trợ uy từ các thính phòng phía xa vang lên không ngớt. Sau khi ngòi nổ được hai vũ tướng châm, toàn trường lập tức bắt đầu tìm kiếm đối thủ của mình. Ánh mắt không ngừng lướt qua những người dự thi giống như cưỡi ngựa xem hoa. Lúc này trong nội tâm Lục Lâm Thiên cũng xuất hiện sự ngưng trọng. Đối với những người còn lại này tất cả đều được coi là cường giả. Đợi một thời gian nữa đều là người có tiền đồ không thể nói trước. Kế tiếp hắn muốn động thủ chỉ sợ cũng mất khá nhiều sức lực. Trong quảng trường, lúc này tất cả những người dự thi không chỉ có thực lực rất mạnh mà kinh nghiệm thực chiến cũng vô cùng phong phú. Không chỉ thế, mà bọn họ cũng là người có nhãn lực sắc bén, hơn nữa ra tay độc ác. Không có một chút lưu tình nào. Người nhân từ nương tay muốn tu luyện tới cấp bậc bây giờ quả thực không có khả năng. Siêu. Trong nháy mắt, thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ, ánh mắt nhìn vào một linh xuất ngũ trọng vừa đánh chết vũ xuất. Mà người này Lục Thiếu Du cũng nhận ra, chính là đệ tử Hắc Sát Giáo. Đệ tử Hắc Sát Giáo này vừa mới đánh bại một tán tu vũ xuất nhị trọng đang tìm một mục tiêu khác, thế nhưng hắn cũng không biết lúc này mình cũng đã trở thành mục tiêu của người khác. Ngay khi thân ảnh của hắn vừa rời khỏi chỗ thì một thân ảnh màu xanh nhanh chóng xẹt qua không trung trên quảng trường rồi xuất hiện ở trước mặt hắn. Siêu! Cơ hồ cùng một lúc, đệ tử Hắc Sát Giáo này cũng không phải là kẻ yếu, thân là linh xuất ngũ trọng, tâm thần của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Hắn cũng đã phát hiện ra có người xuất hiện trước mặt hắn. Linh lực vô hình từ trong cơ thể hắn liền tuôn ra. Cuối cùng đem không gian chung quanh bao phủ lại, linh lực mạnh mẽ lan tràn. Ngay sau đó trong tay hắn có một đạo linh hỏa được ngưng tụ. Nhanh chóng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Tốc độ của linh xuất ngũ trọng này cực nhanh. Trong quảng trường mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt một cái thì thân hình đệ tử Hắc Sát Giáo này đã phóng tới trước người Lục Lâm Thiên. Linh hỏa nóng bỏng đốt cháy không khí khiến cho không khí rung động. Linh hỏa của ngươi dường như chưa đủ mạnh. Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay kết xuất. Quanh thân nhanh chóng được bao phủ bởi một tầng quang mang, thân ảnh không lùi mà tiến tới, trực tiếp tiến vào trong không gian tràn ngập linh hỏa kia. Hai đạo thân ảnh cùng lao về phía trước, lúc hai người giao thủ đều mang theo thanh âm xé gió. Trong lúc công kích va chạm khiến cho gợn sóng trong không gian lúc này bắn ra bốn phía. Khí thế của hai người đều cực kỳ cường hãn, bất quá khí thế của Lục Thiếu Du trong mắt đại hành gia mà nói, mạnh mẽ hơn linh xuất ngũ trọng kia không ít. Phanh. Linh hỏa bị chia năm xẻ bảy, linh xuất ngũ trọng kia bị đẩy lui trong không trung. Kinh khí mạnh mẽ khiến cho gợn sóng trong không gian không ngừng cuồn cuộn. Linh lực không ngừng tuôn ra. Một đạo linh lực từ trong bàn tay Lục Lâm Thiên xuất hiện cuối cùng đánh vào ngực linh xuất ngũ trọng kia. Kinh khí kinh khủng từ trong linh lực bạo phát khiến cho thân thể linh xuất ngũ trọng trên không trung trực tiếp bị đánh bay đi. Phốc phốc. Linh xuất ngũ trọng kia phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Bất quá ngay khi thân ảnh hắn bị đánh bay thì thủ ấn trong tay được kết. Thân ảnh lùi lại, trong mi tâm có một đạo quang mang chói mắt bắn ra. Đạo quang mang này xuất hiện,
một cỗ linh hồn lực bàng bạc nhanh chóng lan tràn. Cả không gian lúc này run lên, đạo quang mang này đánh về phía Lục Lâm Thiên. Linh hồn công kích. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, linh hồn công kích của linh xuất ngũ trọng hắn cũng không cần để ý. Ánh mắt nhìn đạo quang mang đang bắn về phía mình, thân hình Lục Lâm Thiên không lùi mà tiến tới. Khóe miệng mỉm cười, thân thể bắn về phía trước, căn bản không để ý tới đạo linh hồn công kích kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đạo linh hồn công kích kia mang theo xu thế cường hãn trực tiếp bắn vào trong đầu Lục Thiếu Du. Linh hồn công kích này càng yếu a. Bất quá vào lúc này, Lục Lâm Thiên lựa chọn bỏ qua. Đạo linh hồn công kích này tiến vào trong đầu hắn, kim đao màu vàng kia nhanh chóng đem công kích này đánh nát. Phanh phanh. Thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp từ phía trên đánh xuống, linh lực bàng bạc giờ phút này lại một lần nữa bạo phát. Một đạo linh lực đánh về phía người linh xuất ngũ trọng kia. Phốc phốc. Lúc này, thân thể linh xuất ngũ trọng kia bị đánh rơi xuống mặt đất. Ngao. Cơ hồ cùng một lúc, sau lưng Lục Lâm Thiên có một cỗ khí tức ngập trời mang theo sự nóng bỏng xuất hiện. Một thân ảnh màu xanh bất ngờ xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên mang theo một cỗ hỏa diễm màu đỏ. Cỗ hỏa diễm này nhanh chóng bành trướng, đem thân thể thân ảnh màu xanh này bao phủ thành một hỏa nhân. Nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng lên, lúc này dưới cỗ hỏa diễm kia khuôn mặt của người này trở nên mơ hồ. Cả không gian lúc này cũng run rẩy. Không ngờ lại là vũ xuất thất trọng. Lục Lâm Thiên không cần quay đầu lại cũng biết rõ người này chính là một vũ xuất thất trọng thuộc tính hỏa. Và người này cũng là một đệ tử Hắc Sát giáo dự thi khác. Siêu siêu. Tên đệ tử dự thi thứ hai của Hắc Sát giáo này nhanh chóng đánh ra từng đạo thủ ấn. Trên tay phải của hắn có một trường ấn bằng hỏa diễm bắn ra. Khí tức nóng bỏng đột nhiên tràn ngập không gian. Khí tức cường hãn khuếch tán ra bốn phía, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Trường ấn nóng bỏng này được đẩy về phía trước rồi nhanh chóng bành trướng. Không gian lúc này trực tiếp bị nhuộm đỏ. Một cỗ uy áp kinh khủng, bài sơn hải đảo khuếch tán. Tu vi vũ xuất thất trọng trong đám người đồng lứa quả thực đúng là cường giả. Cảm nhận cỗ kinh khí đáng sợ này, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý tới. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng không dự định bại lộ tu vi linh vương của mình. Có âm dương linh vũ quyết thu liếm thực lực, có lẽ không có bao nhiêu người có thể nhìn rõ thực lực của hắn. Phanh phanh. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, đạo trưởng ấn này nhanh chóng sắp đánh vào trên người Lục Lâm Thiên. Ngay tại thời điểm lúc thân thể Lục Lâm Thiên bị trưởng ấn bao phủ. Khóe miệng vũ xuất thất trọng kia hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Phanh phanh. Năng lượng trong trưởng ấn khuếch tán. Lúc trưởng ấn kia ầm ầm nổ vang trên không trung, không gian nổi lên rung động kịch liệt, hỏa diễm nóng bỏng lan ra chung quanh, nhiệt độ chung quanh lúc này không ngừng tăng lên, ngay cả gợn sóng trong không gian lúc này cũng đã biến thành màu đỏ thẫm, sóng lửa bắn ra bốn phía. Bằng vào mắt thường lúc này cũng có thể thấy được thân ảnh Lục Thiếu Du bị sóng lửa bao phủ rồi nhanh chóng bị chấn thành mảnh vỡ. Bất quá trong nháy mắt vũ xuất thất trọng kia vừa mới nở nụ cười lạnh lẽo thì lúc này sắc mặt đã trở nên khó coi. Bởi vì đạo công kích của hắn chỉ đánh vào tàn ảnh mà thôi. Không biết tự lượng sức mình. Cơ hồ cùng một lúc, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Sau lưng vũ xuất thất trọng kia có một đạo quyền ấn khiến cho không gian vặn vẹo trực tiếp đánh vào lưng người này. Phanh phanh. Thân thể vũ xuất thất trọng này bị đánh bay đập vào mặt đất. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí còn xen lẫn một chút nội tạng bị nghiền nát. Rõ ràng lần này Lục Lâm Thiên đã tăng thêm không ít lực đạo. Hừ, trên đài cao, sắc mặt đám người Hóa Vũ Tông cực kỳ khó coi. Hai đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất trong môn bọn họ lúc này không ngờ đều bị đánh bại. Lần này ba đệ tử dự thi của Hóa Vũ Tông đã bị đánh bại hai người, chỉ có một vũ xuất lục trọng mà thôi. Muốn đạt được vị trí tốt sợ rằng còn khó hơn lên trời. Nhìn thấy đệ tử thứ hai của Hóa Vũ Tông bị đánh bại, mấy đại môn đại phái khác không khỏi mỉm cười. Bất quá đối với Lục Lâm Thiên hiện tại bọn họ lại càng thêm coi trọng. Thực lực của người thanh niên này vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng cũng không thể nghi ngờ, lần thi đấu này người thanh niên dưới kia chính là một đầu hắc mã. Lục Lâm Thiên đáp xuống quảng trường, đem ngọc giản trên người hai đệ tử Hóa Vũ Tông thu vào. Số lượng ngọc giản tăng lên không ngờ lại hơn 40 khối. Tuy rằng lần này Lục Lâm Thiên ra tay không nhẹ với hai đệ tử Hóa Vũ Tông, bất quá hắn cũng không dám đánh chết. Trong nội tâm ít nhiều cũng có chút cố kỵ. Sau khi thu thập xong, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhìn về phía Vân Hồng Lăng.
Thực lực Hồng Lăng không ngờ đã tới một bước này rồi. Lục Lâm Thiên thầm than một tiếng, Vân Hồng Lăng lúc này đang chiến đấu cùng một vũ xuất thất trọng tán tu. Trong công kích mãnh liệt của đối phương, trường tiên trong tay Vân Hồng Lăng không ngừng được thúc giục, bao phủ trước người, phòng ngự cẩn thận nghiêm mật. Kiếm quang đối phương rất sắc bén, lăng lệ, thế nhưng không thể đánh vào quanh người nàng. Vũ xuất thất trọng kia chính là vũ xuất thủy hệ, kiếm quang trong tay giống như thiểm điện không ngừng đánh ra. Từng đạo tàn ảnh kéo theo hơi nước tràn ngập, thế nhưng bất luận hắn công kích mạnh mẽ như thế nào, trường tiên trong tay Vân Hồng Lăng lập tức khiến cho trường kiếm của hắn không thể chạm vào người mình, trường tiên khẽ động một cái nhanh chóng đem hơn chục đạo kiếm quang của hắn ngăn cản. Kiếm quang dần dần tiêu tán, trên mặt vũ xuất thất trọng kia rốt cuộc cũng hiện lên sự ngưng trọng. Nữ tử tuyệt mỹ của Vân Dương Tông này thực lực không ngờ lại khiến cho hắn có cảm giác thâm bất khả chắc. Phá! Trong lúc chiếm thế thượng phong này Vân Hồng Lăng khẽ quát lên một tiếng, trường tiên trong tay run lên. Khí tức thuộc tính mộc quanh người nhanh chóng hóa thành thuộc tính phong. Quang mang màu xanh trên trường tiên chuyển hóa thành màu trắng mang theo khí tức xuyên thấu không gian. Trường tiên mang theo uy thế mạnh mẽ đánh về phía trước. Kinh khí xé tan gợn sóng trong không gian, thậm chí còn ẩn chứa tiếng nổ giống như sấm rền, đột nhiên đánh vào trên thân kiếm của vũ xuất thất trọng kia. Phanh! Trường tiên đâm vào trên thân kiếm, một âm thanh thanh thúy vang lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân kiếm đột nhiên cong lại giống như một cây cung vậy. Ken két! Âm thanh giòn giã vang lên, trường kiếm này gãy thành từng khúc. Tốc độ của trường tiên chỉ khẽ đình chỉ một chút rồi hung hăng đánh về phía hộ thân cương khí của vũ xuất thất trọng kia, mang theo một cỗ lực lượng xuyên thủng không gian. Phanh phanh! Kinh khí hung mãnh đem hộ thân cương khí của người này đánh nát. Trong miệng vũ xuất thất trọng kia phun ra một ngụm máu tươi, thực lực đối phương không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Người này vẻ mặt kinh ngạc, bất quá lúc này vòng xoáy chân khí dưới chân Vân Hồng Lăng lóe lên, nàng thi triển phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông. Tốc độ lúc này cũng tăng gấp đôi, thân hình hóa thành một đạo thân ảnh màu xanh nhanh như thiểm điện rút ngắn khoảng cách với đối phương. Cánh tay khẽ dương lên. Phong quyển tàn vân. Một tiếng quát vang lên. Một cỗ khí lưu cuồng bạo nhanh chóng xoay tròn giống như một cơn lốc cuồng bạo nhanh chóng được ngưng tụ. Cuồng phong gào thét lập tức hóa thành một cái vòi rồng đáng sợ, nhanh chóng cuốn về phía đối phương. Rồi vòi rồng kia đột nhiên phồng lên rồi lập tức một tiếng nổ vang lên trong không trung. Phanh phanh, kinh khí cuồng bạo tràn ngập không gian, cả quảng trường vang lên thanh âm đinh tai nhức óc. Tại không gian nơi vũ xuất thất trọng kia đứng, khí tức cuồng bạo tới mức khủng bố tràn ra. Phốc. Ngay sau đó, vũ xuất thất trọng kia hung hăng bị đánh bay về phía sau mấy chục thước, mạnh mẽ đập vào mặt đất. Miệng phun ra máu tươi cùng với nội tạng bị nghiền nát. Nơi vũ xuất thất trọng kia đáp xuống mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, chung quanh có vô số vết nứt nhanh chóng lan tràn ra. Lúc này không biết người kia còn sống hay đã chết. Vũ xuất cửu trọng sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, theo khí tức Vân Hồng Lăng tỏa ra ngoài lúc này đã là vũ xuất cửu trọng. Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc đồng thời cũng không suy nghĩ nhiều. Bản thân Vân Hồng Lăng chính là vũ giả tam hệ, tốc độ tu luyện so với người bình thường nhanh hơn gấp 3 lần. Tăng thêm bồi dưỡng của Vân Dương Tông trên người nàng, tài nguyên tu luyện vô cùng dồi dào, dẫn đến tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh. Lại thêm thiên phú của Vân Hồng Lăng, hiện tại nàng có thực lực này kỳ thực cũng rất bình thường. Phá! Thân ảnh xinh đẹp của Lục Vô Song bay lên không trung, kình phong bao phủ thân thể, bàn tay như ngọc nhanh chóng đánh ra thủ ấn huyền ảo. Một đạo trưởng ấn màu xanh nhanh chóng từ trên trời đánh xuống. Lúc này một vũ xuất ngũ trọng không biết là của thế lực nào trực tiếp bị nàng đánh bay. Trên đài cao, lúc này cường giả cái đại môn đại phái cũng đã bắt đầu khẩn trương. Người dự thi trong các thế lực cũng đã bắt đầu giao thủ. Sợ rằng hôm nay chính là ngày giao thủ kịch liệt nhất trong 5 ngày vừa qua. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, người dự thi của các đại môn đại phái cũng đã giao thủ một chỗ. Tới thời điểm này trong quảng trường cũng chỉ còn chưa đầy 100 người. Đối thủ mọi người có thể lựa chọn cũng không nhiều. Dù sao tất cả mọi người đều tìm người có thực lực thấp mà động thủ trước. Trong đám người hỗn loạn, thanh niên áo xám thần bí kia lúc này vẫn đi lại như chỗ không người. Nhanh chóng thu ngọc giản ở khắp nơi. Thanh niên này thậm chí còn không cần điều tức, chân khí trên người dường như vô cùng vô tận. Trong lúc kịch chiến ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua toàn trường. Lúc này trình độ kịch chiến đã lên tới mức cao nhất. Bên trong đại môn đại phái cũng có không ít người dự thi bị loại.
Lục Lâm Thiên đưa mắt quét về phía sau, cũng nhanh chóng tìm một đối thủ. Hiện giờ ngọc giản trong tay hắn cũng còn xa mới đủ. Phải nhanh chóng gấp rút tìm được ngọc giản, bằng không ngày cuối cùng ngày mai hắn sẽ càng thêm khó khăn. Siêu! Lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức xuất hiện trước người một thanh niên. Thân ảnh đáp xuống, một âm thanh khàn khàn vang lên. Giao ngọc giản ra, ta có thể không động thủ với ngươi. Đừng làm cho bản thân mình bị thương. Các hạ nói mơ sao? Người linh thiên môn ta sao lại có thể không chiến mà hàng? Tuy rằng biết rõ thực lực các hạ bất phàm thế nhưng Hồng Phong ta cũng không phải là người ăn chay. Người vừa hừ lạnh một tiếng chính là lão đại Hồng Phong, một trong linh thiên tứ xuất của linh thiên môn. Hồng Phong cũng đã sớm chú ý tới thanh niên áo xanh này. Thực lực người này rất mạnh, thế nhưng thân là đệ tử linh thiên môn, hắn nếu như không chiến mà hàng sợ rằng mặt mũi của linh thiên môn sẽ mất hết. Huống chi bằng vào thực lực của hắn chỉ sợ cũng có sức liều mạng. Lục Lâm Thiên khẽ mở miệng cười, Hồng Phong này vài năm không gặp. 4 năm trước khi lần đầu tới phi linh môn cũng chỉ là linh xuất nhị trọng mà thôi. Mà lúc này đã là linh xuất lục trọng, thiên phú tu luyện của bản thân hắn quả thực cực kỳ cường hãn. Lục Lâm Thiên tìm tới Hồng Phong, bởi vì trong nội tâm hắn còn nhớ vị nhạc phụ kia chiếm không ít tiện nghi trên người Lục Thiếu Du, xem như lần này thu hồi chút tiền lãi. Mấy lần chịu thiệt khi trước hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, cho nên cơ hội lần này hắn cũng không thể buông tha. Thực lực của Hồng Phong này tuy rằng là linh xuất lục trọng, Lục Lâm Thiên lại hiểu rõ. Hồng Phong thân là đệ tử linh thiên môn, trên người ắt hẳn sẽ có một ít át chủ bài. Bất quá người có thể trụ được tới bây giờ làm sao lại có ai không có át chủ bài cơ chứ? Sợ rằng tất cả đều có tư cách chống lại đối thủ mạnh mẽ hơn mình. Cuối cùng ta khuyên ngươi một câu, giao ra ngọc giản. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói, Hồng Phong này cho dù có con bài chưa lật như thế nào hắn cũng không cần quá đặt trong lòng. Hừ, mộng tưởng hão huyền. Sắc mặt Hồng Phong trầm xuống, đối phương không ngờ lại không coi hắn vào đâu. Đây quả thực chính là coi rẻ hắn. Linh khí trong người hắn nhanh chóng tràn ra, không gian chung quanh lúc này đã bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo đó thủ ấn trong tay Hồng Phong nhanh chóng được kết. 5 ngón tay uốn lượn rồi dương lên, 5 đạo chỉ ấn bằng linh lực xẹt qua không gian, dùng một tốc độ như thiểm điện mang theo kình phong mãnh liệt trực tiếp xé rách không khí, âm thanh xé gió sắc bén khiến cho màng tai người ta đau đớn, ngay sau đó từng gợn sóng trong không gian trực tiếp lan rộng ra chung quanh. Bảo ngươi giao ra ngọc giản là ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, ngay trong ánh mắt của mọi người, thân ảnh Lục Thiếu Du cơ hồ giống như mũi tên bắn về phía trước. Tốc độ này cực nhanh, giống như thuấn di, nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Siêu siêu. 5 đạo chỉ ấn trực tiếp đánh vào mặt đất trên quảng trường. Âm thanh trầm thấp vang lên, mặt đất trên quảng trường rạn nứt, từng vết nứt lan tràn ra chung quanh. Siêu. Trong chớp mắt này thân ảnh Lục Lâm Thiên đồng thời xuất hiện sau lưng Hồng Phong. Linh lực trong người vận chuyển, một đạo kinh khí vô hình đột nhiên hội tụ vào thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên. Một đạo quyền ấn nhanh chóng được Lục Thiếu Du đánh ra mang theo uy áp khiến cho không gian vặn vẹo, đánh vào lưng Hồng Phong. Tốc độ này cực nhanh, sự khống chế đối với không gian của Linh Vương thì Hồng Phong sao có thể so sánh được với Lục Thiếu Du. Cho dù Lục Thiếu Du không dùng toàn lực thì Hồng Phong cũng không có cách nào chống đỡ. Trong lòng Hồng Phong cũng đã sớm cảnh giác được sự nguy hiểm sau lưng. Sắc mặt hắn lúc này đại biến, nhưng thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết. Một cỗ hỏa diễm đỏ rực từ trong người hắn đột nhiên tuôn ra. Cuối cùng hóa thành một vòng tròn quay quanh người hắn. Phanh phanh. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên hất lên. Đạo quyền ấn kia nhanh chóng đánh vào lưng Hồng Phong. Dưới đạo quyền ấn này vòng tròn bằng hỏa diễm quanh người Hồng Phong nhanh chóng bị nghiền nát. Rồi một tiếng nổ kinh thiên cùng với sóng lửa ngập trời từ trong quảng trường tuôn ra. Chỉ sau một lát liền tràn ngập quảng trường. Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Một quyền vừa rồi của hắn dường như gặp phải tình huống quỷ dị nào đó. Đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng khiến cho Lục Thiếu Du nhíu mày. Sau khi hỏa diễm tiêu tán, thân hình Hồng Phong lại một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng trên khuôn mặt hắn lúc này đã xuất hiện một kiện khải giáp màu đỏ bao phủ cả thân thể, kể cả cái đầu hắn cũng được bao phủ ở bên trong. Trên kiện khải giáp này có vô số giáp xác được luyện chế mà thành, tựa như mai rùa, toàn thân tràn ngập lưu quang màu đỏ quanh quẩn. Một cỗ khí tức cường hãn, nặng nề lan tràn ra chung quanh. Hồn linh khải giáp huyền cấp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống.
Thứ Hồng Phong mặc trên người lúc này đúng là một kiện hồn linh khải giáp. Mà từ khí tức bên trên khải giáp Lục Lâm Thiên cũng có thể đoán ra được đã đạt tới huyền cấp. Có hồn linh khải giáp huyền cấp trên người, Hồng Phong bằng vào thực lực linh xuất lục trọng cũng không hoàn toàn sợ hãi linh xuất thất trọng. Cho dù là linh xuất bát trọng cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Khó trách một quyền vừa rồi của hắn tuy rằng khiến cho Hồng Phong có chút chật vật. Thế nhưng lại có thể chống đỡ được. Thực lực một quyền của hắn vừa rồi chỉ tương đương với linh xuất bát trọng mà thôi. Quả nhiên là có thứ dựa vào, không hổ là một trong những đệ tử mạnh nhất của Linh Thiên Môn. Lục Lâm Thiên than nhẹ một tiếng, dùng thân phận của Hồng Phong trong Linh Thiên Môn đạt được một kiện hồn linh khải giáp địa cấp là chuyện không có khả năng. Thế nhưng một kiện hồn linh khải giáp huyền cấp thì lại là chuyện bình thường. Các hạ, muốn lấy ngọc giản của ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hồng Phong nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt trầm xuống, có hồn linh khải giáp trên người, lực lượng của hắn đương nhiên mạnh hơn không ít. Hồn linh khải giáp huyền cấp cũng không bảo hộ được ngươi. Lục Lâm Thiên khẽ mở miệng cười, sau đó thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Khi âm thanh vừa dứt thì thân ảnh giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện trước người Hồng Phong. Linh lực trong tay nhanh chóng ngưng tụ thành trưởng ấn, ầm ầm nện vào trong ngực Hồng Phong. Phanh phanh, Hồng Phong thậm chí còn không kịp phản ứng, một quyền kia trực tiếp đánh vào phía trên hồn linh khải giáp của hắn. Lúc này trên bề mặt hồn linh khải giáp xuất hiện vết lõm, âm thanh trầm thấp vang lên, thân thể Hồng Phong trực tiếp bị đánh bay đi. Có hồn linh khải giáp huyền cấp quả thực không tồi, thế nhưng tốc độ người quá chậm, nắm giữ lực lượng không gian trong tay căn bản không đủ. Tốt nhất nên trở về lĩnh ngộ thêm một phen. Âm thanh trầm thấp khàn khàn từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên. Khi âm thanh vừa dứt, thân ảnh Lục Lâm Thiên một lần nữa như quỷ mị xuất hiện trước người Hồng Phong. Trên phương diện khống chế lực lượng không gian, tốc độ của Lục Thiếu Du cực nhanh. Lục Thiếu Du tuy rằng vẫn có chỗ thu liễm thế nhưng lúc này đã phát huy tới tình trạng Hồng Phong không thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Phanh phanh, lại một đạo quyền ấn trực tiếp được nện xuống. Lúc này linh lực trong người Lục Lâm Thiên đã được thúc giục tới cấp độ linh xuất cửu trọng. Một quyền nện xuống, sau khi âm thanh bạo liệt vang lên, miệng Hồng Phong lại phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc, máu tươi trong miệng Hồng Phong phun ra, thân thể đập xuống mặt đất chung quanh lúc này khẽ run rẩy một lát, lần này Hồng Phong đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Mà đây cũng là kết quả mà Lục Thiếu Du tính từ trước. Hồng Phong này tuy rằng bị thương không nhẹ, thế nhưng cũng không có nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng tới tu vi về sau. Ái đồ của nhạc phụ đại nhân Lục Thiếu Du cũng không dám ra tay làm bị thương nặng. Thực lực quỷ sát dương quá này thật mạnh mẽ, nếu như ta đoán không sau thì người này đã tới Linh Vương. Trong Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường nhìn ái đồ của mình bị thương rồi nói. Hồng Phong bị thua, trên cơ bản là không có một chút sức lực phản kháng nào. Mà điều này chỉ sợ Linh Vương mới có thể làm được. Tăng thêm sự khống chế đối với không gian của quỷ sát dương quá này, dùng nhãn lực của Lữ Chính Cường cũng nhanh chóng đoán ra 8 phần. Người này vẫn luôn không dùng toàn lực. Không nghĩ tới lần này lại có nhiều hắc mã như vậy. Khâu Mỹ Vi cũng nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Thi đấu chọn ra thập đại cường giả 30 năm trước chỉ có một đầu hắc mã là sát phá quân mà thôi. Không nghĩ tới lần này lại có nhiều như vậy. Lần này chỉ sợ sẽ vô cùng náo nhiệt. Lữ Chính Cường khẽ thở dài rồi nói. Sau khi thu hồi ngọc giản trên người Hồng Phong, Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm nhận được một đạo linh lực cường hãn đang đánh vào sau lưng hắn. Lục Lâm Thiên lập tức lùi lại rồi xoay người. Lúc này trước mắt hắn là một thân ảnh xinh đẹp khiến cho người ta xôi trào nhanh chóng đánh tới. Trên người thân ảnh xinh đẹp này có một mái tóc đen nhánh dài như nước. Mái tóc đen lúc này buộc ở sau đầu. Phía trước là ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng nõn. Trên người là một bộ y phục bó sát người. Cái mông tròn lẳn nhô cao. Hai eo còn đeo hai thanh kiếm tinh mỹ dài nửa xích. Nhìn thấy nữ tử này ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức biến đổi. Vưu vật như vậy không ngoài ai khác mà chính là vị hôn thê Lữ Tiểu Linh của hắn. Mà cũng không ai có cách ăn mặc giống như mời người khác phạm tội như tiểu nữ này. Hừ, giao ngọc giản trong tay ra. Ngay khi ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, Lữ Tiểu Linh khẽ kêu lên một tiếng. Mà linh lực trong tay nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Linh lực cuồng bạo tràn ngập, gợn sóng trong không gian lúc này nhanh chóng khuếch tán. Ngay sau đó Lữ Tiểu Linh hung hăng bổ trường kiếm về phía Lục Thiếu Du. Tiểu nữ này muốn mưu sát chồng sao? Lục Lâm Thiên vô cùng phiền muộn,
Công kích của lão bà đang nhanh chóng đánh tới, bản thân hắn lại không thể hoàn thủ, tốt hơn nên trốn đi thì hơn. Lục Lâm Thiên lập tức lùi lại, thân hình nghiêng người né tránh, tránh khỏi công kích của Lữ Tiểu Linh. Hừ, muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy? Lữ Tiểu Linh nhìn thấy sư huynh bị đánh bại, lúc này đắc thế không buông tha người khác. Miệng yêu kiều quát lên một tiếng, linh lực trên người tuôn ra. Thủ ấn nhanh chóng được kết, không gian chung quanh lúc này lập tức vặn vẹo, linh lực cuồng bạo hóa thành ngàn vạn sợi tơ mỏng mang theo lực lượng xuyên thấu không gian đánh về phía Lục Thiếu Du. Tiểu nữ này không ngờ đã là linh suất thất trọng, bất quá muốn tới thập cường chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cho dù là có át chủ bài, loại thực lực này cũng không đủ. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Hắn quả thực không nghĩ tới lần gặp mặt này thực lực của tiểu nữ này lại tăng lên mạnh mẽ như vậy. Thủ ấn được kết, gợn sóng trước người Lục Lâm Thiên trực tiếp vặn vẹo. Tiếp theo trong nháy mắt linh lực mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hư linh huyễn ấn. Sắc mặt Lữ Tiểu Linh trầm xuống, cảm nhận được thực lực đối phương, thủ ấn trong tay nàng một lần nữa lại biến đổi. Một màn quỷ dị nhanh chóng xuất hiện, sau khi cỗ khí thức quỷ dị kia xuất tán, Lữ Tiểu Linh lập tức dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Lục Lâm Thiên. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên cười thầm, hư linh huyễn ấn hắn cũng tu luyện qua. Khi trước chính là Lữ Tiểu Linh đưa cho hắn ở trên Quỷ Vũ Tông, dùng hư linh huyễn ấn Lữ Tiểu Linh đánh ra bây giờ, không có cách nào ảnh hưởng tới hắn. Lục Lâm Thiên thúc giục hư linh huyễn ấn, trực tiếp va chạm với hư linh huyễn ấn của Lữ Tiểu Linh. Trong nháy mắt Lữ Tiểu Linh lập tức bị khắc chế, dường như đã lâm vào ảo cảnh. Nhưng Lữ Tiểu Linh rất nhanh đã có phản ứng lại, trước mắt hai người lúc này đã mất đi thân ảnh của đối thủ. Hư linh huyễn ấn, người này sao lại có hư linh huyễn ấn? Lữ Tiểu Linh sợ hãi, người này vừa mới thi triển ra hư linh huyễn ấn, uy lực còn hơn xa nàng. Thế nhưng vừa rồi cũng không làm tổn thương nàng. Điều này khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này trong lòng Lữ Tiểu Linh vô cùng cả kinh, đồng thời dường như cũng nghĩ tới chuyện gì đó. Khi trước nàng tự tay đem hư linh huyễn ấn này giao cho tiểu lừa gạt kia. Không có khả năng, người này rõ ràng không phải tiểu lừa gạt kia, bất quá ánh mắt vừa rồi giống như. Lữ Tiểu Linh ngây ngốc trong không trung, lúc này trong đầu nàng lập tức xuất hiện thân ảnh của tiểu lừa gạt kia. Tiểu Linh tỷ, tỷ cẩn thận một chút. Thân ảnh Lục Tâm Đồng xuất hiện bên người Lữ Tiểu Linh. Vừa nhìn thấy Lữ Tiểu Linh gặp phải đối thủ mạnh mẽ, nàng nhanh chóng đánh bại đối thủ của mình rồi tới đây. Không có việc gì. Lữ Tiểu Linh thu hồi tạp niệm, thầm nghĩ, vừa rồi quả thực nguy hiểm. Nếu không phải Lục Tâm Đồng mà là người khác tới thì bản thân nàng thảm rồi. Hư linh huyễn ấn, quỷ sát dương quá này sao lại có hư linh huyễn ấn của Linh Thiên Môn ta? Trên đài cao, lúc này Lữ Chính Cường của Linh Thiên Môn cùng các cường giả vô cùng kinh ngạc. Hư linh huyễn ấn của Linh Thiên Môn tuy rằng chỉ là linh kỹ hoàng cấp sơ giai, thế nhưng bởi vì lực công kích tạo thành ảnh hưởng đặc thù với linh hồn cho nên cũng là linh kỹ bất truyền trong đám đệ tử thân truyền. Lúc này xuất hiện trên người quỷ sát dương quá kia khiến cho đám người Linh Thiên Môn vô cùng kinh ngạc. Người này sao lại không ra tay với Linh Nhi? Khâu Mỹ Vi ngược lại lúc này vô cùng thận trọng nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt nàng vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng nghi hoặc không ngớt. Linh Nhi có nha đầu Tâm Đồng kia hỗ trợ, sợ rằng quỷ sát dương quá kia cũng không dám trêu vào tiểu nha đầu Tâm Đồng kia. Sau khi thân ảnh Lục Lâm Thiên rời khỏi Lữ Tiểu Linh, tiếp theo ánh mắt lập tức tập trung vào một người. Mà người này sau khi nhìn thấy Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Người này cũng không phải là người lạ mà chính là Hàn Phong của Vân Dương Tông. Lúc này thực lực của Hàn Phong cũng không yếu. Bất quá chỉ tới vũ xuất lục trọng mà thôi. Đương nhiên cũng không phải là kẻ yếu. Cường giả đệ nhị long bảng kia trước, trong mấy năm ngắn ngủi có thể đạt tới trình độ này sợ rằng ngoài sự bồi dưỡng của Vân Dương Tông ra cũng có sự cố gắng cùng với thiên phú của bản thân hắn. Hàn Phong vừa mới đánh bại được đối thủ, lúc này nhìn thấy thanh niên áo xanh kia nhìn mình, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết. Đạo lý tiên hạ thủ vi cường ai cũng hiểu. Hắn nhanh chóng phát động công kích. Chân khí thuộc tính phong màu trắng trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Vòng xoáy dưới chân lóe lên. Phù quang lược ảnh được phát động tới mức tận cùng, mà thân hình hắn lúc này hóa thành một cái bóng mơ hồ lướt về phía Lục Lâm Thiên. Đối với Hàn Phong này Lục Lâm Thiên hiểu rất rõ. Cường giả đệ nhị long bảng, thiên phú rất mạnh, hơn nữa độ tu luyện phù quang lược ảnh chỉ thua Phi Ưng Lăng Phong kia mà thôi. Khoảng cách của hai người cũng vốn không phải quá xa. Trong nháy mắt có thể tới.
Chỉ trong mấy hô hấp, lúc này thân ảnh của Hàn Phong đã nhanh chóng vọt tới trước người Lục Lâm Thiên. Mang theo một đạo trưởng ấn, lúc này Hàn Phong đã đánh ra một đạo trưởng ấn, phương viên chung quanh trưởng ấn lúc này run lên. Lục Lâm Thiên biết, Hàn Phong này cực kỳ am hiểm công kích cận thân. Phối hợp với phù quang lược ảnh, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức thoát ra khỏi công kích. Luận tốc độ, lúc này tuy rằng Lục Lâm Thiên không thi triển phù quang lược ảnh, thế nhưng bằng vào Hàn Phong tuyệt đối không thể so sánh. Một trường thất bại, trường ấn lập tức được thu liễm. Từ trong lòng bàn chân Hàn Phong có quang mang lóe lên. Thân ảnh hắn lần nữa giống như thuấn di, trong tay mang theo một đảo chảo ấn đột nhiên đánh về phía trước. Kình phong mạnh mẽ trực tiếp khiến cho không gian vang lên tiếng xé gió trầm thấp. Cảm nhận kình phong sắc bén, Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, thân hình trôi nổi giữa không trung, cánh tay phải giương lên. Lúc này thân thể hắn lăng không trên không trung một phen, hai chân đột nhiên đạp mạnh vào không trung một cái, thân thể giống như một con diều hâu săn mồi mang theo khí tức khiến cho linh hồn người khác run rẩy, trong nháy mắt đánh ra một đạo chảo ấn. Không gian rung động, một cỗ kình phong mạnh mẽ bắn về phía trước, đạo chảo ấn của Lục Thiếu Du nhanh chóng va chạm với quyền ấn của Hàn Phong. Trong chớp mắt này sắc mặt Hàn Phong lập tức đại biến, dường như hắn đã cảm nhận được uy hiếp tuyệt đối. Thủ ấn trong tay lại một lần nữa biến đổi. Trong nháy mắt này đạo chảo ấn của Lục Thiếu Du trực tiếp đánh vào trên quyền ấn của Hàn Phong. Chỗ hai đạo công kích va chạm lúc này kình khí tán loạn. Một thanh âm trầm đục lập tức vang lên. Phanh phanh. Thanh âm trầm đục vang lên. Trong không gian vặn vẹo chung quanh chảo ấn của Lục Lâm Thiên đột nhiên có một cỗ kình khí bắn ra. Lũ này thân thể Hàn Phong trực tiếp bị đẩy lùi. Bất quá cùng lúc đó quan hát ta Hàn Hàn Phong lập tức có một cỗ quang mang chói mắt bắn ra. Thân thể lùi lại hơn 10 thước mới ổn định lại được. Cỗ quang mang kia lúc này cũng hiện ra là một kiện vũ y màu trắng. Nhìn kỹ thì đây là một cánh chim vô cùng kỳ lạ. Giống như một đôi cánh trên lưng yêu thú phi hành. Chỉ là hai cánh chim này hiện tại đang gấp lại, bao phủ trước người Hàn Phong. Không ngờ vừa rồi chính nó giúp Hàn Phong chống lại một quyền của Lục Thiếu Du. Đây là hai cánh của yêu thú phi hành, sợ rằng ít nhất cũng phải là yêu thú phi hành thất giai. Sắc mặt Lục Lâm Thiên có chút kinh hãi, trong lòng hắn hiểu rõ, trên Thiên Linh Lục từng có nói qua, có một ít linh giả cường hãn có thể trực tiếp cắt lấy đôi cánh trên lưng yêu thú phi hành, lại bỏ thêm không ít linh dược và máu tươi và linh hồn của vũ giả hoặc linh giả luyện chế thành đôi cánh của vũ giả cùng linh giả. Mà dùng cánh của yêu thú phi hành thất giai, sợ rằng cái này có thể coi là một kiện linh khí phi hành hoàng cấp cao giai, tăng thêm sự phòng ngự của bản thân nó, chung quy cũng có thể coi như linh khí huyền cấp. Quả nhiên tên này cũng có con bài chưa lật mới dám tham gia thi đấu a. Trên mặt Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng Hàn Phong có đôi cánh này, lại phối hợp với phù quang lược ảnh, tốc độ của hắn chỉ sợ càng thêm cường hãn. Lực phòng ngự của bản thân đôi cánh cũng không tệ. Bất quá vừa rồi hắn cũng chỉ ra tay nhẹ mà thôi, cũng không cần quá để vào trong mắt. Các hạ, đôi cánh này của ta sợ rằng ngươi muốn phá vỡ nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn Lục Lâm Thiên, Hàn Phong lập tức nói. Hắn vốn nghĩ tới phải đến ngày mai thì bản thân mới phải lộ ra đôi thú rực do Linh Đường trưởng lão giúp hắn luyện chế. Nói không chừng còn có cơ hội trùng kích top 10. Thế nhưng thực không ngờ hôm nay đã phải bộc lộ ra con át chủ bài mạnh nhất của mình. Dưới chân lại có vòng xoáy lóe lên, bàn chân khẽ điểm hư không một cái. Hai cánh lập tức mở rộng, lúc này đường kính của hai cánh này chỉ sợ cũng đủ 5 trượng. Hai cánh chấn động, một cỗ khí lưu lập tức bị đánh cho tan nát. Tốc độ mạnh mẽ này khiến cho gợn sóng trong không gian cũng bị đánh bay không ít. Ầm ầm. Dựa vào tốc độ khủng bố như quỷ mị này, Hàn Phong lại nhanh chóng bắn tới trước người Lục Lâm Thiên. Một đạo phong nhận trực tiếp được đánh ra. Kình khí mạnh mẽ khiến cho không trung rung động tạo thành tiếng ô ô. Sắc mặt Lục Lâm Thiên vô cùng bình tĩnh cảm nhận đạo phong nhận đang bắn tới, thân thể khẽ nghiêng một cái. Một cỗ gợn sóng nhanh chóng được đẩy ra, đạo phong nhận mang theo kình khí mạnh mẽ nhanh chóng sượt qua tai hắn. Mà lúc này thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng được kết. Một cỗ uy năng cực lớn được khuếch tán, cả phương viên chung quanh trực tiếp vặn vẹo. Không gian như cứng lại, sắc mặt Hàn Phong đại biến. Trong không gian này có một cỗ linh hồn lực cực lớn bao phủ khiến cho hắn không có cách nào mở miệng, chân khí gần như bị cấm chế. Trong nháy mắt này thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị xuất hiện sau lưng Hàn Phong.
nắm đấm mang theo linh lực nhanh chóng nện vào giữa đôi cánh sau lưng hắn. Phanh phanh, tiếng trầm đục sau lưng vang lên, Hàn Phong lập tức cảm nhận được một cỗ kình khí mạnh mẽ ở phía sau lưng mình. Cảm nhận cỗ kình khí mạnh mẽ này, Hàn Phong biến sắc, thế nhưng lại không thể giãy giụa. Nắm tay Lục Lâm Thiên nện thật mạnh vào lưng Hàn Phong. Trên nắm tay mang theo kình khí cường hãn trực tiếp chút vào trong cơ thể Hàn Phong. Phanh! Thanh âm trầm đục từ trong cơ thể Hàn Phong truyền ra. Trên mặt hắn lúc này lập tức xuất hiện sự hoảng sợ. Phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng Hàn Phong phun ra, thân thể Hàn Phong nặng nề rơi xuống mặt đất. Cả người mềm nhũn, dưới công kích của Lục Lâm Thiên toàn thân của hắn đã bị trọng thương, không còn lực tái chiến. Thực lực người này quả thực không thể khinh thường. Trong đám người Vân Dương Tông, sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, thế nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu. Ái đầu của hắn cơ hồ cũng không có sức hoàn thủ liền bị thua. Thực lực quỷ sát Dương Quá này thực sự quá cường hãn. Tông chủ, Dương Quá này sợ rằng vẫn còn ẩn giấu. Nếu như ta đoán không sai, sợ rằng hắn đã tới Linh Vương, lực khống chế đối với không gian của hắn hiện tại không phải là linh suất có thể làm được. Thậm chí trong mấy ngày nay, Dương Quá chỉ thi triển một linh kỹ mang tính thăm dò mà thôi. Sau lưng Vân Khiếu Thiên, Dương trưởng lão khẽ nói. Sợ rằng là Linh Vương. Vân Khiếu Thiên nói, thực lực của đệ tử hắn đương nhiên biết rõ. Ngay cả linh suất bát trọng cũng có khó có thể thắng được, ít nhất cũng có cơ hội thoát thân. Thế nhưng vừa rồi Hàn Phong lại không có một chút sức phản kháng nào thì đã bị thua. Lại đánh bại một người nữa. Lục Lâm Thiên khẽ mở miệng cười, đánh bại Hàn Phong này, coi như là tiền lãi thu về của đám bảo vật ở Huyền Thiên Bí Cảnh khi trước. Bất quá bởi vì tác phong như thổ phỉ của Phi Linh Môn, Vân Dương Tông dường như cũng chỉ đạt được 1/3 mà thôi. Hừ, ngay cả người Vân Dương Tông cũng dám động vào, vậy thì mau chóng đem ngọc giản trong tay ngươi giao ra dây. Một thân ảnh màu xinh đẹp màu xanh mang theo vòng xoáy dưới chân cùng với mùi hương nhàn nhạt xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Hồng Lăng. Nghe thấy thanh âm này, Lục Lâm Thiên không cần nhìn cũng biết là ai tới. Trừ đại tiểu thư Vân Dương Tông, hôn thê Vân Hồng Lăng của hắn ra thì cũng không còn có ai khác. Nữ tử trước mặt đang mặc bộ y phục màu xanh, trên ống tay áo thêu đồ án nhàn nhạt, dưới sự bao phủ của y phục làm hiện lên thân thể thướt tha mềm mại, đường cong linh lung. Bờ mông vỉnh cao, cái eo nhỏ nhắn, cặp chân dài, ngũ quan tuyệt mỹ. Nhìn Vân Hồng Lăng Lục Thiếu Du dường như nhớ lại lần đầu tiên khi hắn gặp Vân Hồng Lăng ở trong sơn mạch Vũ Đô. Bất quá lần thứ nhất gặp nàng quả thực có chút hương diễm. Không giao ra ngọc giản thì đừng trách ta không khách khí. Vân Hồng Lăng nhìn thấy sư huynh bị đánh bại cho nên nhanh chóng chạy tới. Lúc này nhìn thấy người áo xanh này không ngờ lại nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, Vân Hồng Lăng lập tức giận dữ. Khuôn mặt trầm xuống. Một đạo tàn ảnh màu xanh xuyên qua không gian mang theo thanh âm sắc bén đột nhiên xuất hiện. Trên thân thể uyển chuyển kia, chân khí đột nhiên bùng ra. Khoảng cách của hai người cũng chỉ mấy chục thước mà thôi. Chân khí Vân Hồng Lăng bùng ra, không khí chung quanh lúc này giống như sóng nước dâng cao. Thanh âm bạo liệt vang lên, trong đôi mắt xinh đẹp lúc này hiện lên hàn ý, thân thể nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ mặt đất một cái. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang giống như linh xà xuất động đánh về phía trước mang theo tàn ảnh màu xanh. Tàn ảnh màu xanh kia chính là binh khí của Vân Hồng Lăng, là một cây trường tiên, tăng thêm Vân Hồng Lăng thi triển phù quang lược ảnh, lúc này tốc độ của nàng dường như còn mạnh hơn Hàn Phong không ít. Trong phạm vi công kích của trường tiên lúc này có một cỗ lực lượng sắc bén, cường hãn khuếch tán, nhanh chóng đánh vào mặt Lục Lâm Thiên. Lại là một tiểu nữ muốn mưu sát chồng a. Lục Lâm Thiên nở nụ cười bất đắc dĩ, thân thể nhanh chóng lùi lại, quay mặt nhìn về phía Vân Hồng Lăng. Lúc này hắn cũng không dám khinh thường, thậm chí là phải bố trí hộ thân cương khí, sau đó mới dựa vào tốc độ như quỷ mị của mình tránh thoát khỏi công kích của Vân Hồng Lăng. Thực lực của Vân Hồng Lăng Lục Lâm Thiên biết rõ, tuyệt đối không đơn giản. Vũ giả tam hệ tăng thêm tu vi vũ xuất cửu trọng, thủ đoạn khác trên người tuyệt đối không ít. Sợ rằng ngay cả gặp phải vũ vương nhất trọng cũng có lực chống lại. Về phần những năm nay trên người Vân Hồng Lăng còn xuất hiện thêm thủ đoạn nào không thì Lục Thiếu Du cũng không dám khẳng định. Đạo trường tiên đầu tiên thất bại, thế nhưng không ngờ trường tiên này lại vô cùng quỷ dị vòng lại. Cánh tay Vân Hồng Lăng khẽ dương lên, cổ tay lắc một cái. Lập tức trường tiên giống như là độc xà trực tiếp vòng qua vòng lại trong không trung mang theo thanh âm xé gió. Nhanh chóng đánh về phía Lục Thiếu Du một lần nữa,
Trên trường tiên mang theo lực lượng xuyên thủng không gian, khí thế kinh người này khiến cho không trung xung quanh run lên. Tốc độ của trường tiên màu xanh này cực nhanh, trường tiên xuyên qua sóng gợn trong không gian. Ngay khi thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới thối lui thì cơ hồ cùng lúc đó trường tiên lại xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Trường tiên tới trước mặt Lục Thiếu Du đột nhiên hóa thành mấy đạo quang ảnh, vô cùng quỷ dị bao phủ không trung, nhanh chóng đánh về phía Lục Thiếu Du. Thực lực càng ngày càng mạnh a. Mí mắt Lục Lâm Thiên khẽ giật, thực lực như vậy quả thực hắn không dám khinh thường. Một khi tiểu nữ này ra tay hoàn toàn không chút lưu tình, trường tiên đánh tới, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, tinh quang trong mắt bắn ra. Bàn tay trong ống tay áo nhanh như thiểm điện duỗi ra. Một đạo chảo ấn nhanh chóng được đánh ra kèm theo linh lực bùng nổ. Giờ phút này một cỗ chảo ấn cuồng bạo nhanh chóng phóng lên trời, đem phương viên ngàn thước chung quanh bao phủ. Đạo chảo ấn này bao phủ trường tiên của Vân Hồng Lăng vào bên trong. Không gian lập tức vặn vẹo, giống như dòng nước chảy trong vòng xoáy vậy. Ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên trong quảng trường. Phanh phanh, linh lực cuồng bạo bắn ra bốn phía, kinh khí khủng bố phóng lên trời, linh lực tuôn ra. Thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng bị đẩy lùi về phía sau mấy thước, thân thể Lục Lâm Thiên cũng bị đẩy lùi vài thước. Đạo chảo ấn này Lục Lâm Thiên cũng không có dùng toàn lực, bất quá cũng dùng bảy thành lực lượng. Thế nhưng Lục Thiếu Du lại quên, Vân Hồng Lăng là vũ giả tam hệ, trong người có ba khỏa vũ đan, đan điền của nàng cực kỳ khổng lồ. Tuy rằng là vũ xuất cửu trọng thế nhưng dựa vào đan điền khổng lồ cho nên không có đối thủ trong đám người đồng cấp. Ngay cả đụng phải vũ vương nhất trọng cũng có thể chống lại. Hồng Lăng, muội không sao chứ? Lúc này có một thanh âm dịu dàng vang lên. Khi thanh âm vừa dứt thì có một thân ảnh xinh đẹp lập tức đáp xuống bên cạnh Vân Hồng Lăng. Người vừa tới mặc một bộ váy dài, dung nhan tuyệt mỹ, không trang điểm chút nào. Thế nhưng trên người lại tràn ra khí tức thanh nhã, chính là Lục Vô Song. Vô Song tỷ, muội không sao. Thân thể Vân Hồng Lăng lóe lên, cũng nhanh chóng đi tới bên người Lục Vô Song. Đông. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, nhìn thấy Vân Hồng Lăng không có việc gì, cánh tay Lục Vô Song run lên, một thanh trường kiếm màu xanh hiện lên trước người nàng. Cánh tay Lục Vô Song rung lên, một cỗ kình phòng mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán. Nhìn trường kiếm trong tay Lục Lâm Thiên, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi run lên. Thanh trường kiếm màu xanh này chính là thanh trường kiếm mà khi trước Lục Thiếu Du mua cho Lục Vô Song trên trấn Thanh Vân, có tên là Thanh Nguyệt Kiếm. Lúc trước tuy rằng có giá trị xa xỉ, thế nhưng hiện tại mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mà nhiều năm trôi qua như vậy không ngờ Vô Song vẫn giữ bên người. Coi như bằng vào thân phận cùng thực lực của nàng trong Vân Dương Tông hiện tại mà nói muốn đổi lấy một thanh trường kiếm linh khí địa cấp cũng không quá phận. Nhìn Lục Vô Song nắm thanh nguyệt kiếm trong tay, trên thân kiếm lúc này có một mảnh lưu quang quanh quẩn rồi biến mất. Tiếp theo có một cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn ra. Một đạo chân khí thanh sắc từ trong cơ thể mềm mại kia tuôn ra. Chân khí mạnh mẽ sinh ra cảm giác áp bách lan tràn ra chung quanh. Thực lực của nàng không ngờ còn trên Hồng Lăng. Cảm nhận cỗ khí thế mạnh mẽ kia, Lục Lâm Thiên than nhẹ một tiếng. Siêu! Thân thể mềm mại của Lục Vô Song đánh tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện kéo theo một đám tàn ảnh cùng với lực lượng mạnh mẽ khiến cho không khí chung quanh lắc lư. Siêu siêu! Lúc này Vân Hồng Lăng cũng không có chút do dự nào, sau khi nhìn thấy Lục Vô Song xuất thủ, trường tiên trong tay nhanh chóng biến hóa. Tiên ảnh ngập trời đánh về phía Lục Lâm Thiên. Tốc độ của nhị nữ vô cùng nhanh, bằng vào thực lực của hai nàng lúc này sau khi liên thủ Lục Lâm Thiên cũng không dám khinh thường. Công kích nhị nữ liên thủ đánh tới khiến cho Lục Thiếu Du muốn lùi cũng khó mà lùi. Lục Lâm Thiên không dám khinh thường, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt hung hăng va chạm vào một chỗ. Phanh phanh, công kích va chạm, từng đạo kiếm quang được đâm ra, tiên ảnh như bay, trường ấn như thiểm điện, hỏa quang lập tức bắn ra chung quanh mang theo kình khí cuồng bạo rung động không trung. Không gian lúc này giống như trực tiếp nổ tung. Trong lúc kịch chiến Lục Lâm Thiên muốn thoát thân vài lần thế nhưng cũng không dễ. Lúc này hắn cũng không nghĩ tới mình lại bị hai vị hôn thê vây công, mà thực lực của hai tiểu nữ này cũng không kém. Mộc Đằng khốn thân. Một lát sau, vẻ mặt Lục Vô Song trầm xuống, thủ ấn nhanh chóng biến hóa, không gian chung quanh lập tức có vô số dây mây ngưng tụ. Trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng bắn về phía Lục Lâm Thiên. Dường như đã hình thành một bức tường bằng dây bốn phía Lục Thiếu Du vậy. Phá! Một tiếng quát nhẹ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên,
một đạo trưởng ấn bằng linh lực nhanh chóng được chém ra. Trực tiếp đem đám mộc đằng này đánh nát. Lục Vô Song là vũ giả mộc hệ, công kích cực kỳ quỷ dị, vô cùng khó đối phó. Hai vị tẩu tử, muội tới giúp hai người một tay. Hai vị tỷ tỷ, muội cũng tới giúp hai người. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp trực tiếp đáp xuống dưới đất. Lúc này hai người mới xuất hiện không phải là ai khác mà chính là Lục Tâm Đồng cùng Lữ Tiểu Linh. Hai người sau khi đáp xuống không có một chút do dự nào, trong tay Lục Tâm Đồng có một đạo sương mù nhanh chóng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Mà Lữ Tiểu Linh cũng không nương tay, thủ ấn nhanh chóng dự kết. Trong mi tâm có một đạo quang mang chói mắt bắn về phía trước. Chính là một đạo linh hồn công kích đánh về phía Lục Thiếu Du. Không xong. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, tăng thêm Lục Tâm Đồng cùng Lữ Tiểu Linh, đặc biệt là Lục Tâm Đồng, cho dù là hắn toàn lực ra tay, vạn nhất tiểu nữ này thi triển ra xích kim độc chu, hắn sẽ gặp phải phiền toái lớn. Lúc này đối với công kích của Lữ Tiểu Linh Lục Lâm Thiên không quan tâm một chút nào. Thế nhưng cũng không thể tùy ý để linh hồn công kích của Lữ Tiểu Linh tiến vào trong đầu hắn. Như vậy linh hồn của Lữ Tiểu Linh sẽ bị kim đao màu vàng làm thương tổn. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, lúc này Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể thúc giục tất cả linh lực trong cơ thể. Khí tức linh vương trên người hắn không chút giữ lại, nhanh chóng tràn ra. Dựa vào sự khống chế đối với không gian của linh vương, thân ảnh Lục Thiếu Du chật vật thoát khỏi công kích bằng linh hồn của Lữ Tiểu Linh. Tiếp theo đó, Lục Lâm Thiên không dám dừng lại một chút nào, trực tiếp lách mình một cái, tránh khỏi phạm vi bao phủ của đám khói độc kia. Kịch độc trên người Lục Tâm Đồng so với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh còn mạnh hơn nhiều. Lục Thiếu Du cũng không dám để nó dính vào cơ thể. Quả thật là linh vương. Trên đài cao, lúc này không ít cường giả cũng cảm nhận được khí tức của Lục Lâm Thiên, cả đám vô cùng kinh ngạc, thế nhưng cũng không có ai cảm thấy ngoài ý muốn. Muốn chạy sao? Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa mới thoát thân, thanh âm của Vân Hồng Lăng đã vang lên sau lưng Lục Lâm Thiên. Trường tiên trong tay nàng không chút chần chờ, cổ tay run lên, chân khí dưới chân bắt đầu khởi động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trường tiên trong tay nhanh như thiểm điện quấn Lục Thiếu Du lại. Đúng là khó chơi a. Cảm nhận trường tiên quấn tới, kinh khí hung hãn trong trường tiên bắn ra, lúc này vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống nhanh chóng đem đạo linh lực trong tay hóa thành chảo ấn, ầm ầm đánh về phía trường tiên kia. Siêu siêu. Trường tiên xuyên qua không gian mang theo thanh âm xé gió sắc bén, hai cỗ lực lượng va chạm. Vân Hồng Lăng liền bị đẩy lùi mấy bước. Trước tiên thoát thân. Lúc này Lục Lâm Thiên không dám trì hoãn, nhanh chóng thối lui. Trốn chỗ nào? Trong lúc Lục Lâm Thiên bị Vân Hồng Lăng ngăn cản, ba thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện. Lại thêm Vân Hồng Lăng nữa là có bốn đạo thân ảnh đang vây khốn xung quanh Lục Lâm Thiên. Lần này quỷ sát dương quá kia phiền phức lớn rồi. Trên đài cao, không ít cường giả mỉm cười. Bị tứ nữ này vây công, đặc biệt còn có tiểu nha đầu Lục Tâm Đồng kia, quỷ sát dương quá này tuyệt đối gặp phải phiền phức lớn, nói không chừng còn phải dừng bước tại đây. Lúc này Lục Lâm Thiên vô cùng ngưng trọng, trong tứ nữ chỉ có Lữ Tiểu Linh thực lực kém một chút. Tam nữ còn lại đều rất mạnh, mà thực lực Lữ Tiểu Linh tuy rằng kém hơn một chút, bất quá thân là đại tiểu thư Lữ Tiểu Linh, trên người không chút nắm chắc sợ rằng là điều không thể nào. Trong lúc ngưng trọng này đồng thời trong lòng Lục Lâm Thiên cũng thầm cười khổ. Tứ nữ đều là người thân của hắn, mà lúc này bốn người lại đang vây công mình. Đây quả thực là lũ lụt dâng tới Miếu Long Vương mà. Bản thân hắn lại không thể nặng tay, bằng không sẽ tiện nghi cho người khác. Tứ nữ vây khốn Lục Lâm Thiên, chân khí, linh lực trong người tuôn ra. Bốn người trực tiếp tạo thành một vòng vây, đem Lục Thiếu Du vây khốn ở trong. Cả phương viên chung quanh đều bị bao phủ. Một cỗ uy áp cực lớn tràn ra. Lúc này Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng, tứ nữ liên thủ, sợ rằng cho dù hắn đem toàn lực tu vi linh giả cũng không nhất định có thể thoát ra. Siêu siêu. Tứ nữ nhìn nhau, chân khí linh lực tràn ra, cả không gian run lên, lúc này dường như các nàng đang chuẩn bị công kích. Ông ông. Ngay khi Lục Lâm Thiên thầm kêu không ổn thì tiếng chuông trầm thấp vang lên. Lúc này thời gian nửa canh giờ ngưng chiến của ngày thứ 6 rốt cuộc đã tới. Lúc này mặt trời ngả về phía tây, ánh sáng chiếu rọi mặt sông khiến cho mặt sông dường như được nhuộm một màu vàng. Đám khán giả xung quanh lúc này cũng hoan hô một tiếng như chúc mừng những người còn lưu lại tới bây giờ. Thập đại cường giả trên đại lục rốt cuộc sẽ sinh ra trong đám người còn lại này. Phù! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên rồi mỉm cười.
thời gian ngừng chiến này tới thật đúng lúc a. Nguy cơ của hắn rốt cuộc cũng được loại bỏ. Sắc mặt tứ nữ lúc này trầm xuống, nhìn nam tử áo xanh trước mặt, bỗng dưng nhìn thấy khóe miệng nam tử này nhếch lên khiến cho bốn người có cảm giác vô cùng quen thuộc. Nụ cười này, không ngờ lại tương tự với hắn như vậy, khiến cho tứ nữ cơ hồ cùng lúc ngẩn ngơ. Thời gian ngừng chiến nửa canh giờ rốt cuộc cũng tới, đệ tử thiên địa các nhanh chóng tiến lên thu thập quảng trường. Tới ngày thứ sáu này, vốn chỉ còn gần trăm người, cho tới bây giờ trong mắt Lục Thiếu Du nhìn chung quanh chỉ có 43 người. Mà trong 43 người này, Lục Thiếu Du phóng mắt nhìn lại cũng có không ít người Lục Thiếu Du biết. Thánh nữ của thiên địa các, Lam Thập Tam, còn có nữ tử mặc y phục màu cam của tứ các tứ đảo. Gia Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang cùng với một đệ tử của Hắc Sát Giáo, một vũ xuất lục trọng của Hóa Vũ Tông, Giản Tâm Nhi của Địa Linh Tông, Nguyên Nhược Lan Thiên Kiếm Môn, một đệ tử của Huyền Hồn Môn, một đệ tử của Quy Nguyên Môn, Huyền Sơn Môn vốn có ba đệ tử tham dự lúc này cũng chỉ còn lại một. Trong Tam Tông Tứ Môn người còn lại khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn không ngờ lại chính là người ban đầu ở trong Sơn Mạch Vũ Đô có không ít dây dưa với hắn Lam Linh. Không nghĩ tới nữ tử này cũng trụ được tới ngày thứ sáu. Mà còn lại chính là thanh niên áo xám kia, còn có mấy tán tu khác và mấy đệ tử trong các thế lực hắn không biết tên. Những người có thể trụ lại hiện tại không ai là một kẻ yếu cả. Tính toán trên người mình, lúc này tổng cộng hắn có được 380 khối ngọc giản. Tuyệt đối không được tính là an toàn, còn ngày mai nữa là chấm dứt, chỉ 10 người cuối cùng mới tiến được vào vòng trong. Sợ rằng ít nhất hắn cũng phải thu thập 150 tới 200 ngọc giản mới có thể tính là tuyệt đối an toàn. Trong lúc ngừng chiến, Lục Lâm Thiên cũng thừa cơ rời khỏi vòng vây của tứ nữ. Bị tứ nữ liên thủ vây công, quả thực hắn cũng gặp phiền toái lớn, cũng không thể nói cho các nàng biết thân phận của mình. Ít nhất cũng phải đợi tới lúc thi đấu top 10 mới nói được. Nửa canh giờ sau, lần nữa lại có một tiếng chuông trầm thấp vang lên. Màn đêm buông xuống, cả quảng trường tối đen. Lúc này cách thời gian ngừng chiến ngày mai chỉ còn 12 canh giờ. Lúc này bất kể là người dự thi hay là các thế lực sau lưng đều vô cùng khẩn trương. Tiến vào top 10 có thể coi là cường giả đỉnh tiêm. Điều này không chỉ là giấy chứng minh cho thực lực của người tham gia, mà đối với những thế lực lớn chính là mặt mũi. Trong môn có một trong thập đại cường giả mà nói đây chính là mặt mũi của tông môn. Vào đêm ngày thứ 6, lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Trong buổi tối ngày thứ sáu này cũng không có ai giao thủ, tất cả mọi người đều đang điều tức, dường như đều nghênh đón chàng thi đấu cuối cùng vào ngày mai. Có thể tiến vào top 10 hay không thì cũng chỉ có cơ hội cuối cùng vào ngày mai mà thôi. Ngày mai nhất định là một ngày điên cuồng, long tranh hổ đấu, tất cả mọi người đều hy vọng bản thân mình bảo trì tới trạng thái đỉnh phong. Cho dù là người tự nhận thực lực cường hãn cũng không dám khinh thường, bởi vì trong đám người dự thi cường giả hiện tại có không ít. Thậm chí cũng không ai dám chắc bản thân mình nhất định có thể chiến thắng. Trên thính phòng ngoài quảng trường, trong đám người hoàng gia hiện tại cũng vô cùng khẩn trương. Trong mấy ngày giao thủ này mọi người cũng âm thầm vì Lục Lâm Thiên lo lắng. Ngày mai chính là ngày cuối cùng cho nên tỷ muội hoàn gia lại càng thêm khẩn trương. Dương Quá tiên sinh này không biết sư phụ là ai, từ nơi nào tới. Tuổi còn trẻ mà không ngờ thực lực quả thực không kém. So với đệ tử thân truyền trong đại môn đại phái chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Hoàng Chí Lương nói, cha, người xem ngày mai Dương Quá tiên sinh có thể tiến vào top 10 hay không? Hoàng Hân dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn phụ thân mình rồi hỏi. Chuyện này ta cũng không chắc, bởi vì cường giả trong đó quả thực không ít, bất quá Dương Quá tiên sinh tuyệt đối cũng có cơ hội. Hoàng Chí Lương nói, dùng thực lực của hắn cũng có thể nhìn thấy thực lực của một bộ phận cường giả trong tràng. Thế nhưng muốn đi vào top 10 không phải là chuyện dễ dàng. Đêm này dường như vô cùng an tĩnh a. Hoàng Đan khẽ nói, mấy ngày hôm trước, vừa mới tới đêm thì trình độ giao chiến còn kịch liệt hơn so với ban ngày. Thế nhưng hai ngày nay lại yên tĩnh dị thường. Bất quá bên trong sự yên tĩnh này Hoàng Đan cũng cảm giác được bầu không khí có chút căng cứng. Hiện tại càng yên tĩnh, ngày mai sẽ càng điên cuồng. Hoàng Chí Lương nói sau đó nhìn về quảng trường. Lúc này trong bầu không khí căng cứng kia, đêm nay càng tĩnh lặng thì ngày mai sẽ là một hồi long tranh hổ đấu điên cuồng. Giống như là yên bình trước bão tố vậy. Trên mấy hòn đảo bốn phía, lúc này trải qua mấy ngày liên tiếp thi đấu, nhiệt tình của mọi người càng ngày càng tăng. Ngày mai chính là ngày cuối cùng,
lúc này có không ít người thậm chí còn đang bàn tán xem rốt cuộc là ai tiến vào được top 10. Trên đài cao, lúc này trong tất cả các sơn môn, mọi người đều thấp giọng nghị luận, các cường giả thì nhắm mắt dưỡng thần. Trong đám người phi linh môn, Tả Thiên Khung nói với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Đông Cung Phụng, người nói xem tiểu thư ngày mai có thể tiến vào top 10 không? Sợ rằng không thành vấn đề a. Chuyện này hiện tại cũng khó có thể biết rõ. Cường giả dự thi không ít, bất quá cho tới hiện tại Tâm Đồng cũng chưa dùng toàn lực, nếu như liều mạng, tiến vào top 10 cũng không phải là không có cơ hội. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Dưới màn đêm, tất cả những người dự thi đều điều tức. Tâm thần tỏa ra chung quanh, trong đầu đang nhanh chóng suy tư, ngày mai chính là ngày cuối cùng, có thể nhất cử thành danh hay không thì phải nhìn vào cơ hội cuối cùng này. Trong bầu trời đêm từng ngôi sao le lói, ngẫu nhiên có từng đám mây đen trôi qua che khuất vầng trăng. Một đêm yên tĩnh rốt cuộc cũng trôi qua, màn đêm dần biến mất, khi những ngôi sao trên bầu trời còn chưa hoàn toàn biến mất thì trên phía chân trời xa xa đã xuất hiện ánh sáng đầu tiên. Lúc này cả không trung bắt đầu được chiếu sáng. Siêu siêu, từng đạo chọc khí từ trong miệng đám người dự thi được thở ra. Trong nháy mắt có hơn 10 đạo khí tức tràn ra. Trên đài cao, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn xuống phía dưới. Ngày cuối cùng này, đệ tử trong môn bọn họ là long hay là trùng thì cũng chỉ dựa vào cơ hội cuối cùng này mà thôi. Tất cả khí tức phòng lên cao, ánh mắt 43 người không ngừng đảo qua đám người còn lại. Lúc này đã là ngày cuối cùng, đã không còn lựa chọn, cũng không phải bận tâm gì khác. Bản thân mỗi người đều phải toàn lực ứng phó thì mới có cơ hội. Thế nhưng lúc này cũng không có ai động thủ, tất cả đều đang tìm kiếm đối thủ của mình. Trong thời gian mấy ngày nay mọi người đều nhìn thấy một ít người khó có thể trêu chọc. Cho nên sẽ không đơn giản trêu vào mấy người kia. Cố gắng lên, bắt đầu đi. Ngày cuối cùng rồi, thập đại cường giả trong thế hệ trẻ sắp xuất hiện. Cố gắng lên, đánh bại đối thủ cho ta a. Tiếng náo nhiệt bốn phía vang lên không ngừng, tiếng ầm ĩ hội tụ tạo thành âm thanh giống như sấm rền quanh quẩn trong không trung. Từng tiếng ầm ĩ vang lên khiến cho máu trong người đám người dự thi không khỏi chảy nhanh hơn vài phần. Đem ngọc giản ngươi giao cho ta, số lượng ngọc giản trong tay ta vẫn còn chưa đủ. Lúc này, thanh niên áo xám đầu tóc mất trật tự kia nhanh chóng đi tới trước người đệ tử Huyền Sơn Môn.